Cho nên Tổ Quan nói nè, cái người niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú đại bi á, thì cái hoặc tức là tham sân si mạn nghi á, nó tiêu từ từ. Hôm bữa giờ hồi trước giờ mình không có nghĩ là mình còn tham sân si phải không? Mình nghĩ mình không có tham sân si phải không? Mình nghĩ sai rồi, mình lầm tưởng rồi. Mà tham sân si mà khi mà nó hết á, phải chứng A La Hán, phải chứng quả A La Hán nó mới tiêu. Bản thân chúng tôi cũng chưa có hết, nhưng mà mình lầm mỏng nhẹ, mình khống chế được nó, mình khống chế được nó là do cái gì? Mình do mình niệm Phật, niệm Quan Âm, coi sách thánh hiền, mình tu tập, thì tự nhiên cái lòng tham đó nó bị đè nén xuống, nó bị khống chế. Rồi cái lòng từ bi thương người thương vật, không muốn ăn thịt chúng sanh nữa, rồi muốn giúp người nghèo, cái tự nhiên nó phát triển lên, đúng không? Là bắt đầu mình sẽ làm phước được, rồi cái phước nó tới. Trên cái gốc vẫn là mình phải có tu tập. Sáng dậy 2-3 giờ, 3-4 giờ vậy đó, đừng có thức trễ lắm. Lắng nghe nè, tụng cái thời kinh Phổ Môn đó, sách vào đó. Chúng tôi y vậy à, sáng hôm nay cũng vậy à, đi đâu cũng vậy đó. À, sáng tụng cái phẩm Phổ Môn xong rồi cái bắt đầu niệm Phật, lễ Phật, hay lắm nha. Mỗi lần sáng mà mình niệm Phật, mình lễ Phật rồi, có Phật theo gia hộ cho mình, gia trì cho mình, cái ngày hôm đó mình an vui, mình làm cái gì cũng kiết lợi. Để ý đi, còn bữa nào mà ngủ đến 5 giờ sáng dậy, nhìn cái mặt lừ đừ như con khỉ ăn ớt, nó ra cái gì hết trơn, rồi làm cái gì nó cứ trục trặc, rồi cái tâm bực bội tức tối khởi lên, chiêu cảm toàn bộ những cái chuyện xấu xa tới không. Để ý đi, để ý đi, lạ lắm ngang. Cái chuyện mình tu hành nó có những cái kết quả, mình nhìn mình thấy hay lắm đó. Bây giờ bao nhiêu người này nghe, cái đoàn ở Hà Nội vô tối nay hoặc ngày mai đi về trên xe không nói rồi, về ở nhà thử coi. Mà lạ lắm ngang, khi mà ở nhà mình có tụng kinh, tự nhiên cái nhà mình ấm cúng lên. Rồi tất cả những oan gia trái chủ, những người mà xấu ác á, mà khúc mày khúc mặt á, họ bỏ họ đi hết. Có nhiều người ta không biết, người ta kêu tụng rồi quỷ ma nó tới nó phá nhà. Không phải, nó bậy, nó không phải, không đúng. Lắng nghe nè, năm 1993, 94 gì đó, chúng tôi ở một cái chùa đó. Cái chùa đó coi như quý vị biết sao, người ta bỏ không luôn, bởi vì hoang tàn, không có nước trên chùa, không ai ở được, quý thầy bỏ không ở được. Có ông thầy đó, ông về, tội nghiệp ông, ngày ông tụng pháp hoa, ông tụng kinh này kinh nọ, xong bắt đầu mấy thầy về. Chúng tôi cũng ở cái chùa đó một thời gian luôn. Về tụng kinh một thời gian, sau có Phật tử xây một cái hồ thiệt to, bắt đường nước xuống cái hồ đó. Không biết tự nhiên ai họ tới họ thấy, mà những người đó họ làm cái phước đó rất là thù thắng. Họ biết xây cái hồ thiệt to, họ bắt nước từ trên núi xuống, bởi vì trên đó khoan nước, khoan giếng không có nước. Họ kéo xuống đó có cái hồ, có cái hồ nước, bắt đầu với thầy tụng kinh, từ từ cái chùa bắt đầu ấm cúng lên. Mà cái vùng trong đó là toàn bộ cái tự tử, tự giận chết, uống thuốc sầu không. Mà mấy thầy mà vô cái chùa đó bắt đầu những tháng đầu tiên á, mà mấy thầy mà sáng không tụng kinh á, hương linh kéo quăng xuống giường hết trơn. Vậy mà tụng kinh từ từ thời gian cái bắt đầu cái là các vị ác quỷ á, họ chuyển thành tốt hết, hoặc giả là họ đi nơi khác. Rồi cái nơi đó cái bắt đầu nó phồn thịnh lên, cái chùa cái bắt đầu hưng thịnh lên. Từ nơi tụng kinh niệm Phật, để ý đi, cái chùa tụng kinh niệm Phật. Rồi những người mà giết heo ở gần chùa, họ nghe tiếng kinh kệ, họ cũng thay đổi nghề luôn. Cho nên thành ra cái bộ kinh A Di Đà, rồi kinh Vô Lượng Thọ, rồi kinh Địa Tạng, rồi kinh Kim Cang, cái kinh của Phật có cái sức để chuyển nghiệp. Nó chuyển không những cái nghiệp của mình, mà nó chuyển gia đình của mình, rồi nó chuyển thêm những vị oan gia trái chủ trong gia đình mình đó, nó chuyển hết. Để ý đi, cho nên thành ra chùa chúng tôi sao, cái tụng kinh niệm Phật thôi. Vậy mà chủ nhật Phật tử về cúng tháng 500 triệu xài không hết. Lý do gì? Thâm tín A Di Đà Phật, thâm tín về Phật á, là không thiếu thốn. Không thiếu thốn mà không bao giờ chúng tôi xin ai. Thực sự ai cúng không cúng thôi à. Bây giờ mình biết trong mạng mình không có, mình đi xin mình kêu gọi cũng không có. Người hiểu đạo lý nhân quả này rồi họ sống an vui. Còn trong mạng không có là đi xin gì đi nữa rồi cũng không có. Người ta cho một lần là thôi, người ta cũng bye bye mình luôn. Mà hèn lắm. Mấy người mà họ không nương vào cái sức của họ làm việc, họ không tin vào nhân quả, họ cứ đi xin đồ này xin đồ nọ, kêu đồ kia, cái người này họ làm cùng tử. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là viên ngọc quý, là kho tàng phước báu, là công đức mà của Đức Phật A Di Đà dồn chứa trong đó. Cứ niệm đi, niệm lâu ngày chạy tháng, coi thử coi cái tâm mình nó mở ra làm sao, cái phước báu nó tới làm sao, coi thử đi. Vậy mà không chịu làm, cứ đi xin đồ này xin đồ nọ. Tổ Ấn Quang nói cái người mà đi xin kêu gọi, người này họ hèn tệ lắm, họ cứ nghèo mãi, làm kẻ cùng tử mãi. Còn cái người mà họ biết ăn nhín nhịn thèm để họ làm phước báu, họ tu tập, họ bố thí, họ phóng sanh, họ cúng dường,
Không bao lâu đâu, không bao lâu đâu, 3 năm đến 10 năm là bắt đầu là của cải, vật chất họ bắt đầu đến rồi. Không thực sự, để ý đi. Cho nên thành ra là thường chúng tôi nói chuyện nó không có cái gì cao xa, chỉ thực tế. Thực tế đó là mình biết bố thí, mình cúng dường, mình tin nhân quả, mình tụng kinh, mình niệm Phật. Dẫu cho mình nghèo, nghèo đi nha, nghèo, nhưng mà cuối cùng sao? Gia đình mình được an vui do có tu tập. Vừa rồi đây cái lá thư đất lẽ là Vu Lan, vừa rồi trong đó chúng tôi kêu thầy Nhật Minh đọc mà cuối cùng là quên đọc. Cái cô này cô nghèo mà gia đình rắc rối lộn xộn, cô buồn phiền, bắt đầu cô nghe đĩa chúng tôi. Cô nghe đĩa xong bắt đầu bà sửa lại, bà ăn, từ ăn bằng bà chuyển sang ăn chay. Ăn chay kỳ quá, ăn chay trường. Mà ông chồng uống rượu về, ông chửi, ông la, ông làm lộn xộn gia đình. Con cái thì nó coi như là nó ngổ nghịch. Bây giờ nói không được nữa. Chẳng lẽ lý gì? Thôi bắt đầu tu, bắt đầu bà ăn chay. Ăn chay ông không cho ăn, ông chửi. Lén ăn chay tụng kinh niệm Phật, tội nghiệp lắm. 3 năm không quý vị, kiên trì 3 năm bắt đầu gia đình thay đổi. Ông không có đi uống rượu nữa, bắt đầu ông ăn chay, ông đi thu hồ, ông làm thợ hồ á, ông kiếm tiền về, cái gia đình từ từ ổn định lại. Cái là đáng lẽ ngày Vu Lan vừa rồi đây mùng 10 á, tháng 7 này có linh quy y nè, và có chuẩn bị không kịp, có kêu để cô sẽ quy y, nghe đĩa thôi mà họ thực hành, cho nên gia đình họ yên ổn. Nhớ đó, cho nên cái sự tu tập nó có những cái sự mầu nhiệm, nó có sự kết quả như vậy, cho nên đạo Phật mình mới tồn tại đến ngày hôm nay chứ. Nếu mà đạo Phật của mình không chỉ cho người ta tu tập an vui được thì nó đã hủy diệt rồi. Nó có cái hay trong đó đó, nó có cái hay trong đó. Không, quý vị thấy rằng một ngày hôm nay vậy thôi, hai vợ chồng chủ nhà lấy không biết bao nhiêu công đức bỏ vô két. Mà cái két này là không ăn trộm nào, ăn cướp nào lấy được hết trơn. Công đức mà, lo cho người niệm Phật, lo cho người tụng kinh, có một cái mái che ở đây cho người ta về tu tập, thì gọi là công đức. Đây là một cái loại công đức. Mà cái công đức này trộm cướp lấy không được, mình chết mang theo được. Thế vì bữa nay cổ không dám phát tâm, rồi cổ sợ tốn kém, rồi chút nữa nấu cơm nó cũng tốn kém, rồi họ vô ngồi đây họ không thích, họ chỉ có cái chùa họ để chơi vậy thôi à, không muốn người ta tới tu tập. Thì cái phước này không có bằng, không có bằng là họ khởi niệm lên để họ cho người khác tu tập. Mà không hiểu làm sao khi chúng tôi ra đây là cúng dường bộ luận tạng, là hôm qua chúng tôi về rồi, tự nhiên cổ nói sư phụ à, con muốn sư phụ ở lại ngày nữa, mà con biết chúng tôi không có đi giảng cho nên cũng không dám mời giảng nữa. Cái mời thỉnh sư phụ lại ở lại một ngày 14 nữa đi, chứ ngày 13 đang chẳng tế, thì gia đình chúng con muốn thăm sư phụ một chút. Cô chỉ mời vậy thôi. Chúng tôi nói ở lại một ngày không làm gì thì nó cũng buồn quá, thôi để chiều 14 đó mình tổ chức người ta tu đi. Hai vợ chồng hoan hỷ liền. Ngộ ha. Rồi chúng tôi mới sắp xếp chương trình, kéo bao nhiêu người về đây là cũng là phải nhờ cô Sương, nhờ một số Phật tử kéo về ở đây. Bây giờ mới ngồi nóng, trời ơi nó nóng gì mà nóng. Ở coi Đà Nẵng hôm nay mà mát mát như vậy mà chúng tôi coi như mồ hôi làm mấy lít rồi đó. Ở trong Đà Lạt nó đâu nóng như vậy đâu. Nhưng mà mình nóng một chút là nó hết đúng không? Mình khổ, mình cực chút nó hết đúng không? Mình mệt chút là nó hết đúng không? Nhưng mà công đức nó còn đó đúng không? Hồi nãy vô cái gì đang ngồi nóng không? Nghe Pháp cũng có công đức đúng không? Tụng kinh cũng có công đức đúng không? Niệm Phật cũng có công đức. Công đức này có hết không? Có mất không? Không. Mệt chút nữa hết phải không? Đấy, nó hay là hay chỗ này nè. Nói vậy để ngồi khỏi đi về chứ sợ chạy về hết trơn, nóng quá. Không. Rồi. Giờ lắng nghe nè. Nói tới nói lui, nói xuôi, nói ngược gì cũng không bằng niệm Phật đâu. Về niệm Phật giùm đi, coi thử nó làm sao. Giờ niệm Phật làm sao? Đó. Cái máy đây. Ai chưa có thì ở trong cuốn sách nó có cái điện thoại 0909747474 đó. Nhắn tin thôi. Thầy Nhuận Minh giữ cái số đó. Thầy ơi, con hôm bữa con tới cái chùa, tới cái chỗ cái khu tâm linh Đà Sơn, con chưa có máy. Giờ thầy nhắn cho con xin thầy cái máy hoặc cái bạn bè gì đó. Bữa là chúng tôi sẽ gửi bưu điện thẳng trực tiếp ra tới nhà quý vị, hoặc sách kinh gì đó. Ở trong cuốn sách thì nó có địa chỉ, có điện thoại hết. Chúng tôi sẽ gửi ra tận nơi, tặng quý vị miễn phí, được chưa? Rồi. Xong rồi mình lấy cái máy này mình mở ra như hồi nãy nhớ. Cứ niệm Phật trong máy, Nam Mô A Di Đà Phật một câu. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật một câu, mình ngồi 15-20 phút gì đó. Chúng tôi ở sáng tu là vậy đó, khỏe lắm. Rồi ngồi chập mỗi chân được không? Đi vòng vòng trong mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật. Sáng ở trong cái nhà nghỉ đó đó, mở ra niệm Phật, trời thích
thích lắm ấy. Nhất là 3-4 giờ mình dậy mình tu là nó thanh tịnh, nó an vui, trong người mình nó mát mẻ, nó dễ chịu. Ngày hôm đó nó không có câu có nhăn nhó, ai chọc cái gì, ai nói mình bực tức cái gì, tự nhiên mình cũng nhịn được. Mà bữa đó không tu dúng bà chằn cho coi, cái chuyện nó không đáng gì hết, vậy mà cũng làm cho nó lớn chuyện lên, là do mình không có tu á, hiểu không? À, vậy mà mình có niệm Phật là tự nhiên người mình nó mát mẻ, rồi người mình nó an vui. Cứ trong máy niệm câu mình niệm câu, chập cái bắt đầu trong máy á, lại niệm một câu cái mình lại như nãy, nhớ không? Đó, lại nửa tiếng, một tiếng hết cấp kỳ, niệm thêm Quan Âm Bồ Tát, rồi tụng thần chú đại bi 25 biến đó, tỏ ân quang đó, là mỗi buổi tối là 25 biến đại bi, có khi là 50 biến, mà thường là tối là 50 biến, tỏ ra nó ngang hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát mà không dám bỏ đại bi. À, thần chú đại bi của Bồ Tát Thiên Thủ đặc biệt, để ý đi, về tụng đi. Mà nếu mà mình đọc bằng miệng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi là nó sẽ bị tổn khí, nó mệt. Trong này có cái máy chúng tôi thâu, chúng tôi tụng liên tục không gián đoạn. Mà quý vị mệt là quý vị nghỉ một chút rồi bắt đầu quý vị hít thở niệm tiếp. Cứ sáng 5-25 biến, chiều 25 biến, công phu không bao giờ thối chuyện, để ý đi. Mấy năm nay là chúng tôi tập rồi, mà thần chú đại bi là duy diệu, bệnh gì cũng hết. Đây, thầy Thiện ngồi đây, lớn vậy mà bị cháy rạ, ngọ, cháy rạ đầy hết cung minh luôn. Nửa tháng không ai dám gần thầy, nó ngứa suốt đêm ngủ không được, chúng tôi gọi là địa ngục kim châm. Thầy đau khổ cực kỳ mà niệm Phật lại không vô. Nhớ nha, cái sức công phu mình niệm Phật yếu, cái lúc mà mình bệnh hoạn niệm không vô, để ý đi, niệm không vô, cái đau nó chế ngự hoàn toàn. Cái Giác Nhàn mới nói là tổ Ấn Quang ngài nói thần chú đại bi linh nghiệm lắm, thầy tụng thử đi, thầy tụng thử đi. Cái ông nghe hết đường rồi, coi như hết đường binh rồi, hết đường nào chạy rồi, niệm Phật cũng không nổi luôn, suốt đêm niệm coi như là đau nửa tháng trời, giống như địa ngục vậy. Mà thì cuối cùng cái là thầy bắt đầu thầy phát tâm, thầy tụng thôi chết thì chết, tụng 200 biến một ngày, mệt, tụng nhiều quá nó mệt đi không nổi luôn. Cái thầy kêu thôi chia ra đi, sáng 54, chiều 54, 108. Hơn một năm nay thầy không dám bỏ chú đại bi đó, thầy ngồi đó trong một tuần khô rang hết liền. Công nhận thần chú đại bi nó linh diệu. Hồi xưa mà thầy theo hòa thượng Tịnh Không là ngài là bậc coi như thượng căn, chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật thôi, thì thầy không bao giờ tụng thần chú đại bi. Mà khi gặp Tổ Ấn Quang là nói thần chú đại bi, ngài dẫn nhiều câu chuyện là thầy phải tin liền, không còn con đường nào mà không tin nữa hết. Thì cuối cùng là tin thần chú đại bi, tụng thần chú đại bi, nó giải nghiệp cấp kỳ nhanh, vẫn đem công đức thần chú đại bi đó hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Ở trong này ai tụng đại bi mỗi ngày giơ tay lên coi. Đó, thấy chưa? Le que mấy mạng đó, thấy không? Ít quá. Thử đi, nó không có chướng ngại gì niệm Phật đâu. Chắc chắn nó không có chướng ngại mà. Mỗi buổi sáng thầy là 25 biến, tối là 25 biến, không dám bỏ. Bỏ 25 biến hoặc bỏ 50 biến một cái là qua ngày mai bắt đầu tu y ạch liền, giải đãi luôn. Nghiệp bắt đầu nó chế ngự mình liền, vô không nổi. Để ý đi. Cho nên thành ra cái người mà họ công phu tốt rồi đó, mà họ có phước báu nữa đó ngang, là họ xuống, họ sung sướng không gì bằng. Họ có phước báu là họ có tiền của, họ muốn làm phước cũng được, họ giúp người nghèo cũng được, họ hốt giúp cho gia đình cũng được, rồi họ làm cái gì cũng được. Có tiền mà làm gì không được, đúng không? Mà nếu mà không có tu là họ làm ác cho coi. Họ làm ác, mở lò sắt xanh, rồi bắt đầu mở quán karaoke, bia ôm, rồi mở cái gì đó, câu cá giải trí, toàn là tạo nghiệp xấu ác. Có tiền tạo nghiệp xấu ác, để ý coi. Trời, hôm qua chúng tôi đi dọc cái bờ biển đó, toàn là hải sản tươi không. Họ nghĩ ăn là bình thường đúng không? Nhưng mà chắc không nói ai, không nói tên cái quán nào, chắc họ không muốn chặn đường, không quýnh mình đâu, chắc không sao đâu ha. Để ý đi. Cái người mà có tâm ác rồi, họ có tiền, bắt đầu là họ mở những cái chỗ mà họ để họ làm ác cho coi. Gia đình lụng bại hết cho coi. Không phải chúng tôi chì ẻo hoặc là nói xấu họ đâu. Cái nhân quả cực kỳ nguy hiểm. Nhân quả mà xấu ác là cực kỳ nguy hiểm. Mà khi mà họ có phước báu rồi á nghe, họ có tu tập á, lắng nghe nè. Khi có phước báu mà có tu tập rồi, cái bắt đầu họ chiêu cảm cái nghề tốt cho coi. À, buôn bán vải nè, rồi họ buôn bán đất nè, rồi họ làm nhà máy xây đá nè, làm cái gì đó không có đụng đến sắc xanh, không có đụng đến cái chuyện tà dâm. Có cái cô đó tự nhiên có tiền khiến lên nên làm cái chỗ bia ôm, cuối cùng kêu mấy cô trẻ trẻ vô làm gái, cuối cùng nó bắt nó nhốt bắt tiều đó. Cái tâm không có tu tập, có tiền cho nên nó khiến ra cái nghề đó. Khi gặp chúng tôi khóc bù lu bù loa,
ra trại xong rồi bắt đầu ra trại giam xong bắt đầu lên gốc. Hỏi giờ đang làm cái gì? Kêu giờ không có bia ôm gì nữa mà karaoke thôi, karaoke cũng chết. Thôi đừng có mở gì nữa, thôi giờ lo tu tập rồi đi bán cái quán tạp hóa đi. Mấy người họ đã lún vô cái chuyện ác rồi, họ kêu họ làm việc thiện cực kỳ khó, bởi vì không có tu, không có tu. Mà kêu họ làm việc thiện khó. Cái điều này chúng tôi nói chung chung thôi chứ không có nói chạm đến cái tên tuổi của ai, đúng không ạ? Cho nên mình cũng không mắc lỗi gì, nhưng mà hôm nay quý vị có mặt ở đây đó, mình coi lại coi, cái người mà không có tu tập, tức là không biết niệm Phật nè, không biết tụng kinh nè, không biết trì chú nè, không biết niệm Quan Âm nè, không biết lễ Phật nè, có tiền tạo nghiệp xấu ác như tinh bắn, nhanh cực kỳ. Và khi mà họ có tu tập rồi, tự nhiên họ có tiền, cái họ khiến họ làm những cái việc thiện, cái nghề họ cũng thiện cho coi, để ý coi. Cho nên thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình rồi thôi, cái phước báu ngày quá lớn, cho nên thành ra nhất sanh bổ xứ, một đời thành Phật, con ông vua đúng không, con vua Tịnh Phạn phải không? Thế mà bỏ hết, bỏ hết, biết là của cải chết mang theo không được, cũng sẽ bị mất cho coi. Cuối cùng ngài đi tu, đúng không? Ngài đi tu. Cái tài sản của ngài là gì? Là trí tuệ, là từ bi, là hỷ xả, là vô ngã, là vị tha. Đó, cái tài sản của ngài đó. Mà nhờ có cái trí tuệ cho nên thành ra ngài nói pháp ra, mà cái giáo pháp từ gần 3.000 năm nay bây giờ vẫn còn, đúng không? Nó còn đến 9.000 năm sau nữa, kinh khủng không? Rồi cái lòng từ bi của ngài mà khắp thế giới nhân loại đều kính ngưỡng ngài, trí tuệ từ bi của ngài, phước báu của ngài, công đức của ngài, đó là những cái tài sản ở trong thể tánh của mình đó. Còn vật chất thực ra cõi dục giới này mình xài, cho lên cõi sắc giới là không có xài rồi. Bây giờ họ tưởng ăn là có ăn, tưởng mặc là có mặc, tưởng nhà là có nhà, thì họ xài vật chất để làm gì? Ở cõi Tây Phương Cực Lạc họ tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất thì lấy tiền để làm gì? Vàng họ lót đường để cho mình đi thì vàng để tranh giành làm gì? Bước lên cực lạc, bước lên cõi trời sắc giới, vô sắc giới là tiền bạc là vứt đi, không xài, không xài. Mà cái người mà đắm đuối về cái tiền bạc của cải vật chất ở đây á, thì họ cứ ở dục giới này hoài, sanh làm người, làm người, làm người hoài, chứ không lên trời sắc giới, học vô sắc giới, không lên cõi trời được. Cái tâm của họ nó nặng nề quá đi, nó chấp nhất quá, cho nên họ cứ làm người, làm người. Và làm người khoảng hai đời là họ giỏi, chứ Ấn Tổ nó đời thứ ba là họ phải làm súc sanh rồi. Đời thứ ba là họ làm súc sanh rồi, không làm người nổi, bởi vì họ bị đắm chìm trong đó nặng quá. Cho nên là cái phước họ tổn, cho nên thành ra là họ phải làm loài súc sanh rồi, họ vô địa ngục rồi, hiểu không? Ừ. Cho nên hôm nay quý vị về đây tụng kinh với quý thầy, niệm Phật, gia đình hương linh của quý vị ở dưới địa ngục á, nghe tiếng niệm Phật quý vị họ siêu thoát. Cái mùa này là cái mùa cứu đảo quyền, là mở trói như người treo ngược mà. Vu Lao Bồn tức là cứu đảo quyền, là mở trói như người treo ngược. Mà quý vị về đây tụng câu giải Phật hiệu, tụng thời kinh Di Đà bảy biến đại bi không? Niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tưởng chừng đơn giản chứ không? Phật cùng Phật khen ngợi đó. Kinh A Di Đà là kinh nhất thiết chư Phật gia trì, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Trên Tổ Ấn Quang khi mà ngài gặp được bộ kinh A Di Đà, bắt đầu ngài tung vô đó một cái là y báo là cảnh giới cực lạc xuất hiện. Ghê chưa? Chánh báo là Đức Phật A Di Đà xuất hiện. Mình chê kinh A Di Đà là kinh để dành cho cầu siêu ha, kinh đó là hàng thấp kém đúng không? Kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Đại Bổ Tích mới là cao siêu đúng không? Không phải đâu. Tâm mình mà thanh tịnh nhập vào cảnh giới kinh A Di Đà là chánh báo là Phật A Di Đà xuất hiện. Ghê chưa? Y báo là cảnh giới cực lạc xuất hiện, là người này á hả, họ thâm nhập vào cảnh giới rồi. Không phải dễ đâu. Mình tụng lất lất chơi chơi, tâm không thành kính, cho nên thành ra tụng qua loa chả thấy cái gì xuất hiện đúng không? Do nghiệp mình sâu dày, cho nên thành ra mình không có đạt được cảnh giới. Rồi mình chê kinh nó là thấp, không thấp đâu. À, về tụng đi, tụng thời gian phổ môn rồi coi mình cảm được cái thần lực Bồ Tát Quan Âm như thế nào chứ. Tụng kinh Di Đà rồi mình cảm đến cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, gọi là vô tác nguyện lực bất khả tư nghì. Tụng đi, tụng thứ coi. Chứ để cái đau khổ này nó cứ đau khổ hoài, nó dằn vặt rồi gia đình cứ lộn xộn, rồi cứ làm kẻ cùng tử, rồi suy nghĩ sằng bậy, rồi suy nghĩ gì đó, danh tị hơn thua phải trái đúng sai để làm cái gì hả? Rồi làm kẻ phàm phu chứ được cái gì đâu. Vậy mà tụng kinh một thời gian cái tự nhiên cái tư tưởng mình đã khác, muốn lợi ích chúng sanh, thương người, người ta chửi mình cũng thương họ, rồi từ từ nó trở thành một người siêu quần bạc tỷ cho coi, phước báu tới cho coi, một người hơn người cho coi. Làm được không? Nãy giờ nói nhiều quá không biết làm được hay không à? Nói ít vậy thôi, nói đơn giản vậy thôi, không có gì cao xa hết trơn á. Vậy mà Tổ Ấn Quang ngày tu ngày thành tổ á nha. Thành tổ á, thành tổ ngày tu làm sao? Đi tụng kinh A Di Đà,
niệm Phật A Di Đà mỗi buổi tối trì 25 biến đại bi hoặc 50 hoặc 75, không bỏ nha, không bỏ. Còn mình là thay đổi hoài, buổi tối cái mời đi chơi, đi ăn ghẹ ăn cua, cái đi chơi cái quên tụng kinh trì chú cũng quên luôn, kêu thôi để ngày mai, rồi ngày mai, ngày mai, ngày mai đến Tết dân tộc cũng chưa tụng luôn đó, thấy chưa? Mình là cái kiểu mình là phàm phu nó vậy, cho nên làm phàm phu hoài, thay đổi hoài, thay đổi hoài. Thay đổi là cái tâm vọng tưởng nó thay đổi. Mới coi chiếc xe đó cái thích, cái vài bữa nó chán, mới cưới vợ về cái vài bữa chán. Con người mình là con người thay đổi, con người là con người thối chuyển. Có lại đi, mà cái người mà họ đi vào trong thể tánh họ rồi là họ cái làm cái việc gì nó cũng nhất như giờ giấc, rồi là ăn uống, rồi sinh hoạt, rồi thể dục, rồi họ tu tập, rồi cái tâm họ bắt đầu đi vô thể tánh là bắt đầu là nó từ từ nó đi vô trong đó, nó không thay đổi. Họ có người không thay đổi cái tánh mà diệu dụng của thể tánh nó là nhất như. Còn là cái vọng tâm của cái thể tánh á, cái vọng tâm nó là sống của nước á, tức là cái bóng của cái hình á, là nó vọng tâm nó thay đổi hoài, hiểu không? Đó là con người phàm phu của mình. Còn cái người họ nhất như là họ rất gặp trường kiên định, mà cái người muốn nhất như đó là họ phải công phu từ từ nó mới thâm nhập vào trong thể tánh của họ, họ mới xuất hiện được cái tâm nhất như đó, chứ không là họ cứ phiền não rồi bị cái tâm sân hận, cái tâm ái dục, cái tâm tham ăn tham ngủ nó cứ hành họ hoài, họ ở trong đó họ khổ đau vô cùng, họ không có tu tập mà, hiểu không? Thôi nghe vậy đủ rồi, chứ nói nhiều nó mệt quá. Con nhỏ bữa nay bắt đầu sức khỏe đã xuống rồi. Vừa lễ Vu Lan trong đó xong, hơn 3.000 người trong đó họ bu kính hết trơn, họ niệm Phật một đêm, giảng xong tổ chức cho họ xong là nó quá mệt luôn. Ra ngoài đây xong cái bữa ngồi chai tăng mà ngồi không muốn nổi, nó quá mệt. Đúng ra mà cái buổi lễ trong đó xong là phải nghỉ một tuần đến nửa tháng nó mới lại cái sức được, bởi vì tổ chức nó hao cái tinh thần dữ lắm. Đó. Thì hôm nay ra đó thì cái việc mà chúng tôi gặp quý vị là thấy quý vị ở xa xôi, cái đoàn của cô Nga, cô Phương từ Hà Nội, cô đi ra Huế xong cũng vô trong này gặp chúng tôi. Thì thực sự cái đây là một cái nhân duyên, là bao nhiêu năm cũng nghe Pháp chúng tôi rồi, mà hôm nay thì chúng tôi ra tổ chức cho quý vị tu là chính. Nhưng mà giờ đây đến tu không mà về, tức là mình có thực hành mà không hiểu cái đạo lý á, có sự không mà không có lý, đôi khi về quý vị sẽ không hành trì được. Thì chúng tôi cũng có vài lời để mà chia sẻ, nhắc nhở, sách tấn cho quý vị tu tập được. Về nhà mình cố gắng mình tu tập cho cái gia đình mình nó yên vui. Lỡ mà ông chồng uống rượu, ông quậy phá vậy thôi, đừng đụng chạm, đừng có gây oán thù với ổng nữa. Lúc này giữa mình với ổng là có một cái oan gia để mà nó trả nợ với nhau, nó báo oán với nhau, thôi đừng có gây nợ nữa, cứ im lặng, làm kẻ ngu, kẻ khờ, xin lỗi họ đi. Thấy không? Rồi bắt đầu mình cố gắng cái mình niệm Phật, mình hồi hướng cho ổng 1 năm, 2 năm, 3 năm, cùng lắm ổng chết ổng cũng phải chuyển thôi. Chết thôi chứ làm gì nữa không chuyển. Thôi nhịn đi. Nhịn này, nghe nè, nghe ăn tổ nói nè, cái câu này hay nè, đáng lẽ ngưng rồi mà nghe nè. Nghe nè. Nếu mình nhìn như vậy là người ta đánh mình, người ta chửi mình, người ta giết mình thì mình làm sao? Nghe nè, ăn tổ nói nè. Nếu là người đã Bồ Tát, họ thấy ngũ uẩn này dai không? Giết họ như ngày Mục Kiền Liên á, giết họ họ vẫn an vui, tâm họ an vui để cho giết. Cái sắc thân này họ đã chứng được thể tánh thanh tịnh, nó là giả. Họ chấp nhận hoan hỷ, muốn giết, muốn đánh, muốn chửi, muốn bầm chặt gì như ngày Mục Kiền Liên, hoan hỷ. Họ muốn làm gì làm. Đó là họ chứng nhất như pháp tánh thanh tịnh, thân tâm nhất như, cho nên thành ra không thấy đau khổ nữa, không sợ chết nữa. Thân này giống như giả, giống như cái áo cởi ra vứt đi bằng áo khác vô, bỏ cái xác này đi lấy cái xác khác. Đó là Bồ Tát chứng nhập được thể tánh thanh tịnh, là Bồ Tát hiện thân để mà độ sanh, họ làm được. Còn phàm phu mình sao? Lắng nghe nè, phàm phu mình thì sao? Họ chửi mình, chưa giết mình, mình còn nhịn được thì mình phải nhịn. Họ đánh mình để mà giết mình thì mình tìm cách gì đó để mình phải khéo léo, để mà mình phải khống chế. Không khống chế thì mình phải làm sao để nó giữ được cái mạng mình để tiếp tục mình tu, bởi vì mình chưa chứng thánh, mình chưa chứng Bồ Tát. Mà tâm mình phải như là Bồ Tát. Một cái chỗ này siêu xuất, chỗ này nó sâu sắc. Bây giờ về cái ông chồng ông chửi mình phải không? Chưa đến nỗi, vẫn chịu đựng. Ông đánh mình phải không? Nhẹ nhẹ mình còn chịu đựng được thì mình vẫn chịu đựng. Ông đánh mạnh để mà mình chết thì mình phải chạy, hoặc mình tìm cách gì mình tránh né đi. Đó là phương tiện của phàm phu để giữ cái thân này mình tu. Nhưng tâm phải như là Bồ Tát, phải thương họ.
Bởi vì mình đời trước á, là mình gây cho họ khổ, bây giờ họ phải gây lại cho mình khổ. Không khởi một tâm oán thù, tâm như Bồ Tát. Hay không? Hay không? Còn thân mình đó, thân mình á phải tùy nghi uyển chuyển. Nếu họ đánh nhẹ chưa đến nổi á thì thôi cố gắng gục đó cho họ đánh đi, mà thấy đánh mạnh qua chạy đi. Sao nó chết làm sao? Mình chưa chứng thánh, mình chưa chứng quả, nó chết rồi sao mình đâu có thân nữa mình tu, đúng không? Thì tổ quan nó phải khéo léo để uyển chuyển, một là tránh né, hai là mình dùng cái cách gì đó mình xin lỗi hay nhờ người ngăn chặn, nhưng tâm không được phép oán thù. Ghê không? Sâu sắc của tổ quan trả lời cho một cái ông đó. À vậy bữa nay chồng về quýnh chửi mình biết cách rồi đúng không? Biết thì biết, cái nỗi khùng lên thì cũng chưa chắc gì tha ông đâu. Không có công phu, không có niệm Phật, không có tình thương, không có lòng từ bi, đúng không? Cho nên thành ra là lời qua tiếng lại, cái oan gia nữa, cái dây dưa hoài, đời sau chết làm con cháu gặp nhau tiếp. Ghê chưa? Cái nhân quả nó kinh lắm. Không à? À. Trời, 4:30 rồi ta, nhanh dữ hả? À, nãy giờ nghe 1 tiếng rồi đó ha. Bây giờ trong này có ai thắc mắc gì không? Hỏi vậy chứ nãy giờ nói nhiều quá, không biết có trúng ai không nữa. Có thắc mắc gì không? Đây có người viết câu hỏi nè, có ai viết câu hỏi đưa lên thì trả lời nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch sư phụ, nay có cụ bà 94 tuổi, năm ngoái có lên chùa sư phụ, bà ăn chay hơn 40 năm, nay bà đang có mặt tại đây, xin sư phụ cho bà lên gặp sư phụ. Đâu bà đâu? 94 tuổi đâu? Biết lý do gì bà sống 94 tuổi không? Có lý do. Có lý do là ăn chay 40 năm. Hả mà? Ở trong này ai ăn chay trường nữa, giơ tay lên coi. Mấy người kia không giơ tay ăn gì? Biết rồi. Khỏi hỏi, biết rồi. Biết rồi. Không. Ăn mặn đi, ăn mặn đi rồi sẽ thấy. Cái thịt con cá, con gà, con vịt, con heo, con thú, bất cứ con gì nó có độc tố trong đó. Nó bệnh, nó chết, người ta giết nó, có độc tố trong đó. Tổ Ấn Quang nói có độc tố trong đó. Ăn vô rồi thân thể mình bệnh hoạn, rồi còn trả cái nghiệp báo nữa, đó là sát sanh đó. Hiểu không? À, sẵn cái cô bà cụ 94 tuổi, sẵn mời bà chủ lên nhìn bà chủ giám đốc công ty một chút nè nha. Rồi. Trời ơi, hai vợ chồng vô tới ở trong Đà Lạt để thỉnh chúng tôi ra đây. Cho nên thành ra thôi, đợt này ra một lần thôi, không biết khi nào ra nữa nha. Rồi, cụ lên đây. Cô Sương lên trên này luôn. Mấy người ngồi nắng á, chánh, có cô mặc áo trắng, cô xích lên đây đi cô, nó nắng á cô. Ăn chay 40 năm, 94 tuổi, cho một chàng pháo tay lớn đi. Vỗ tay là về ăn chay không phải vỗ tay không đó, nghe chưa? Trời, hồi nãy có 3-4 người ngồi trước mặt nè, từ ở trong đó mà lội ra đây 100 cây số. Ở trong cái gì á? Tông Giang. Trời ơi, đây 100 cây số. Trời ơi. Rồi. Đây. Rồi lắng nghe nè. Hôm qua chúng tôi ghé vô nhà thăm bà, lúc nào cũng cười. Bà cười, bà hoan hỷ dữ lắm. Mà đâu có biết bà ăn chay 40 năm đâu. Hôm nay nghe cô Sương nói là bây giờ mới biết ăn chay 40 năm. Bà niệm Phật rất là tốt, cho nên cái người có duyên ăn chay, có duyên tưởng Phật là sống dai vô cùng, đúng không? Rõ ràng. Đó, thấy chưa? Hôm nay là bằng chứng không? Chứ không phải là chúng tôi nói ăn chay là sống thọ, đúng không? Bằng chứng rõ ràng. Ở trong chùa có một bậc cụ nữa đó, 108 tuổi. Dễ sợ không? Người nhỏ ốm tông không? Ốm teo vậy, ăn chay 50-60 năm nay rồi. Đầu óc tỉnh queo luôn. Đầu óc rất tỉnh táo, sáng suốt, không một chút mê lẫn. Thấy hay không? Thấy ăn chay hay không? Đó. Cho nên Tổ Quang nói mình lấy tiền mà mình đi phóng sanh á, nhiều lúc mình không có thời gian, mình bỏ tiền mình tiếc, thì khuyên họ ăn chay vẫn hay hơn là khuyên họ phóng sanh. Những người có căn lành sâu dày lắm, họ mới dám bỏ tiền ra phóng sanh. Những người này căn lành phải là thiện căn rất
lắc là sâu dày, cho nên họ mới dám bỏ tiền túi mồ hôi nước mắt của họ ra để phát tâm phóng sanh. Vừa rồi chúng tôi đi xuống miền Tây, có cái cô đó ở Indonesia, bà có hiếu, mà thương mấy người có hiếu mà là họ thích phóng sanh, là họ giàu, họ bố thí. Cô này cũng quá trời giàu, có ông chồng người Indo, về phát tâm 350 triệu, 15 tấn cá, chúng tôi thả 4 tiếng đồng hồ. Trời ơi, thì tổ ông quan nói là tìm cái người mà có căn lành, họ dám bỏ tiền đây nè. Nếu mà họ bỏ tiền ra họ làm được điều này thì người này rất căn lành. Chứ không thì họ bỏ tiền tỷ không mua đất, chứ dễ gì mà không mua cá thả mà cho mất. Họ kêu mất tiền đi, mua đất là còn. Còn cái gì ạ? Còn cục đất á. Còn cục đất, coi chừng mất. Của năm nhà mà, không sanh công đức không mất, để ý coi. Cho nên chùa chúng tôi cứ mỗi chủ nhật là 20 triệu, một tháng là hội chết luôn là 80 triệu. Hồi xưa không có tiền là mỗi chủ nhật có 500 ngàn, bắt đầu mở pháp hội 2007 có 500 ngàn. Thế mà nhờ công đức phóng sanh từ từ mà bây giờ cái chùa nó hưng thịnh. Lễ lượt lúc nào cũng là ngàn nghẹt. Bây giờ là hàng ngày đều là 500 người, họ ở xung quanh đó họ vô chùa, hôm nay 300 nè. Mà 500 người mỗi ngày đều đặn như vậy họ về họ tu. Có phải nhờ công đức phóng sanh mà con cái cháu chắc hiếu thảo đầy nhà, chùa có phóng sanh là Phật tử ngoan, Phật tử tốt về đầy chùa, mười công đức phóng sanh nói mà, hiểu không? Nhưng mà cái căn lành cái người mà họ không phóng sanh nhưng họ ăn chay dễ khuyên hơn là bỏ tiền túi phóng sanh. Mà trong này mà khuyên ăn chay không được nữa thì thôi bỏ tay .com.vn luôn, biết làm gì thua luôn rồi đó, hiểu không? Căn lành mình quá kém. Đến bây giờ mà còn ăn thịt chúng sanh, mà khi mà con thú đó người ta giết nó bị đổ máu á, thì tổ quan nói là bằng dễ làm cho Phật xuất hiện. Ghê chưa? Ghê chưa? Bây giờ con thú này hiện tại nó không phải là Phật, mà tương lai nó sẽ là Phật. Ghê chưa? Mà hiện tại làm cho nó xuất huyết mà mình không giết trực tiếp, mà mình gián tiếp đem tiền đi thuê cho người ta giết, thì đây là làm cho Phật tương lai là con thú đã xuất huyết á, là tội này lớn. Trong ngũ nghịch trọng tội chứ không phải đơn giản đâu nha. Mồi cho kỹ ra là như vậy, chứ không phải là ăn miếng thịt là bình thường đâu. Nghe như vậy mà dám còn về ăn là quý vị gan cùng mình, gan cùng mình. Đó, bà chủ nè, nhìn nó tướng vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đó, Đức Minh tay trái chúng tôi nhìn xuống nè, thấy bà chủ chưa? Đơn giản vậy thôi. Lo cho bản thân mình mà đơn giản lắm, không có xe xua lè lẹt, không có phóng son phóng xón à, xón phóng son phóng không phải phóng son. Cho nên đơn giản lắm, vậy mà nội tâm phong phú, thích làm trai đàn, thích làm trai tăng. Mà chúng tôi nhiều lúc chúng tôi thật sự mà nói là cái phước báu mà làm như cổ, nhiều lúc mà thỉnh như tặng đông, như hôm qua có cúng cả tỷ mình cũng không đủ khả năng làm. Lâu lâu có Phật tử với mình phối hợp mình làm, cái phước báu họ có. Không phải hôm nay là chúng tôi nịnh đâu, chúng tôi khen đâu, mà cũng đáng khen lắm chứ. Đó. Cho nên thành ra thì thực sự là nhờ cô Sương, và chúng tôi đi ra đây, cái cô Sương cô dắt đến cổ thăm cái cổ hai vợ chồng quý quá, vô Đà Lạt mời chúng tôi ra đây. Hôm bữa chúng tôi nói chơi chơi đâu mà đâu có nghĩ là ra một cái buổi niệm Phật như vậy. Chúng tôi kêu không biết khi nào đủ duyên ra cái chùa, nói cái chùa vậy chứ gọi rằng là khu tâm linh Đà Sơn, tổ chức cho Phật tử niệm Phật, chứ cái chùa của mình mà không niệm Phật nó buồn lắm. Cậu nói thì có quý thầy đến thì con hoan hỷ thôi, chứ mà không có làm sao con làm được, con chỉ say thôi, chứ con quyến rũ các Phật tử về cũng không đủ khả năng. Nói chơi chơi vậy thôi mà bữa nay thành sự thật ông ơi. Ngộ ha. Tâm tưởng là sự thành mà. Đó. Tâm tưởng muốn cho người ta niệm Phật ở đó, cái tự nhiên hôm nay nó hội tụ. Tâm tưởng ác, tự nhiên cái điều ác nó tới. Tâm tưởng phóng sanh, phóng sanh nó tới. Tâm tưởng gì là nó thành cái đó, gọi là tâm tưởng sự thành. Tâm tưởng nhớ Phật niệm Phật là sẽ về cái Tây Phương Cực Lạc. Hiểu không? Đó. Hôm bữa mới nói chơi chơi, mới nói chơi chơi, cuối cùng cái ra phát tâm pho cúng dường bộ luận tạng cho quý hòa thượng, cái tự nhiên sực ra nhớ cái ý niệm hôm trước muốn niệm Phật, cái tự nhiên cả gia đình vợ chồng phát tâm lên, đúng không? Rồi bữa nay có cái buổi niệm Phật ngồi nói chuyện, cái phước báu rất thù thắng. Hôm nay thì thực sự chúng tôi cũng không có nói nhiều, chỉ niệm Phật với quý vị là chính. Nhưng mà thấy quý vị cũng mới về niệm Phật xong về nó quên, không ai nhắc nhở là nó quên, cho nên hôm nay nhắc nhở hơi nhiều một chút, được không? Cộng lại với các vị ở Hà Nội,
mỗi lần nghe chúng tôi đến đâu là họ đi đến đó để họ nghe, họ tu tập, họ về họ an vui quá chừng luôn, họ an vui không? Rồi bây giờ đây thì có thầy Minh, thầy đọc một cái đoạn văn sau của tổ sư Ấn Quang, ngồi lắng nghe nha, lắng nghe nha. À, bây giờ mọi người xuống được rồi đó, đứng mỗi chân. Ở trong này tổ sư Ấn Quang ngài có khuyên mình nên tu tại gia. Tổ Ấn Quang có cái hay chỗ này, mình không đủ xuất gia, không đủ khả năng, coi chừng vô cái rồi mình khổ đau, mình làm ảnh hưởng đến đạo pháp. Cho nên thành ra ngài khuyên mình tu tại gia và tại gia hoằng pháp. Nha, lắng nghe. Cái thi kệ này nó cực kỳ hay luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc thi kệ tốt yếu của tổ sư Ấn Quang, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư công đức và toàn thể hội chúng trong buổi chiều ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thi kệ tốt yếu của tổ sư Ấn Quang khuyên nên tại gia hoằng pháp. Học Phật là để khôi phục bản tâm, không phân biệt còn tóc hay cạo tóc. Với cư sĩ, nhà chính là trường học, pháp quyến không ngoài cha mẹ vợ con. Tự tu hành, khuyên nhủ bạn đồng môn, cùng quy hướng trì danh cầu cực lạc. Khuyên cha mẹ tu hành là con đại hiếu, biết lạc về đâu khi cha mẹ mất thân. Xưa vua Đại Vũ là bậc thánh nhân, vẫn không thể cứu chi cha đầu thai làm thú. Với người chung quanh lòng hằng khuyên nhủ, một người cầu vãng sanh tức thêm một Phật viên thành. Đây mới chính là ý nghĩa độ sanh. Tâm hằng tư lự lo chúng sanh không tin nhận, bỏ mất cơ hội đời đời không thấy Phật. Đức từ bi thể hiện tại nơi đây, hằng nhắc nhở người hết dạ tu trì, nhớ nỗi khổ luân hồi trong sáu ngã. Người thế gian dễ theo đời xa đọa, khi biết tu hành lại cầu phước báo nhân thiên, cầu thần thông, cầu tuổi thọ thần tiên, không biết nguyện được sanh về lạc quốc. Chữ hiếu của thế gian thường theo cành bỏ gốc, dạy chăm lo cung cấp vật cần dùng, dạy quạt hè ấm lạnh lúc trời đông, dạy thành đạt làm rạng danh tiên tổ. Sợ mất giống nên gả chồng dựng vợ, sợ lúc qua đời không có kẻ khối hương, sợ mất bàn thờ mà chẳng sợ lỡ mất Tây Phương. Dù chu đáo nhưng vẫn là thế sự, đối với giải thoát không mảy may ít lời. Dù được xem là hiếu tử tiến lưu đời, cũng chỉ là câu khen ngợi nhất thời, sao sánh được với tấm lòng từ mẫn. Đạo hiếu xuất thế gian lìa tâm vương vấn, vượt thế tình lo sanh tử của mẹ cha. Khuyên cầu Tây Phương như dục mẹ về nhà, khuyên tìm bổn tánh như tìm gia tài chôn kính. Kinh Địa Tạng nói về kẻ ngu si hiếu kính, lúc cha mẹ lâm chung lại giết hại heo gà, mang lên bàn thờ như kết chặt mối oan gia, khiến cha mẹ càng khó khăn siêu độ. Người đại hiếu vẹn hai đường lớn nhỏ, cả thế gian và cả xuất thế gian. Thường chăm nom nhưng khéo léo khuyên can, dùng thân chính mình nếu gương đạo hành, khuyên niệm Phật ăn chay cầu sanh cõi tình, không tạo thêm tội thì đới nghiệp vãng sanh. Chính phẩm sen vàng an trú tánh linh, nơi đất Phật sẽ viên thành quả Phật. Nếu cha mẹ đã bỏ thân ngày ngày truy tiến, luôn tu hành mong hồi hướng Tây Thiên. Nếu chưa vãng sanh thì sẽ được vãng sanh, nếu đã vãng sanh nâng cao phẩm vị. Được như vậy tức làm bốn lời nguyện thề, cũng hoàn thành pháp tự lợi lợi tha. Không những là báo đáp hiếu mẹ cha,
mà công đức chính mình thêm thù thắng. Đó là kẻ biết dùng thân thuyết pháp lục đạo chúng sanh là quyến thuộc lâu xa, độ chúng sanh tất cả hiếu mẹ cha. Nên Phật dạy hiếu thuận là chí đạo, nên phải biết một chữ hiếu trả cho tứ sanh lục đạo trong luân hồi đã thay mặt đổi tên, gặp lại nhau chẳng biết để đáp đền. Việc nhỏ nhất là trường chay không giết hại, với người không tin chẳng nên tranh cãi, làm hết phận mình theo thuyết chính danh. Không nên ép người niệm Phật vãng sanh, chẳng khác kẻ đè đầu bò cho gặm cỏ. Thời nay pháp nhược ma cường, người tại gia nên hỗ trợ, chuyên trì ngũ giới niệm Phật Di Đà, tự mình tu hành khuyên nhủ gần xa. Phải biết rằng đó là việc chung cửa tứ chúng, thần tâm đoan chánh người người vâng phục, không khiến sai mà người tự y theo. Như gió thổi qua cỏ nếp thuận chiều, giữa phố thị nói làm theo chánh kiến. Nên ấn quan tôi viết câu đối liễn: đường tắt Tây Phương nếu chẳng biết dùng, pháp Phật trong chính cõi đâu là chỗ viên dung. Bỏ pháp tịnh độ, Phật mười phương không độ khắp, khuyên nên ở nơi trần thế học đạo. Hàng cư sĩ có trăm điều lo tính, cha mẹ vợ con công sở cửa nhà, nên tùy phận mình mà tu tập tại gia. Chẳng thể bỏ tất cả ngồi yên mong nhập định, cho nên niệm Phật là pháp môn cứu cánh, khẩu niệm hay tâm niệm cả mọi thời. Lúc đến đi, khi ngủ nghỉ đứng ngồi, tâm luôn giữ lấy một câu Phật hiệu. Muốn học pháp xuất thế, thân không cần xuất thế, sống giữa chợ đời, nương pháp Phật chuyên cần. Đi đứng nằm ngồi, nói nín uống ăn, nhất cử nhất động đều thuận theo Phật trí. Được như vậy, một niệm gồm thu 3000 cảnh giới, huống chi là việc đoạn hoặc chứng chân. Liễu thoát tử sanh, ngự cõi liên bang, xưa cũng vậy mà ngày nay cũng vậy. Có khác chi Di Ma bàn cư sĩ, đệ tử Như Lai phải đâu tất cả phải vào chùa. Sống tại gia nhưng việc ác ngăn ngừa, giữ câu Phật hiệu thân tâm hằng kiểm thúc. Ngày cũng như đêm năm canh sáu khắc, giữ chân tâm như giữ tuệ mạng Như Lai. Đến một ngày phát hiện thực tướng không hai, sánh vai bậc xuất gia đâu thua kém, vẫn hơn kẻ cạo đầu nương cửa Phật. Chuông mỏ lơ là, kinh kệ qua loa, yên phận dần già mặc ngày tháng lại qua. Chưa ngộ được đạo, huống chi là chứng đạo. Sống đời tại gia nhưng biết lấy khổ làm pháp bảo, bổn phận viên toàn đủ đức hiếu sinh. Có tiền tài thì cứu giúp kẻ lên đên, có trí tuệ thì khuyên người nên niệm Phật. Như thuyền xuôi dòng căng buồm trên sóng nước, chẳng nhọc công lao liền đến bờ kia. Nếu lạm thông thì thiền tịnh song tu, nhưng phải lấy tịnh môn làm rường cột. Nếu là kẻ trung căn thì không cần thông kinh luận, nhưng luôn ghi lòng việc ác không làm, luôn trì danh hiệu Phật hướng liên bang. Tuy nhàn hạ nhưng bên trong ngầm thông Phật trí, cẳng cần công phu nghiêng về người chánh tín. Được lợi ích thâm sâu hơn kẻ đa văn, bởi đa văn nên cứ mãi tính toan, dùng tri kiến thế gian mà luận nghị. Nếu biết buông xả trăm lo ngàn nghĩ, sẵn thông minh sẽ triệt ngộ không lầm. Tính hạnh nguyện song hành sẽ vào được bản tâm. Nếu chẳng vậy, tri thức kia chỉ để dành phỏng đoán. Kẻ tham thiền nếu không minh tâm kiến tánh, suy luận nọ kia
thì chỉ là mớ kiến thức tả tơi, mang tiếng tham thiền nhưng chỉ là tham chữ chuộng lời, càng nghiêm ngẫm càng xa vào bế tắc. Người diệu ngộ là ngộ ra tánh Phật, nào phải đâu chỉ giải được nghĩa văn chương, thấy tánh rồi thực chứng mới phi thường. Nếu chẳng được vậy phải gia công quán chiếu. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị nghe thấy hay không ạ? Sâu sắc lắm. Nghe cái này phải vài chục lần. Chúng tôi soạn cho thầy Minh đọc, chúng tôi đọc vài chục lần mới thấy được cái áo diệu, vi diệu của cái lời thi kệ Tổ Ấn Quang. Quý vị mở vô trang web Vô Lượng Thọ hoặc lên cái kênh YouTube Thích Giác Nhàn á, thấy thầy nói chuyện xong quý vị niệm Phật cái kiểu như vậy nè, đi kinh hành rồi lễ, nhìn vô trong điện thoại á hoặc trong cái màn hình quý vị niệm Phật 8 giờ 10 giờ 12 giờ là hết ca. Còn ai muốn niệm thêm á thì 12 giờ đến 6 giờ sáng niệm hoài như vậy mỗi thứ bảy suốt đêm luôn, không mệt. Càng niệm càng khỏe. Hay đặc biệt cái câu Phật hiệu, ngồi nói chuyện hoặc kình lộn hoặc nói trời ơi đất khởi chập cái nó mệt, nó khó chịu, nhưng mà niệm Phật hoài không mệt. Đúng là có Phật lực gia trì. Nghe Ấn Tổ nè, niệm Phật danh, niệm Phật hiệu như con thơ gọi mẹ. Câu thi kệ hay không? Niệm Phật hiệu như con thơ gọi mẹ, như con thơ gọi cha. Thì bây giờ quý vị, thời gian đến 5 giờ thì chương trình là từ 2 giờ tụng kinh đến 5 giờ là xong. Đó, thì hôm nay trong 3 tiếng đồng hồ, quý vị thấy an vui không ạ? An vui. Có số sách nè, có người có số máy nè, có người có số dây, thằng chú Đại Bi nè, đeo vô ha. Thằng chú Đại Bi đeo vô ngủ rất là yên tâm. Thằng chú này là hộ thân, hộ quốc, hộ tâm ha. Ai thiếu đó thì nhớ gọi điện thoại 0909747474 đó, thì mình sẽ gửi ra tặng cho quý vị. Hôm nay mang ra không có nhiều ha. Thôi hôm nay mình gặp nhau ở đây thì tụng thời kinh niệm Phật với nghe Phật Pháp. Xong rồi chút nữa răng rấy cơm. Mỗi người ai ăn 2 hộp vẫn lấy 2 hộp làm 350 lận. Mà trong này 280, 290 gì đó. Cho nên ai ăn muốn 2 hộp thì ăn ha. Thôi giờ gặp nhau vậy thôi chứ giờ làm gì nữa giờ. Được chưa? Rồi. Còn quý vị có đường xa, một số người ở đường xa đó, cho nên thành ra chúng tôi cho nghỉ trong thời gian 3 tiếng đồng hồ là đủ rồi ha. Để ban tổ chức họ dọn dẹp. Thôi giờ quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng ha. 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 Chúng ta đứng dậy. Niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo. Phật là bậc đạo sư của ba cõi, cha lành trong bốn loài. Những người quy hướng tin theo diệt được tội như cát sông Hằng. Những người xưng niệm được phước vô lượng. Lại nói về Tấn Truyền, người con trai thứ ba của sư tỷ Khoan Kim, từ khi nhận được sự hung đúc của mẹ thì tin sâu Phật Pháp, hiểu rõ những điều hay tốt của việc niệm Phật, niệm Bồ Tát. Cho nên sau khi nhập ngũ huấn luyện, nghiêm thủ quy luật của quân đội, thời gian rảnh liền niệm thánh hiệu A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, thường được nhờ Phật Bồ Tát từ bi gia hộ. Như có lúc đang bơi trong hư không trên đỉnh đầu, từng thấy Bạch Y Đại Sĩ tức Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện. Nói ra thật khiến người khó tin. Thời gian thật là nhanh. Thời hạn Tấn Truyền phục dịch 3 năm trong quân đội đã mãn, được về quê. Người thanh niên chịu sự giáo dục huấn luyện tốt trong quân đội, trong lòng không lo nghĩ gì. Hơn nữa đã niệm được hơn 3 năm thánh hiệu, cho nên trở thành một thanh niên thông minh sáng suốt, phước tướng phẩm hạnh đoan chánh. Sau khi về nhà, liền đến nhà máy bột mì cảm ơn ông chủ tịch và hết thảy mọi người việc mẹ anh được mọi người giúp đỡ trong thời gian 3 năm anh phục dịch trong quân đội. Lúc đó trong nhà máy có một nữ viên chức nhìn thấy Tấn Truyền đẹp trai, hiền lành chất phác, nên tình nguyện kết nghĩa tần tấn với anh. Sư tỷ Khoan Kim tiết kiệm tằn tiện trong 3 năm trời, thêm vào đó được tiền thưởng khi nghỉ việc, hết thảy giành được 1 vạn đồng làm tiền chi phí cưới vợ cho con. Thật là không ngờ lại cưới được một người con dâu hiền thục, con nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo. Không lâu sau đó,
hai vợ chồng liền mua mấy căn nhà cũ ở khu Bắc, bắt đầu tự làm ăn. Với sự chăm chỉ chí thú làm ăn của Tấn Truyền, cơ sở ngày một phát triển. 5 năm trước đây đã dỡ bỏ căn nhà cũ, làm lại một căn nhà lầu mới bê tông cốt thép, trên lầu thờ Phật Bồ Tát. Sư tỷ sớm tối càng tu hành lễ bái tinh tấn, hưởng thọ cái vui đoàn viên trong đời. Cứ như thế, mọi người đều nói là nhờ sự che chở của Phật Bồ Tát. Đây cũng chính là phước báo có được sau khi chuyển nghiệp. Cho nên Tổ Ấn Quang nói nè, cái người niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú Đại Bi á, thì cái hoặc tức là tham sân si mạn nghi á, nó tiêu từ từ. Hôm bữa giờ, hồi trước giờ mình không có nghĩ là mình còn tham sân si phải không? Mình nghĩ mình không có tham sân si phải không? Mình nghĩ sai rồi. Mình lầm tưởng rồi. Mà tham sân si mà khi mà nó hết á, phải chứng A-la-hán, phải chứng quả A-la-hán nó mới tiêu. Bản thân chúng tôi cũng chưa có hết, nhưng mà mình làm mỏng nhẹ, mình khống chế được nó. Mình khống chế được nó là do cái gì? Mình do mình niệm Phật, niệm Quan Âm, coi sách thánh hiền, mình tu tập, thì tự nhiên cái lòng tham đó nó bị đè nén xuống, nó bị khống chế. Rồi cái lòng từ bi thương người thương vật, không muốn ăn thịt chúng sanh nữa, rồi muốn giúp người nghèo, cái tự nhiên nó phát triển lên, đúng không? Là bắt đầu mình sẽ làm phước được, rồi cái phước nó tới. Trên cái gốc vẫn là mình phải có tu tập. Sáng dậy 2-3 giờ, 3-4 giờ vậy đó, đừng có thức trễ lắm. Lắng nghe nè, tụng cái thời kinh Phổ Môn đó, sách vào đó. Chúng tôi y vậy à, sáng hôm nay cũng vậy à, đi đâu cũng vậy đó. À, sáng tụng cái phẩm Phổ Môn xong rồi cái bắt đầu niệm Phật, lễ Phật, hay lắm nha. Mỗi lần sáng mà mình niệm Phật, mình lễ Phật rồi, có Phật theo gia hộ cho mình, gia trì cho mình, cái ngày hôm đó mình an vui, mình làm cái gì cũng kiết lợi. Để ý đi, còn bữa nào mà ngủ đến 5 giờ sáng dậy, nhìn cái mặt lừ đừ như con khỉ ăn ớt, nó ra cái gì hết trơn, rồi làm cái gì nó còn trục trặc, rồi cái tâm bực bội, tức tối khởi lên, chiêu cảm toàn bộ những cái chuyện xấu xa tới không. Để ý đi. Lạ lắm ngang, cái chuyện mình tu hành nó có những cái kết quả, mình nhìn mình thấy hay lắm. Đó, bây giờ bao nhiêu người này nghe, cái đoàn ở Hà Nội vô tối nay hoặc ngày mai đi về trên xe không nói rồi, về ở nhà thử coi. Mà lạ lắm ngang, khi mà ở nhà mình có tụng kinh, tự nhiên cái nhà mình ấm cúng lên. Rồi tất cả những oan gia trái chủ, những người mà xấu ác á, mà khúc mày khúc mặt á, họ bỏ họ đi hết. Có nhiều người người ta không biết, người ta kêu tụng rồi quỷ ma nó tới nó phá nhà. Không phải, nó bậy, nó không phải, không đúng. Lắng nghe nè, năm 1993-94 gì đó, chúng tôi ở một cái chùa đó. Cái chùa đó coi như quý vị biết sao, người ta bỏ không luôn, bởi vì hoang tàn, không có nước trên chùa, không ai ở được, quý thầy bỏ không ở được. Có ông thầy đó, ông về tội nghiệp ổng, ngày ông tụng pháp hoa, ông tụng kinh này kinh nọ, xong bắt đầu mấy thầy về. Chúng tôi cũng ở cái chùa đó một thời gian luôn, về tụng kinh một thời gian, sau có Phật tử xây một cái hồ thiệt to, bắt đường nước xuống cái hồ đó. Không biết tự nhiên ai họ tới họ thấy, mà những người đó họ làm cái phước đó rất là thù thắng. Họ biết xây cái hồ thiệt to, họ bắt nước từ trên núi xuống, bởi vì trên đó khoan nước, khoan giếng không có nước, họ kéo xuống đó có cái hồ, có cái hồ nước, bắt đầu với thầy tụng kinh, từ từ cái chùa bắt đầu ấm cúng lên. Mà cái vùng trong đó là toàn bộ cái tự tử, tự giận chết, uống thuốc sâu không. Mà mấy thầy mà vô cái chùa đó bắt đầu những tháng đầu tiên á, mà mấy thầy mà sáng không tụng kinh á, hương linh kéo quăng xuống giường hết trơn. Vậy mà tụng kinh từ từ thời gian cái bắt đầu cái là các vị ác quỷ á, họ chuyển thành tốt hết, hoặc giả là họ đi nơi khác. Rồi cái nơi đó cái bắt đầu nó phồn thịnh lên, cái chùa cái bắt đầu hưng thịnh lên từ nơi tụng kinh niệm Phật. Để ý đi, cái chùa tụng kinh niệm Phật, rồi những người mà giết heo ở gần chùa họ nghe tiếng kinh kệ, họ cũng thay đổi nghề luôn. Cho nên thành ra cái bộ kinh A Di Đà, rồi kinh Vô Lượng Thọ, rồi kinh Địa Tạng, rồi kinh Kim Cang, cái kinh cổ Phật có cái sức để chuyển nghiệp. Nó chuyển không những cái nghiệp của mình, mà nó chuyển gia đình của mình, rồi nó chuyển thêm những vị oan gia trái chủ trong gia đình mình á, nó chuyển hết. Để ý đi, cho nên thành ra chùa chúng tôi sao, cái tụng kinh niệm Phật thôi. Vậy mà chủ nhật Phật tử về cúng tháng 500 triệu xài không hết. Lý do gì? Thâm tín A Di Đà Phật, thâm tín về Phật á, là không thiếu thốn. Không thiếu thốn mà không bao giờ chúng tôi xin ai. Thực sự ai cúng không cúng thôi à. Bây giờ mình biết trong mạng mình không có, mình đi xin mình kêu gọi cũng không có. Người hiểu đạo lý nhân quả này rồi họ sống an vui. Còn trong mạng không có là đi xin gì đi nữa rồi cũng không có. Người ta cho một lần là thôi, người ta cũng bye bye mình luôn. Mà hèn lắm. Mấy người mà họ không nương vào cái sức của họ làm việc, họ không tin vào nhân quả, họ cứ đi xin đồ này xin đồ nọ, kêu đồ kia,
cái người này họ làm cùng tử. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là viên ngọc quý, là kho tàng phước báu, là công đức mà cổ Đức Phật A Di Đà dồn chứa trong đó. Cứ niệm đi, niệm lâu ngày chạy tháng, coi thử coi cái tâm mình nó mở ra làm sao, cái phước báu nó tới làm sao, coi thử đi. Vậy mà không chịu làm, cứ đi xin đồ này xin đồ nọ. Nên Tổ Ấn Quang nói cái người mà đi xin kêu gọi, người này họ hèn tệ lắm, họ cứ nghèo mãi, làm kẻ cùng tử mãi. Còn cái người mà họ biết ăn nhín nhịn thèm để họ làm phước báu, họ tu tập, họ bố thí, họ phóng sanh, họ cúng dường, không bao lâu đâu, không bao lâu đâu, 3 năm đến 10 năm là bắt đầu là của cải, vật chất họ bắt đầu tới rồi. Không thực sự, để ý đi. Cho nên thành ra là thường chúng tôi nói chuyện nó không có cái gì cao xa, chỉ thực tế. Thực tế đó là mình biết bố thí, mình cúng dường, mình tin nhân quả, mình tụng kinh, mình niệm Phật. Dẫu cho mình nghèo, nghèo đi nha, nghèo, nhưng mà cuối cùng sao? Gia đình mình được an vui do có tu tập. Vừa rồi đây cái lá thư đất lẽ là Vu Lan, vừa rồi trong đó chúng tôi kêu thầy Nhật Minh đọc mà cuối cùng là quên đọc. Cái cô này cô nghèo mà gia đình rắc rối lộn xộn, cô buồn phiền, bắt đầu cô nghe đĩa chúng tôi. Cô nghe đĩa xong bắt đầu bà sửa lại, bà ăn, từ ăn bặn bà chuyển sang ăn chay. Ăn chay kỳ quá, ăn chay trường. Mà ông chồng uống rượu về, ông chửi, ông la, ông làm lộn xộn gia đình. Con cái thì nó coi như là nó ngổ nghịch. Bây giờ nói không được nữa, chẳng lẽ lý gì? Thôi bắt đầu tu, bắt đầu bà ăn chay. Ăn chay ông không cho ăn, ông chửi. Lén ăn chay tụng kinh niệm Phật, tội nghiệp lắm. 3 năm nha quý vị, kiên trì 3 năm. Bắt đầu gia đình thay đổi, ông không có đi uống rượu nữa, bắt đầu ông ăn chay, ông đi thu hồ, ông làm thợ hồ á, ông kiếm tiền về, cái gia đình từ từ ổn định lại. Cái là đáng lẽ ngày Vu Lan vừa rồi, đêm mùng 10 á, tháng 7 này có linh quy y nè, và có chuẩn bị không kịp, có kêu để cổ sẽ quy y. Nghe đĩa thôi mà họ thực hành, cho nên gia đình họ yên ổn. Nhớ. Đó, cho nên cái sự tu tập nó có những cái sự mầu nhiệm, nó có sự kết quả như vậy, cho nên đạo Phật mình mới tồn tại đến ngày hôm nay chứ. Nếu mà đạo Phật của mình không chỉ cho người ta tu tập an vui được thì nó đã hủy diệt rồi. Nó có cái hay trong đó đó, nó có cái hay trong đó. Không, quý vị thấy nha, một ngày hôm nay vậy thôi, hai vợ chồng chủ nhà lấy không biết bao nhiêu công đức bỏ vô két. Mà cái két này là không ăn trộm nào, ăn cướp nào lấy được hết trơn. Công đức mà, lo cho người niệm Phật, lo cho người tụng kinh, có một cái mái che ở đây cho người ta về tu tập, đây gọi là công đức. Đây là một cái loại công đức. Mà cái công đức này trộm cướp lấy không được, mình chết mang theo được. Thế vì bữa nay cổ không dám phát tâm, rồi cổ sợ tốn kém, rồi chút nữa nấu cơm nó cũng tốn kém, rồi họ vô ngồi đây họ không thích, họ chỉ cất cái chùa họ để chơi vậy thôi à, không muốn người ta tới tu tập. Thì cái phước này không có bằng, không có bằng là họ khởi niệm lên để họ cho người khác tu tập. Mà không hiểu làm sao khi chúng tôi ra đây là cúng dường bộ luận tạng là hôm qua chúng tôi về rồi, tự nhiên cổ nói sư phụ à, con muốn sư phụ ở lại ngày nữa, mà con biết chúng tôi không có đi giảng cho nên con không dám mời giảng nữa. Cái mời thỉnh sư phụ lại ở lại một ngày 14 nữa đi, chứ ngày 13 đang chẳng tế, thì gia đình chúng con muốn thăm sư phụ một chút. Cô chỉ mời vậy thôi. Chúng tôi nói ở lại một ngày không làm gì thì nó cũng buồn quá, thôi để chiều 14 đó mình tổ chức người ta tu đi. Hai vợ chồng hoan hỷ liền. Ngộ ha. Và chúng tôi mới sắp xếp chương trình kéo bao nhiêu người về đây, là cũng là phải nhờ cô Sương, nhờ một số Phật tử kéo về ở đây. Bây giờ mới ngồi nóng, trời ơi nó nóng gì mà nóng. Ở coi Đà Nẵng hôm nay mà mát mát như vậy mà chúng tôi coi như mồ hôi la mấy lít rồi đó. Ở trong Đà Lạt nó đâu nóng như vậy đâu, nhưng mà mình nóng một chút là nó hết đúng không? Mình khổ mình cực chút nó hết đúng không? Mình mệt chút là nó hết đúng không? Nhưng mà công đức nó còn đó đúng không? Hồi nãy vô cái gì đang ngồi nóng không? Nghe pháp cũng có công đức đúng không? Tụng kinh cũng có công đức đúng không? Niệm Phật cũng có công đức. Công đức này có hết không? Có mất không? Không. Mệt chút nữa hết phải không? Đấy, nó hay là hay chỗ này nè. Nói vậy để ngồi khỏi đi về chứ sợ chạy về hết trơn, nóng quá. Không. Rồi. Giờ lắng nghe nè, giờ lắng nghe nè. Nói tới nói lui, nói xuôi, nói ngược gì cũng không bằng niệm Phật đâu. Giờ niệm Phật giùm đi, coi thử nó làm sao. Giờ niệm Phật làm sao? Đó. Cái máy đây. Ai chưa có thì ở trong cuốn sách nó có cái điện thoại 0909747474 đó, nhắn tin thôi. Thầy Nhuận Minh giữ cái số đó. Thầy ơi, con hôm bữa con tới cái chùa tới cái chỗ cái khu tâm linh Đà Sơn, con chưa có máy. Giờ thầy nhắn cho con xin thầy cái máy hoặc cái bạn bè gì đó.
là chúng tôi sẽ gửi bưu điện thẳng trực tiếp ra tới nhà quý vị, hoặc sách kinh gì đó. Ở trong cuốn sách thì nó có địa chỉ, có điện thoại hết. Chúng tôi sẽ gửi ra tận nơi, tặng quý vị miễn phí, được chưa? Rồi. Xong rồi mình lấy cái máy này mình mở ra như hồi nãy nhớ. Cứ niệm Phật trong máy, Nam Mô A Di Đà Phật một câu. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật một câu, mình ngồi 15-20 phút gì đó. Chúng tôi hồi sáng tu là vậy đó, khỏe lắm. Rồi ngồi chập mỗi chân được không? Đi vòng vòng trong mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cái sáng ở trong cái nhà nghỉ đó đó, mở ra niệm Phật, trời thích lắm ấy. Nhất là 3-4 giờ mình dậy mình tu là nó thanh tịnh, nó an vui. Trong người mình nó mát mẻ, nó dễ chịu. Ngày hôm đó nó không có câu có nhăn nhó, ai chọc cái gì, ai nói mình bực tức cái gì, tự nhiên mình cũng nhịn được. Mà bữa đó không tu dúng bà chằn cho coi. Cái chuyện nó không đáng gì hết, vậy mà cũng làm cho nó lớn chuyện lên, là do mình không có tu á, hiểu không? À, vậy mà mình có niệm Phật là tự nhiên người mình nó mát mẻ, rồi người mình nó an vui. Cứ trong máy niệm câu mình niệm câu, chập cái bắt đầu trong máy á, lại niệm một câu cái mình lại như nãy nhớ không? Đó, lại nửa tiếng, một tiếng hết cấp kỳ, niệm thêm Quan Âm Bồ Tát, rồi tụng thần chú Đại Bi 25 biến đó, tổ Ấn Quang đó, là mỗi buổi tối là 25 biến Đại Bi, có khi là 50 biến, mà thường là tối là 50 biến. Tổ ra nó ngang hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát mà không dám bỏ Đại Bi. Thần chú Đại Bi của Bồ Tát Thiên Thủ đặc biệt, để ý đi, về tụng đi. Mà nếu mà đọc bằng miệng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi là nó sẽ bị tổn khí, nó mệt. Trong này có cái máy chúng tôi thâu, chúng tôi tụng liên tục không gián đoạn. Mà quý vị mệt là quý vị nghỉ một chút rồi bắt đầu quý vị hít thở niệm tiếp. Cứ sáng 25 biến, chiều 25 biến, công phu không bao giờ thối chuyện, để ý đi. Mấy năm nay là chúng tôi tập rồi, mà thần chú Đại Bi là duy diệu, bệnh gì cũng hết. Đây, thầy Thiện ngồi đây, lớn vậy mà bị cháy rạ, ngọ cháy rạ đầy hết cung minh luôn. Nửa tháng không ai dám gần thầy, nó ngứa suốt đêm ngủ không được, chúng tôi gọi là địa ngục kim châm. Thầy đau khổ cực kỳ mà niệm Phật lại không vô. Nhớ nha, cái sức công phu mình niệm Phật yếu, cái lúc mà mình bệnh hoạn niệm không vô, để ý đây, niệm không vô, cái đau nó chế ngự hoàn toàn. Cái Giác Nhàn mới nói là tổ Ấn Quang người nói thần chú Đại Bi linh nghiệm lắm, thầy tụng thử đi. Cái ông nghe hết đường rồi, coi như hết đường binh rồi, hết đường nào chạy rồi, niệm Phật cũng không nổi luôn. Suốt đêm niệm coi như là đau nửa tháng trời, giống như địa ngục vậy mà. Thì cuối cùng cái là thầy bắt đầu thầy phát tâm thầy tụng, thôi chết thì chết, tụng 200 biến một ngày, mệt. Tụng nhiều quá nó mệt đi không nổi luôn. Cái thầy kêu thôi chia ra đi, sáng 54, chiều 54, 108. Hơn một năm nay thầy không dám bỏ chú Đại Bi. Đó, thầy ngồi đó. Trong một tuần khô rang hết liền. Công nhận thần chú Đại Bi nó linh diệu. Hồi xưa mà thầy theo Hòa Thượng Tịnh Không là ngài là bậc coi như thượng căn, chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật thôi, thì thầy không bao giờ tụng thần chú Đại Bi. Mà khi gặp Tổ Ấn Quang là nói thần chú Đại Bi, ngài dẫn nhiều câu chuyện là thầy phải tin liền. Không còn con đường nào mà không tin nữa hết. Thì cuối cùng là tin thần chú Đại Bi, tụng thần chú Đại Bi, nó giải nghiệp cấp kỳ nhanh. Vẫn đem công đức thần chú Đại Bi đó hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Ở trong này ai tụng Đại Bi mỗi ngày giơ tay lên coi. Đó, thấy chưa? Le que mấy mạng đó, thấy không? Ít quá. Thử đi. Nó không có chướng ngại gì niệm Phật đâu. Chắc chắn nó không có chướng ngại mà. Mỗi buổi sáng thầy là 25 biến, tối là 25 biến, không dám bỏ. Bỏ 25 biến hoặc bỏ 50 biến một cái là qua ngày mai bắt đầu tu y ạch liền, giải đãi luôn. Nghiệp bắt đầu nó chế ngự mình liền, vô không nổi. Để ý đi. Cho nên thành ra cái người mà họ công phu tốt rồi đó, mà họ có phước báu nữa đó ngang, họ sung sướng không gì bằng. Họ có phước báu là họ có tiền của, họ muốn làm phước cũng được, họ giúp người nghèo cũng được, họ giúp cho gia đình cũng được, rồi họ làm cái gì cũng được. Có tiền mà làm gì không được, đúng không? Mà nếu mà không có tu là họ làm ác cho coi. Họ làm ác, mở lò sắt xanh, rồi bắt đầu mở quán karaoke, bia ôm, rồi mở cái gì đó, câu cá giải trí, toàn là tạo nghiệp xấu ác. Có tiền tạo nghiệp xấu ác. Để ý coi. Trời, hôm qua chúng tôi đi dọc cái bờ biển đó, toàn là hải sản tươi không. Họ nghĩ ăn là bình thường đúng không? Nhưng mà chắc không nói ai, không nói tên cái quán nào, chắc họ không muốn chặn đường, họ quýnh mình đâu, chắc không sao đâu ha. Để ý đi. Cái người mà có tâm ác rồi họ có tiền, bắt đầu là họ mở những cái chỗ mà họ để họ làm ác cho coi.
gia đình lụng bại hết cho coi. Không phải chúng tôi chì ẻo hoặc là nói xấu họ đâu, cái nhân quả cực kỳ nguy hiểm. Nhân quả mà xấu ác là cực kỳ nguy hiểm. Mà khi mà họ có phước báo rồi á nghe, họ có tu tập á, lắng nghe nè, khi có phước báo mà có tu tập rồi, cái bắt đầu họ chiêu cảm cái nghề tốt cho coi. À, buôn bán vải nè, rồi họ buôn bán đất nè, rồi họ làm nhà máy xây đá nè, làm cái gì đó không có đụng đến sắc sanh, không có đụng đến cái chuyện tà dâm. Còn cái cô đó tự nhiên có tiền khiến lên nên làm cái chỗ bia ôm, cuối cùng kêu mấy cô trẻ trẻ vô làm gái, cuối cùng nó bắt nó nhốt bắt tiều đó. Cái tâm không có tu tập có tiền cho nên nó khiến ra cái nghề đó đó. Khi gặp chúng tôi khóc bù lu bù loa, ra trại xong rồi bắt đầu ra trại giam xong bắt đầu lên góc hỏi giờ đang làm cái gì, kêu giờ không có bia ôm gì nữa mà karaoke thôi, karaoke cũng chết, họ đừng có mở gì nữa, thôi giờ lo tu tập rồi đi bán cái quán tạp hóa đi. Mấy người họ đã lún vô cái chuyện ác rồi, họ kêu họ làm việc thiện cực kỳ khó, bởi vì không có tu, không có tu mà kêu họ làm việc thiện khó. Cái điều này chúng tôi nói chung chung thôi chứ không có nói chạm đến cái tên tuổi của ai, đúng không ạ? Cho nên mình cũng không mắc lỗi gì, nhưng mà hôm nay quý vị có mặt ở đây đó, mình coi lại coi cái người mà không có tu tập, tức là không biết niệm Phật nè, không biết tụng kinh nè, không biết trì chú nè, không biết niệm Quan Âm nè, không biết lễ Phật nè, có tiền tạo nghiệp xấu ác như tin bắn nhanh cực kỳ. Mà khi mà họ có tu tập rồi tự nhiên họ có tiền, cái họ khiến họ làm những cái việc thiện, cái nghề họ cũng thiện cho coi, để ý coi. Cho nên thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình này thôi, cái phước báu ngày quá lớn, cho nên thành ra nhất sanh bổ xứ, một đời thành Phật, con ông vua đúng không, con vua Tịnh Phạn phải không, thế mà bỏ hết, bỏ hết, biết là của cải chết mang theo không được cũng sẽ bị mất cho coi, cuối cùng ngài đi tu đúng không, ngài đi tu. Cái tài sản của ngài là gì? Là trí tuệ, là từ bi, là hỷ xả, là vô ngã, là vị tha. Đó, cái tài sản của ngài đó. Mà nhờ có cái trí tuệ cho nên thành ra ngài nói pháp ra, mà cái giáo pháp từ gần 3.000 năm nay bây giờ vẫn còn đúng không? Nó còn đến 9.000 năm sau nữa, kinh khủng không? Rồi cái lòng từ bi của ngài mà khắp thế giới nhân loại đều kính ngưỡng ngài, trí tuệ từ bi của ngài, phước báu của ngài, công đức của ngài. Đó là những cái tài sản ở trong thể tánh của mình đó. Còn vật chất thực ra cõi dục giới này mình xài cho lên cõi sắc giới là không có xài rồi. Bởi vì họ tưởng ăn là có ăn, tưởng mặc là có mặc, tưởng nhà là có nhà, thì họ xài vật chất để làm gì? Ở cõi Tây Phương Cực Lạc, họ tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất thì lấy tiền để làm gì? Vàng họ lót đường để cho mình đi thì vàng để tranh giành làm gì? Bước lên Cực Lạc, bước lên cõi trời sắc giới vô sắc giới là tiền bạc là vứt đi, không xài. Không xài. Mà cái người mà đắm đuối về cái tiền bạc của cải vật chất ở đây á, thì họ cứ ở dục giới này hoài, sanh làm người, làm người, làm người hoài, chứ không lên trời sắc giới, học vô sắc giới, không lên cõi trời được. Cái tâm của họ nó nặng nề quá đi, nó chấp nhất quá, cho nên họ cứ làm người, làm người. Và làm người khoảng hai đời là họ giỏi, chứ Ấn Tổ nói đời thứ ba là họ phải làm súc sanh rồi. Đời thứ ba là họ làm súc sanh rồi, không làm người nổi, bởi vì họ bị đắm chìm trong đó nặng quá. Cho nên cái phước họ tổn, cho nên thành ra là họ phải làm loài súc sanh rồi, họ vô địa ngục rồi, hiểu không? Cho nên hôm nay quý vị về đây tụng kinh với quý thầy, niệm Phật, gia đình hương linh của quý vị ở dưới địa ngục á, nghe tiếng niệm Phật quý vị họ siêu thoát. Cái mùa này là cái mùa cứu đảo quyền, là mở trói những người treo ngược mà. Vô lao bồn tức là cứu đảo quyền, là mở trói những người treo ngược. Mà quý vị về đây tụng câu giải Phật hiệu, tụng thời kinh Di Đà, bảy biến đại bi không? Niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tưởng chừng đơn giản nhưng không? Phật cùng Phật khen ngợi đó. Kinh A Di Đà là kinh nhất thiết chư Phật gia trì, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Cho nên Tổ Ấn Quang khi mà ngài gặp được bộ kinh A Di Đà, bắt đầu ngài tung vô đó một cái là y báo là cảnh giới Cực Lạc xuất hiện. Ghê chưa? Chánh báo là Đức Phật A Di Đà xuất hiện. Mình chê kinh A Di Đà là kinh để dành cho cầu siêu ha, kinh đó là hàng thấp kém đúng không? Kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Đại Bổ Tích mới là cao siêu đúng không? Không phải đâu. Tâm mình mà thanh tịnh nhập vào cảnh giới kinh A Di Đà là chánh báo là Phật A Di Đà xuất hiện. Ghê chưa? Y báo là cảnh giới Cực Lạc xuất hiện, là người này á hả, họ thâm nhập vào cảnh giới rồi. Không phải dễ đâu. Mình tụng lất lất chơi chơi, tâm không thành kính, cho nên mình ra tụng qua loa chả thấy cái gì xuất hiện đúng không? Do nghiệp mình sâu dày, cho nên ra mình không có đạt được cảnh giới. Rồi mình chê kinh nó là thấp. Không thấp đâu. À, về tụng đi, tụng thời gian phổ môn rồi coi mình cảm được cái thần lực Bồ Tát Quan Âm như thế nào chứ. Tụng kinh Di Đà rồi mình cảm đến cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, gọi là vô tác nguyện lực bất khả tư nghì. Tụng đi, tụng thứ coi. Chứ
để cái đau khổ này nó cứ đau khổ hoài, nó dằn vặt rồi gia đình cứ lộn xộn, rồi cứ làm kẻ cùng tử, rồi suy nghĩ sằng bậy, rồi suy nghĩ gì đó, ganh tị hơn thua phải trái đúng sai để làm cái gì hả? Rồi làm kẻ phàm phu chứ được cái gì đâu. Vậy mà tụng kinh một thời gian cái tự nhiên cái tư tưởng mình đã khác, muốn lợi ích chúng sanh, thương người, người ta chửi mình cũng thương họ, rồi từ từ nó trở thành một người siêu quần bạc tỷ cho coi, phước báu tới cho coi, một người hơn người cho coi. Làm được không? Nãy giờ nói nhiều quá không biết làm được hay không à. Nói ít vậy thôi, nói đơn giản vậy thôi, không có gì cao xa hết trơn á. Vậy mà tỏ qua ngày tu ngày thành tỏ á nha. Thành tỏ á, thành tỏ ngày tu làm sao? Đi tụng kinh A Di Đà, niệm Phật A Di Đà, mỗi buổi tối trì 25 biến đại bi, hoặc 50 hoặc 75, không bỏ nha, không bỏ. Còn mình là thay đổi hoài. Buổi tối cái mời đi chơi, đi ăn ghẹ, ăn cua, cái đi chơi cái quên tụng kinh, trì chú cũng quên luôn, kêu thôi để ngày mai, rồi ngày mai đến Tết dân tộc cũng chưa tụng luôn. Đó, thấy chưa? Mình là cái kiểu mình là phàm phu nó vậy, cho nên làm phàm phu hoài. Thay đổi hoài. Thay đổi là cái tâm vọng tưởng nó thay đổi. Mới coi chiếc xe đó, cái thích cái vài bữa đã chán, mới cưới vợ về cái vài bữa chán. Con người mình là con người thay đổi, con người là con người thối chuyển. Có lại đi. Mà cái người mà họ đi vào trong thể tánh họ rồi là họ cái làm cái việc gì nó cũng nhức như hết trơn. Giờ giấc rồi là ăn uống rồi sinh hoạt rồi thể dục, rồi họ tu tập rồi. Cái tâm họ bắt đầu đi vô thể tánh là bắt đầu là nó từ từ nó đi vô trong đó, nó không thay đổi. Họ có người không thay đổi, cái tánh mà diệu dụng của thể tánh nó là nhức như. Còn là cái vọng tâm của cái thể tánh á, cái vọng tâm nó là sống của nước á. Tức là cái bóng của cái hình á, mà nó vọng tâm nó thay đổi hoài. Hiểu không? Đó là con người phàm phu của mình. Còn cái người họ nhất như là họ rất gặp trường kiên định. Mà cái người muốn nhất như đó là họ phải công phu từ từ nó mới thâm nhập vào trong thể tánh của họ. Họ mới xuất hiện được cái tâm nhất như đó. Chứ không là họ cứ phiền não rồi bị cái tâm sân hận, cái tâm ái dục, cái tâm tham ăn, tham ngủ nó cứ hành họ hoài. Họ ở trong đó họ khổ đau vô cùng. Họ không có tu tập mà. Hiểu không? À, nghe vậy đủ rồi chứ nói nhiều nó mệt quá. Con nhỏ bữa nay bắt đầu sức khỏe đã xuống rồi. Vừa lễ Vu Lan trong đó xong, hơn 3.000 người trong đó họ bu kính hết trơn, họ niệm Phật một đêm, giảng xong tổ chức cho họ xong là nó quá mệt luôn. Ra ngoài đây xong cái bữa ngồi chay tăng mà ngồi không muốn nổi, nó quá mệt. Đúng ra mà cái buổi lễ trong đó xong là phải nghỉ một tuần đến nửa tháng nó mới lại cái sức được. Bởi vì tổ chức nó hao cái tinh thần dữ lắm. Đó. Thì hôm nay ra đó thì cái việc mà chúng tôi gặp quý vị là thấy quý vị ở xa xôi, cái đoàn của cô Nga, cô Phương từ Hà Nội, cô đi ra Huế xong cũng vô trong này gặp chúng tôi. Thì thực sự cái đây là một cái nhân duyên là bao nhiêu năm cũng nghe Pháp chúng tôi rồi. Mà hôm nay thì chúng tôi ra tổ chức cho quý vị tu là chính. Nhưng mà giờ đây đến tu không mà về, tức là mình có thực hành mà không hiểu cái đạo lý á. Có sự không mà không có lý, đôi khi về quý vị sẽ không hành trì được. Thì chúng tôi cũng có vài lời để mà chia sẻ, nhắc nhở, sách tấn cho quý vị tu tập được. Về nhà mình cố gắng mình tu tập cho cái gia đình mình nó yên vui. Lỡ mà ông chồng uống rượu, ông quậy phá vậy thôi, đừng đụng chạm, đừng có gây oán thù với ổng nữa. Lúc này giữa mình với ổng là có một cái oan gia để mà nó trả nợ với nhau, nó báo oán với nhau. Thôi đừng có gây nợ nữa, cứ im lặng, làm kẻ ngu, kẻ khờ, xin lỗi họ đi. Thấy không? Rồi bắt đầu mình cố gắng cái mình niệm Phật, mình hồi hướng cho ổng 5, 2 năm, 3 năm. Cùng lắm ổng chết ổng cũng phải chuyển thôi. Chết thôi chứ làm gì nữa không chuyển. Thôi nhịn đi. Nhịn này, nghe nè, nghe ăn tỏ nói nè. Cái câu này hay nè, đáng lẽ ngưng rồi mà nghe nè. Nghe nè. Nếu mình nhìn như vậy là người ta đánh mình, người ta chửi mình, người ta giết mình thì mình làm sao? Nghe nè, ăn tỏ nói nè. Nếu là người đã Bồ Tát, họ thấy ngũ uẩn này dai không, giết họ như ngày một kiền liên á, giết họ họ vẫn an vui, tâm họ an vui để cho giết. Cái xác thân này họ đã chứng được thể tánh thanh tịnh, nó là giả. Họ chấp nhận hoan hỷ, muốn giết, muốn đánh, muốn chửi, muốn bầm chặt gì như ngày một kiền liên, hoan hỷ. Họ muốn làm gì làm. Đó là họ chứng nhất như pháp tánh thanh tịnh, thân tâm nhất như, cho nên thành ra không thấy đau khổ nữa, không sợ chết nữa. Thân này giống như giả, giống như cái áo cởi ra vứt đi bằng áo khác vô, bỏ cái xác này đi lấy cái xác khác. Đó là Bồ Tát chứng nhập được thể tánh thanh tịnh, là Bồ Tát hiện thân để mà độ sanh, họ làm được. Còn phàm phu mình sao? Lắng nghe nè, phàm phu mình thì sao?
Họ chửi mình, chưa giết mình còn nhịn được thì mình phải nhịn. Họ đánh mình để mà giết mình thì mình tìm cách gì đó để mình phải khéo léo, để mà mình phải khống chế. Không khống chế thì mình phải làm sao để nó giữ được cái mạng mình, để tiếp tục mình tu. Bởi vì mình chưa chứng thánh, mình chưa chứng Bồ Tát, mà tâm mình phải như là Bồ Tát. Một cái chỗ này siêu xuất, chỗ này nó sâu sắc. Bây giờ về cái ông chồng ông chửi mình phải không? Chưa đến nỗi, vẫn chịu đựng. Ông đánh mình phải không? Nhẹ nhẹ mình còn chịu đựng được thì mình vẫn chịu đựng. Ông đánh mạnh để mà mình chết thì mình phải chạy, hoặc mình tìm cách gì mình tránh né đi. Đó là phương tiện của phàm phu để giữ cái thân này mình tu. Nhưng tâm phải như là Bồ Tát, phải thương họ. Bởi vì mình đời trước á, là mình gây cho họ khổ, bây giờ họ phải gây lại cho mình khổ. Không khởi một tâm oán thù, tâm như Bồ Tát. Hay phải không? Hay phải không? Còn thân mình đó, thân mình á phải tùy nghi uyển chuyển. Nếu họ đánh nhẹ chưa đến nỗi á thì thôi cố gắng gục đó cho họ đánh đi, mà thấy đánh mạnh qua chạy đi. Sao nó chết làm sao? Mình chưa chứng thánh, mình chưa chứng quả, nó chết rồi sao mình đâu có thân nữa mình tu, đúng không? Thì tỏ quan nó phải khéo léo để uyển chuyển, một là tránh né, hai là mình dùng cái cách gì đó mình xin lỗi hay nhờ người ngăn chặn. Nhưng tâm không được phép oán thù. Ghê không? Sâu sắc của tòa án quan trả lời cho một cái ông đó. À vậy bữa nay chồng về quýnh chửi mình biết cách rồi, đúng không? Biết thì biết, cái nỗi khùng lên thì cũng chưa chắc gì tha ông đâu. Không có công phu, không có niệm Phật, không có tình thương, không có lòng từ bi, đúng không? Cho nên thành ra là lời qua tiếng lại, cái oan gia nữa, cái dây dưa hoài, đời sau chết làm con cháu gặp nhau tiếp. Ghê chưa? Cái nhân quả nó kinh lắm. Không à? À. Trời, 4:30 rồi ta, nhanh dữ hả? À, nãy giờ nghe 1 tiếng rồi đó ha. Bây giờ trong này có ai thắc mắc gì không? Hỏi vậy chứ nãy giờ nói nhiều quá không biết có trúng ai không nữa. Có thắc mắc gì không? Đây có người viết câu hỏi nè. Có ai viết câu hỏi đưa lên thì trả lời nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch sư phụ, nay có cụ bà 94 tuổi, năm ngoái có lên chùa sư phụ, bà ăn chay hơn 40 năm. Nay bà đang có mặt tại đây, xin sư phụ cho bà lên gặp sư phụ. Đâu bà đâu? 94 tuổi đâu? Biết lý do gì bà sống 94 tuổi không? Có lý do. Có lý do là ăn chay 40 năm. Hả mà? Ở trong này ai ăn chay trường nữa giơ tay lên coi. Mấy người kia không giơ tay ăn gì? Biết rồi, khỏi hỏi, biết rồi. Không. ăn mặn đi rồi sẽ thấy cái thịt con cá, con gà, con vịt, con heo, con thú, bất cứ con gì nó có độc tố trong đó. Nó bệnh, nó chết, người ta giết nó, có độc tố trong đó. Tổ ông Quang nói có độc tố trong đó. Ăn vô rồi thân thể mình bệnh hoạn, rồi còn trả cái nghiệp báo nữa, đó là sát sanh đó. Hiểu không? À, sẵn cái cô bà cụ 94 tuổi, sẵn mời bà chủ lên nhìn bà chủ giám đốc công ty một chút nè nha. Rồi, trời ơi, hai vợ chồng vô tới ở trong Đà Lạt để thỉnh chúng tôi ra đây. Cho nên thành ra thôi, đợt này ra một lần thôi, không biết khi nào ra nữa nha. Rồi cụ lên đây. Cô Sương lên trên này luôn. Mấy người ngồi nắng á, chánh có cô mặc áo trắng, cô xích lên đây đi cô, nắng á cô. Ăn chay 40 năm, 94 tuổi, cho một chàng pháo tay lớn đi. Vỗ tay rồi về ăn chay không phải vỗ tay không đó, nghe chưa? Trời, hồi nãy có 3-4 người ngồi trước mặt nè, từ ở trong đó mà lội ra đây 100 cây số. Ở trong cái gì á? Tông Giang. Trời ơi, đây 100 cây số. Trời ơi. Rồi. Đây, rồi lắng nghe nè. Hôm qua chúng tôi ghé vô nhà thăm bà. Lúc nào cũng cười. Bà cười, bà hoan hỷ dữ lắm. Mà đâu có biết bà ăn chay 40 năm đâu. Hôm nay nghe cô Sương nói là bây giờ mới biết ăn chay 40 năm. Bà niệm Phật rất là tốt, cho nên cái người có duyên ăn chay, có duyên tưởng Phật là sống dai vô cùng, đúng không? Rõ ràng. Đó, thấy chưa?
Hôm nay là bằng chứng không, chứ không phải là chúng tôi nói ăn chay là sống thọ, đúng không? Bằng chứng rõ ràng. Ở trong chùa có một bậc cụ nữa đó, 108 tuổi. Dễ sợ. Người nhỏ ốm tông không, ốm teo vậy, ăn chay 50-60 năm nay rồi, đầu óc tỉnh queo luôn, đầu óc rất tỉnh táo sáng suốt, không một chút mê lẫn. Hay hay không? Thấy ăn chay hay không? Đó. Cho nên Tổ Ông Quang nói mình lấy tiền mà mình đi phóng sanh á, nhiều lúc mình không có thời gian, mình bỏ tiền mình tiếc, thì khuyên họ ăn chay vẫn hay hơn là khuyên họ phóng sanh. Những người có căn lành sâu dày lắm họ mới dám bỏ tiền ra phóng sanh. Những người này căn lành phải là thiện căn rất lắc là sâu dày, cho nên họ mới dám bỏ tiền túi mồ hôi nước mắt của họ ra để phát tâm phóng sanh. Vừa rồi chúng tôi đi xuống miền Tây, có cái cô đó ở Indonesia, bà có hiếu, mà thương mấy người có hiếu mà là họ thích phóng sanh, là họ giàu, họ đưa vô thí. Cô này cũng quá trời giàu, có ông chồng người Indo, về phát tâm 350 triệu, 15 tấn cá, chúng tôi thả 4 tiếng đồng hồ. Trời ơi. Thì Tổ Ấn Quang nói là tìm cái người mà có căn lành họ dám bỏ tiền đây nè. Nếu mà họ bỏ tiền ra họ làm được điều này thì người này rất căn lành. Chứ không thì họ bỏ tiền tỷ không mua đất, chứ dễ gì mà không mua cá thả mà cho mất. Họ kêu mất tiền đi, mua đất là còn. Còn cái gì ạ? Còn cục đất á. Còn cục đất. Coi chừng mất. Của năm nhà mà, không sanh công đức không mất. Để ý coi. Cho nên chùa chúng tôi cứ mỗi chủ nhật là 20 triệu, một tháng là hội chết luôn là 80 triệu. Hồi xưa không có tiền là mỗi chủ nhật có 500 ngàn, bắt đầu mở pháp hội 207 có 500 ngàn. Thế mà nhờ công đức phóng sanh từ từ mà bây giờ cái chùa nó hưng thịnh. Lẽ lượt lúc nào cũng là ngàn nghẹt, bây giờ là hàng ngày đều là 500 người, họ ở xung quanh đó họ vô chùa, hôm nay 300 nè. Mà 500 người mỗi ngày đều đặn như vậy họ về họ tu. Có phải nhờ công đức phóng sanh mà con cái cháu chắc hiếu thảo đại nhà, chùa có phóng sanh là Phật tử ngoan, Phật tử tốt về đầy chùa? Mười công đức phóng sanh nói mà, hiểu không? Nhưng mà cái căn lành, cái người mà họ không phóng sanh nhưng họ ăn chay, dễ khuyên hơn là bỏ tiền túi phóng sanh. Mà trong này mà khuyên ăn chay không được nữa thì thôi bỏ tay .com.vn luôn, biết làm gì nữa. Thua luôn rồi đó, hiểu không? Căn lành mình quá kém. Đến bây giờ mà còn ăn thịt chúng sanh, mà khi mà con thú đó người ta giết nó bị đổ máu á, thì Tổ Ấn Quang nói là bằng với làm cho Phật xuất hiện. Ghê chưa? Ghê chưa? Bây giờ con thú này hiện tại nó không phải là Phật, mà tương lai nó sẽ là Phật. Ghê chưa? Mà hiện tại làm cho nó xuất huyết mà mình không giết trực tiếp, mà mình gián tiếp đem tiền đi thuê cho người ta giết, thì đây là làm cho Phật tương lai là con thú đã xuất huyết á, là tội này lớn, trong ngũ nghịch trọng tội, chứ không phải đơn giản đâu nha. Mồi cho kỹ ra là như vậy, chứ không phải là ăn miếng thịt là bình thường đâu. Nghe như vậy mà dám còn về ăn là quý vị gan cùng mình, gan cùng mình. Đó, bà chủ nè, nhìn nó tướng vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đó, Đức Minh tay trái chúng tôi nhìn xuống nè, thấy bà chủ chưa? Đơn giản vậy thôi. Lo cho bản thân mình mà đơn giản lắm, không có xe xua lè lẹt, không có phóng son phóng xón, xón phóng son phóng, không phải phóng son. Cho nên đơn giản lắm, vậy mà nội tâm phong phú, thích làm chay đàn, thích làm chay tăng. Mà chúng tôi nhiều đó, nhiều lúc chúng tôi thực sự mà nói là cái phước báu mà làm như cổ, nhiều lúc có thỉnh chư tăng đông như hôm qua có cúng cả tỷ, mình cũng không đủ khả năng làm. Lâu lâu có Phật tử với mình phối hợp mình làm, cái phước báu họ có. Không phải hôm nay là chúng tôi nịnh đâu, chúng tôi khen đâu, mà cũng đáng khen lắm chứ. Đó. Cho nên thành ra thì thực sự là nhờ cô Sương, và chúng tôi đi ra đây, cái cô Sương cô dắt đến cổ thăm cái cổ hai vợ chồng quý quá, vô Đà Lạt mời chúng tôi ra đây. Hôm bữa chúng tôi nói chơi chơi đâu mà đâu có nghĩ là ra một cái buổi niệm Phật như vậy. Chúng tôi kêu không biết khi nào đủ duyên ra cái chùa, nói cái chùa vậy chứ gọi rằng là khu tâm linh Đà Sơn, tổ chức cho Phật tử niệm Phật, chứ cái chùa của mình mà không niệm Phật nó buồn lắm. Cậu nói thì có quý thầy đến thì con hoan hỷ thôi, chứ mà không có làm sao con làm được, con chỉ say thôi, chứ con quyến rũ các Phật tử về cũng không đủ khả năng. Nói chơi chơi vậy thôi mà bữa nay thành sự thật ông ơi. Ngộ ha. Tâm tưởng là sự thành mà. Đó. Tâm tưởng muốn cho người ta niệm Phật ở đó, cái tự nhiên hôm nay nó hội tụ. Tâm tưởng ác, tự nhiên cái điều ác nó tới. Tâm tưởng phóng sanh, phóng sanh nó tới. Tâm tưởng gì là nó thành cái đó, gọi là tâm tưởng sự thành.
tâm tưởng nhớ Phật niệm Phật là sẽ về cái Tây Phương Cực Lạc, hiểu không? Đó, hôm bữa mới nói chơi chơi, mới nói chơi chơi, cuối cùng cái ra phát tâm phó cúng dường bộ luận tạng cho quý hòa thượng, cái tự nhiên sực ra nhớ cái ý niệm hôm trước muốn niệm Phật, cái tự nhiên cả gia đình vợ chồng phát tâm lên, đúng không? Rồi bữa nay có cái buổi niệm Phật ngồi nói chuyện, à, cái phước báu rất thù thắng. Hôm nay thì thực sự chúng tôi cũng không có nói nhiều, chỉ niệm Phật với quý vị là chính, nhưng mà thấy quý vị cũng mới về niệm Phật xong về nó quên, không ai nhắc nhở là nó quên, cho nên hôm nay nhắc nhở hơi nhiều một chút, được không? Cộng lại với các vị ở Hà Nội, mỗi lần nghe chúng tôi đến đâu là họ đi đến đó để họ nghe, họ tu tập, họ về họ an vui quá chừng luôn, họ an vui không? Rồi bây giờ đây thì có thầy Minh, thầy đọc một cái đoạn văn sao của tổ sư Ấn Quang, ngồi lắng nghe nha, lắng nghe nha. À, bây giờ mọi người xuống được rồi đó, đứng mỗi chân. Ở trong này tổ sư Ấn Quang ngài có khuyên mình nên tu tại gia. Tổ Ấn Quang có cái hay chỗ này, mình không đủ xuất gia, không đủ khả năng, coi chừng vô cái rồi mình khổ đau, mình làm ảnh hưởng đến đạo pháp, cho nên thành ra ngài khuyên mình tu tại gia và tại gia hoằng pháp nha. Lắng nghe cái thi kệ này nó cực kỳ hay luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, thưa lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc thi kệ tốt yếu của tổ sư Ấn Quang, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư công đức và toàn thể hội chúng trong buổi chiều ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thi kệ tốt yếu của tổ sư Ấn Quang khuyên nên tại gia hoằng pháp. Học Phật là để khôi phục bản tâm, không phân biệt còn tóc hay cạo tóc. Với cư sĩ, nhà chính là trường học, pháp quyến không ngoài cha mẹ vợ con. Tự tu hành, khuyên nhủ bạn đồng môn, cùng quy hướng trì danh cầu cực lạc. Khuyên cha mẹ tu hành là con đại hiếu, biết lạc về đâu khi cha mẹ mất thân. Xưa vua Đại Vũ là bậc thánh nhân, vẫn không thể cứu chi cha đầu thai làm thú. Với người chung quanh lòng hằng khuyên nhủ, một người cầu vãng sanh tức thêm một Phật viên thành. Đây mới chính là ý nghĩa độ sanh. Tâm hằng tư lự lo chúng sanh không tin nhận, bỏ mất cơ hội đời đời không thấy Phật. Đức từ bi thể hiện tại nơi đây, hằng nhắc nhở người hết dạ tu trì, nhớ nỗi khổ luân hồi trong sáu ngã. Người thế gian dễ theo đời xa đọa, khi biết tu hành lại cầu phước báo nhân thiên, cầu thần thông, cầu tuổi thọ thần tiên, không biết nguyện được sanh về lạc quốc. Chữ hiếu của thế gian thường theo cành bỏ gốc, dạy chăm lo cung cấp vật cần dùng, dạy quạt hè ấm lạnh lúc trời đông, dạy thành đạt làm rạng danh tiên tổ. Sợ mất giống nên gả chồng dựng vợ, sợ lúc qua đời không có kẻ khói hương, sợ mất bàn thờ mà chẳng sợ lỡ mất Tây Phương. Dù chu đáo nhưng vẫn là thế sự, đối với giải thoát không mảy may ít lời. Dù được xem là hiếu tử tiến lưu đời, cũng chỉ là câu khen ngợi nhất thời, sao sánh được với tấm lòng từ mẫn. Đạo hiếu xuất thế gian lìa tâm vương vấn, vượt thế tình lo sanh tử của mẹ cha. Khuyên cầu Tây Phương như dục mẹ về nhà, khuyên tìm bổn tánh như tìm gia tài chôn kính. Kinh Địa Tạng nói về kẻ ngu si hiếu kính, lúc cha mẹ lâm chung lại giết hại heo gà, mang lên bàn thờ như kết chặt mối oan gia, khiến cha mẹ càng khó khăn siêu độ. Người đại hiếu vẹn hai đường lớn nhỏ, cả thế gian và cả xuất thế gian. Thường chăm nom nhưng khéo léo khuyên can, dùng thân chính mình nếu gương đạo hành,
khuyên niệm Phật, ăn chay, cầu sanh cõi tình, không tạo thêm tội thì đới nghiệp vãng sanh. Chính phẩm sen vàng an trú tánh linh, nơi đất Phật sẽ viên thành quả Phật. Nếu cha mẹ đã bỏ thân, ngày ngày truy tiến, luôn tu hành, mong hồi hướng Tây Thiên. Nếu chưa vãng sanh thì sẽ được vãng sanh, nếu đã vãng sanh nâng cao phẩm vị. Được như vậy tức làm bốn lời nguyện thề, cũng hoàn thành pháp tự lợi lợi tha. Không những là báo đáp hiếu mẹ cha, mà công đức chính mình thêm thù thắng. Đó là kẻ biết dùng thân thuyết pháp, lục đạo chúng sanh là quyến thuộc lâu xa. Độ chúng sanh tức trả hiếu mẹ cha, nên Phật dạy hiếu thuận là chí đạo. Nên phải biết một chữ hiếu trả cho tứ sanh lục đạo, trong luân hồi đã thay mặt đổi tên. Gặp lại nhau chẳng biết để đáp bền, việc nhỏ nhất là trường chay không giết hại. Với người không tin chẳng nên tranh cãi, làm hết phận mình theo thuyết chính danh. Không nên ép người niệm Phật vãng sanh, chẳng khác kẻ đè đầu bò cho gặm cỏ. Thời nay pháp nhược ma cường, người tại gia nên hỗ trợ. Chuyên trì ngũ giới niệm Phật Di Đà, tự mình tu hành khuyên nhủ gần xa. Phải biết rằng đó là việc chung cửa tứ chúng. Thần tâm đoan chánh người người vâng phục, không khiến sai mà người tự y theo. Như gió thổi qua cỏ nếp thuận chiều, giữa phố thị nói làm theo chánh kiến. Nên ấn quan tôi viết câu đối liễn, đường tắt Tây Phương nếu chẳng biết dùng. Pháp Phật trong chính cõi đâu là chỗ viên dung, bỏ pháp tịnh độ Phật mười phương không độ khắp. Khuyên nên ở nơi trần thế học đạo, hàng cư sĩ có trăm điều lo tính. Cha mẹ vợ con công sở cửa nhà, nên tùy phận mình mà tu tập tại gia. Chẳng thể bỏ tất cả ngồi yên mong nhập định. Cho nên niệm Phật là pháp môn cứu cánh, khẩu niệm hay tâm niệm cả mọi thời. Lúc đến đi khi ngủ nghỉ đứng ngồi, tâm luôn giữ lấy một câu Phật hiệu. Muốn học pháp xuất thế, thân không cần xuất thế. Sống giữa chợ đời, nương pháp Phật chuyên cần. Đi đứng nằm ngồi, nói nín uống ăn, nhất cử nhất động đều thuận theo Phật trí. Được như vậy, một niệm gồm thu 3000 cảnh giới, huống chi là việc đoạn hoặc chứng chân. Liễu thoát tử sanh, ngự cõi liên bang, xưa cũng vậy mà ngày nay cũng vậy. Có khác chi di ma bàn cư sĩ, đệ tử Như Lai phải đâu tất cả phải vào chùa. Sống tại gia nhưng việc ác ngăn ngừa, giữ câu Phật hiệu thân tâm hằng kiểm thúc. Ngày cũng như đêm năm canh sáu khắc, giữ chân tâm như giữ tuệ mạng Như Lai. Đến một ngày phát hiện thực tướng không hai, sánh vai bậc xuất gia đâu thua kém. Vẫn hơn kẻ cạo đầu nương cửa Phật, chuông mỏ lơ là kinh kệ qua loa. Yên phận dần già mặc ngày tháng lại qua, chưa ngộ được đạo huống chi là chứng đạo. Sống đời tại gia nhưng biết lấy khổ làm pháp bảo, bổn phận viên toàn đủ đức hiếu sinh. Có tiền tài thì cứu giúp kẻ lên đên, có trí tuệ thì khuyên người nên niệm Phật. Như thuyền xuôi dòng căng buồm trên sóng nước, chẳng nhọc công lao liền đến bờ kia. Nếu lạm thông thì thiền tịnh song tu, nhưng phải lấy tịnh môn làm rường cột. Nếu là kẻ trung căn thì không cần thông kinh luận, nhưng luôn ghi lòng việc ác không làm, luôn trì danh hiệu Phật hướng liên bang,
tuy nhàn hạ nhưng bên trong ngầm thông Phật trí, cẳng cần công phu nghiêng về người chánh tín, được lợi ích thâm sâu hơn kẻ đa văn. Bởi đa văn nên cứ mãi tính toan, dùng tri kiến thế gian mà luận nghị. Nếu biết buông xả trăm lo ngàn nghĩ, sẵn thông minh sẽ triệt ngộ không lầm. Tính hạnh nguyện song hành sẽ vào được bản tâm. Nếu chẳng vậy, tri thức kia chỉ để dành phỏng đoán. Kẻ tham thiền nếu không minh tâm kiến tánh, suy luận nọ kia thì chỉ là mở kiến thức tả tơi. Mang tiếng tham thiền nhưng chỉ là tham chữ chuộng lời, càng nghiêm ngẫm càng xa vào bế tắc. Người diệu ngộ là ngộ ra tánh Phật, nào phải đâu chỉ giải được nghĩa văn chương. Thấy tánh rồi thực chứng mới phi thường, nếu chẳng được vậy phải gia công quán chiếu. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị nghe thấy hay không ạ? Sâu sắc lắm. Nghe cái này phải vài chục lần. Chúng tôi soạn cho thầy Minh đọc, chúng tôi đọc vài chục lần mới thấy được cái áo diệu, vi diệu của cái lời thi kệ Tổ Ấn Quang. Quý vị mở vô trang web Vô Lượng Thọ hoặc lên cái kênh YouTube Thích Giác Nhàn á, thấy thầy nói chuyện xong quý vị niệm Phật cái kiểu như vậy nè, đi kinh hành rồi lễ, nhìn vô trong điện thoại á hoặc trong cái màn hình quý vị niệm Phật 8 giờ 10 giờ 12 giờ là hết ca. Còn ai muốn niệm thêm á thì 12 giờ đến 6 giờ sáng niệm hoài như vậy mỗi thứ bảy suốt đêm luôn, không mệt. Càng niệm càng khỏe. Hay đặc biệt cái câu Phật hiệu, ngồi nói chuyện hoặc kình lộn hoặc nói trời ơi đất khởi chập cái nó mệt, nó khó chịu, nhưng mà niệm Phật hoài không mệt. Đúng là có Phật lực gia trì. Nghe Ấn Tổ nè, niệm Phật danh, niệm Phật hiệu như con thơ gọi mẹ. Câu thi kệ hay không? Niệm Phật hiệu như con thơ gọi mẹ, như con thơ gọi cha. Thì bây giờ quý vị, thời gian đến 5 giờ thì chương trình là từ 2 giờ tụng kinh đến 5 giờ là xong. Đó, thì hôm nay trong 3 tiếng đồng hồ quý vị thấy an vui không ạ? An vui. Có số sách nè, có người có số máy nè, có người có số dây, thằng chú Đại Bi nè, đeo vô ha. Thằng chú Đại Bi đeo vô ngủ rất là yên tâm. Thằng chú này là hộ thân, hộ quốc, hộ tâm ha. Ai thiếu đó thì nhớ gọi điện thoại 0909747474 đó, thì mình sẽ gửi ra tặng cho quý vị. Hôm nay mang ra không có nhiều ha. Thôi hôm nay mình gặp nhau ở đây thì tụng thời kinh niệm Phật với nghe Phật Pháp. Xong rồi chút nữa răng rấy cơm, mỗi người ai ăn 2 hộp vẫn lấy 2 hộp làm 350 lận. Mà trong này 280, 290 gì đó. Cho nên ai ăn muốn 2 hộp thì ăn ha. Thôi giờ gặp nhau vậy thôi chứ giờ làm gì nữa giờ. Được chưa? Rồi. Còn quý vị có đường xa, một số người ở đường xa đó, cho nên thành ra chúng tôi cho nghỉ trong thời gian 3 tiếng đồng hồ là đủ rồi ha. Để ban tổ chức họ dọn dẹp. Thôi giờ quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng ha. 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 Chúng ta đứng dậy. Niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo. Phật là bậc đạo sư của ba cõi, cha lành trong bốn loài. Những người quy hướng tin theo, diệt được tội như cát sông Hằng. Những người xưng niệm được phước vô lượng. Lại nói về Tấn Truyền, người con trai thứ ba của sư tỷ Khoan Kim. Từ khi nhận được sự hung đúc của mẹ, thì tin sâu Phật Pháp, hiểu rõ những điều hay tốt của việc niệm Phật, niệm Bồ Tát. Cho nên, sau khi nhập ngũ huấn luyện, nghiêm thủ quy luật của quân đội, thời gian rảnh liền niệm thánh hiệu A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, thường được nhờ Phật Bồ Tát từ bi gia hộ. Như có lúc đang bơi, trong hư không trên đỉnh đầu, từng thấy Bạch Y Đại Sĩ, tức Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện. Nói ra thật khiến người khó tin. Thời gian thật là nhanh, thời hạn Tấn Truyền phục dịch 3 năm trong quân đội đã mãn, được về quê. Người thanh niên chịu sự giáo dục huấn luyện tốt trong quân đội, trong lòng không lo nghĩ gì. Hơn nữa đã niệm được hơn 3 năm thánh hiệu, cho nên trở thành một thanh niên thông minh sáng suốt, phước tướng phẩm hạnh đoan chánh. Sau khi về nhà, liền đến nhà máy bột mì
cảm ơn ông chủ tịch và hết thảy mọi người. Việc mẹ anh được mọi người giúp đỡ trong thời gian 3 năm anh phục dịch trong quân đội. Lúc đó, trong nhà máy, có một nữ viên chức nhìn thấy Tấn Truyền đẹp trai, hiền lành chất phác, nên tình nguyện kết nghĩa tần tấn với anh. Sư tỷ Khoan Kim tiết kiệm tằng tiện trong 3 năm trời, thêm vào đó được tiền thưởng khi nghỉ việc, hết thảy giành được 1 vạn đồng, làm tiền chi phí cưới vợ cho con. Thật là không ngờ lại cưới được một người con dâu hiền thục, con nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo. Không lâu sau đó, hai vợ chồng liền mua mấy căn nhà cũ ở khu Bắc, bắt đầu tự làm ăn. Với sự chăm chỉ chí thú làm ăn của Tấn Truyền, cơ sở ngày một phát triển. 5 năm trước đây đã dỡ bỏ căn nhà cũ, làm lại một căn nhà lầu mới bê tông cốt thép, trên lầu thờ Phật Bồ Tát. Sư tỷ sớm tối càng tu hành lễ bái tinh tấn, hưởng thọ cái vui đoàn viên trong đời. Cứ như thế, mọi người đều nói là nhờ sự che chở của Phật Bồ Tát. Đây cũng chính là phước báo có được sau khi chuyển nghiệp. Cho nên Tổ Quan nói nè, cái người niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú Đại Bi á, thì cái hoặc tức là tham sân si mạn nghi á, nó tiêu từ từ. Hôm bữa giờ, hồi trước giờ mình không có nghĩ là mình còn tham sân si phải không? Mình nghĩ mình không có tham sân si phải không? Mình nghĩ sai rồi. Mình lầm tưởng rồi. Mà tham sân si mà khi mà nó hết á, phải chứng A-la-hán, phải chứng quả A-la-hán nó mới tiêu. Bản thân chúng tôi cũng chưa có hết, nhưng mà mình lầm mỏng nhẹ, mình khống chế được nó. Mình khống chế được nó là do cái gì? Mình do mình niệm Phật, niệm Quan Âm, coi sách thánh hiền, mình tu tập, thì tự nhiên cái lòng tham đó nó bị đè nén xuống, nó bị khống chế. Rồi cái lòng từ bi thương người thương vật, không muốn ăn thịt chúng sanh nữa, rồi muốn giúp người nghèo, cái tự nhiên nó phát triển lên, đúng không? Là bắt đầu mình sẽ làm phước được, rồi cái phước nó tới. Trên cái gốc vẫn là mình phải có tu tập. Sáng dậy 2-3 giờ, 3-4 giờ vậy đó, đừng có thức trễ lắm. Lắng nghe nè, tụng cái thời kinh Phổ Môn đó, sách vào đó. Chúng tôi y vậy à, sáng hôm nay cũng vậy à, đi đâu cũng vậy đó. À, sáng tụng cái phẩm Phổ Môn xong rồi cái bắt đầu niệm Phật, lễ Phật. Hay lắm nha. Mỗi lần sáng mà mình niệm Phật, mình lễ Phật rồi, có Phật theo gia hộ cho mình, gia trì cho mình, cái ngày hôm đó mình an vui, mình làm cái gì cũng kiết lợi. Để ý đi. Còn bữa nào mình ngủ đến 5 giờ sáng dậy, nhìn cái mặt lừ đừ như con khỉ ăn ớt, nó ra cái gì hết trơn, rồi làm cái gì nó cứ trục trặc, rồi cái tâm bực bội, tức tối khởi lên, chiêu cảm toàn bộ những cái chuyện xấu xa tới không. Để ý đi, để ý đi. Lạ lắm ngang. Cái chuyện mình tu hành nó có những cái kết quả, mình nhìn mình thấy hay lắm. Đó. Bây giờ bao nhiêu người này nghe, cái đoàn ở Hà Nội vô tối nay hoặc ngày mai đi về trên xe không nói rồi, về ở nhà thử coi. Mà lạ lắm ngang, khi mà ở nhà mình có tụng kinh, tự nhiên cái nhà mình ấm cúng lên. Rồi tất cả những oan gia trái chủ, những người mà xấu ác á, mà khúc mày khúc mặt á, họ bỏ họ đi hết. Có nhiều người ta không biết, người ta kêu tụng rồi quỷ ma nó tới nó phá nhà. Không phải, nó bậy, nó không phải, không đúng. Lắng nghe nè. Năm 1993, 94 gì đó, chúng tôi ở một cái chùa đó. Cái chùa đó coi như quý vị biết sao, người ta bỏ không luôn, bởi vì hoang tàn, không có nước trên chùa, không ai ở được, quý thầy bỏ không ở được. Có ông thầy đó, ông về tội nghiệp ông, ngày ông tụng pháp hoa, ông tụng kinh này kinh nọ, xong bắt đầu mấy thầy về. Chúng tôi cũng ở cái chùa đó một thời gian luôn, về tụng kinh một thời gian, sau có Phật tử xây một cái hồ thiệt to, bắt đường nước xuống cái hồ đó. Không biết tự nhiên ai họ tới họ thấy, mà những người đó họ làm cái phước đó rất là thù thắng. Họ biết xây cái hồ thiệt to, họ bắt nước gì trên núi xuống, bởi vì trên đó khoan nước, khoan giếng không có nước, họ kéo xuống đó có cái hồ, có cái hồ nước, bắt đầu với thầy tụng kinh, từ từ cái chùa bắt đầu ấm cúng lên. Mà cái vùng trong đó là toàn bộ cái tự tử, tự giận chết, uống thuốc sầu không. Mà mấy thầy mà vô cái chùa đó bắt đầu những tháng đầu tiên á, mà mấy thầy mà sáng không tụng kinh á, hương linh kéo quăng xuống giường hết trơn. Vậy mà tụng kinh từ từ thời gian cái bắt đầu cái là các vị ác quỷ á, họ chuyển thành tốt hết, hoặc giả là họ đi nơi khác. Rồi cái nơi đó cái bắt đầu nó phồn thịnh lên, cái chùa cái bắt đầu hưng thịnh lên. Từ nơi tụng kinh niệm Phật, để ý đi. Cái chùa á, tụng kinh niệm Phật. Rồi những người mà giết heo ở gần chùa á, họ nghe tiếng kinh kệ họ cũng thay đổi nghề luôn. Cho nên thành ra cái bộ kinh A Di Đà, rồi kinh Vô Lượng Thọ, rồi kinh Địa Tạng, rồi kinh Kim Cang, cái kinh của Phật có cái sức để chuyển nghiệp. Nó chuyển không những cái nghiệp của mình, mà nó chuyển gia đình của mình, rồi nó chuyển thêm những vị oan gia trái chủ trong gia đình mình á, nó chuyển hết. Để ý đi.
Cho nên thành ra chùa chúng tôi làm sao? Cứ tụng kinh niệm Phật thôi. Vậy mà chủ nhật Phật tử về cúng tháng 500 triệu xài không hết. Lý do gì? Thâm tín A-di-đà Phật, thâm tín về Phật á, là không thiếu thốn. Không thiếu thốn mà không bao giờ chúng tôi xin ai. Thực sự ai cúng không cúng thôi à. Bây giờ mình biết trong mạng mình không có, mình đi xin mình kêu gọi cũng không có. Người hiểu đạo lý nhân quả này rồi họ sống an vui. Còn trong mạng không có là đi xin gì đi nữa rồi cũng không có. Người ta cho một lần là thôi người ta cũng bye bye mình luôn. Mà hèn lắm. Mấy người mà họ không nương vào cái sức của họ làm việc, họ không tin vào nhân quả, họ cứ đi xin đồ này xin đồ nọ, kêu đồ kia, cái người này họ làm cùng tử. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là viên ngọc quý, là kho tàng phước báu, là công đức mà có Đức Phật A Di Đà dồn chứa trong đó. Cứ niệm đi, niệm lâu ngày chạy tháng, coi thử coi cái tâm mình nó mở ra làm sao, cái phước báu nó tới làm sao, coi thử đi. Vậy mà không chịu làm, cứ đi xin đồ này xin đồ nọ. Tổ Ấn Quang nói cái người mà đi xin kêu gọi, người này họ hèn tệ lắm, họ cứ nghèo mãi, làm kẻ cùng tử mãi. Còn cái người mà họ biết ăn nhín nhịn thèm để họ làm phước báu, họ tu tập, họ bố thí, họ phóng sanh, họ cúng dường, không bao lâu đâu. Không bao lâu đâu, 3 năm đến 10 năm là bắt đầu là của cải vật chất họ bắt đầu tới rồi. Không thực sự, để ý đi. Cho nên thành ra là thường chúng tôi nói chuyện nó không có cái gì cao xa, chỉ thực tế. Thực tế đó là mình biết bố thí, mình cúng dường, mình tin nhân quả, mình tụng kinh, mình niệm Phật. Dẫu cho mình nghèo, nghèo đi nha, nghèo. Nhưng mà cuối cùng sao? Gia đình mình được an vui do có tu tập. Vừa rồi đây cái lá thư, đất lẽ là Vu Lan, vừa rồi trong đó chúng tôi kêu thầy Nhật Minh đọc mà cuối cùng là quên đọc. Cái cô này có nghèo mà gia đình rắc rối lộn xộn, có buồn phiền, bắt đầu có nghe đĩa chúng tôi. Cô nghe đĩa xong bắt đầu bà sửa lại và ăn, từ ăn bằng bà chuyển sang ăn chay. Ăn chay kỳ quá, ăn chay trường. Mà ông chồng uống rượu về, ông chửi, ông la, ông làm lộn xộn gia đình. Con cái thì nó coi như là nó ngổ nghịch. Bây giờ nói không được nữa. Chẳng lẽ lý gì? Thôi bắt đầu tu. Bắt đầu bà ăn chay. Ăn chay ông không cho ăn, ông chửi. Lén ăn chay tụng kinh niệm Phật, tội nghiệp lắm. 3 năm không quý vị, kiên trì 3 năm. Bắt đầu gia đình thay đổi, ông không có đi uống rượu nữa, bắt đầu ông ăn chay, ông đi thu hồ, ông làm thợ hồ á, ông kiếm tiền về, cái gia đình từ từ ổn định lại. Cái là đáng lẽ ngày Vu Lan vừa rồi đêm mùng 10 á, tháng 7 này có linh quy y nè, và có chuẩn bị không kịp, có kêu để cổ sẽ quy y, nghe đĩa thôi mà họ thực hành, cho nên gia đình họ yên ổn. Nhớ đó, cho nên cái sự tu tập nó có những cái sự mầu nhiệm, nó có sự kết quả như vậy, cho nên đạo Phật mình mới tồn tại đến ngày hôm nay chứ. Nếu mà đạo Phật của mình không chỉ cho người ta tu tập an vui được thì nó đã hủy diệt rồi. Nó có cái hay trong đó đó, nó có cái hay trong đó. Không, quý vị thấy nha, một ngày hôm nay vậy thôi, hai vợ chồng chủ nhà lấy không biết bao nhiêu công đức bỏ vô két. Mà cái két này là không ăn trộm nào, ăn cướp nào lấy được hết trơn. Công đức mà, lo cho người niệm Phật, lo cho người tụng kinh, có một cái mái che ở đây cho người ta về tu tập, đây gọi là công đức. Đây là một cái loại công đức. Mà cái công đức này trộm cướp lấy không được, mình chết mang theo được. Thế gì bữa nay cổ không dám phát tâm, rồi cổ sợ tốn kém, rồi chút nữa nấu cơm nó cũng tốn kém, rồi họ vô ngồi đây họ không thích, họ chỉ có cái chùa họ để chơi vậy thôi à, không muốn người ta tới tu tập. Thì cái phước này không có bằng. Không có bằng là họ khởi niệm lên để họ cho người khác tu tập. Mà không hiểu làm sao khi chúng tôi ra đây là cúng dường bộ luận tạng, là hôm qua chúng tôi về rồi, tự nhiên cổ nói sư phụ à, con muốn sư phụ ở lại ngày nữa, mà con biết chúng tôi không có đi giảng cho nên cũng không dám mời giảng nữa. Tôi mời thỉnh sư phụ lại ở lại một ngày 14 nữa đi, chứ ngày 13 đang chẳng tế, rồi gia đình chúng con muốn thăm sư phụ một chút. Cô chỉ mời vậy thôi. Chúng tôi nói ở lại một ngày không làm gì thì nó cũng buồn quá, thôi để chiều 14 đó mình tổ chức người ta tu đi. Hai vợ chồng hoan hỷ liền. Ngộ ha. Rồi chúng tôi mới sắp xếp chương trình, kéo bao nhiêu người về đây, rồi cũng là phải nhờ cô Sương, nhờ một số Phật tử kéo về ở đây. Bây giờ mới ngồi nóng, trời ơi nó nóng gì mà nóng. Ở ngoài Đà Nẵng hôm nay mà mát mát như vậy mà chúng tôi coi như mồ hôi làm mấy lít rồi đó. Ở trong Đà Lạt nó đâu nóng như vậy đâu. Nhưng mà mình nóng một chút là nó hết đúng không? Mình khổ, mình cực chút nó hết đúng không? Mình mệt chút là nó hết đúng không? Nhưng mà công đức nó còn đó đúng không? Hồi nãy vô cái gì đang ngồi nóng không? Nghe Pháp cũng có công đức đúng không? Tụng kinh cũng có công đức đúng không? Niệm Phật cũng có công đức. Công đức này có hết không? Có mất không? Không. Mệt chút nữa hết phải không? Đấy, nó hay là hay chỗ này nè. Nói vậy để ngồi khỏi đi về chứ sợ chạy về hết trơn, nóng quá. Không? Rồi.
Giờ lắng nghe nè, giờ lắng nghe nè, nói tới nói lui nói xuôi nói ngược gì cũng không bằng niệm Phật đâu. Giờ niệm Phật giùm đi, coi thử nó làm sao. Giờ niệm Phật làm sao? Đó, cái máy đây, ai chưa có thì ở trong cuốn sách nó có cái điện thoại 0909747474 đó, nhắn tin thôi. Thầy Nhuận Minh giữ cái số đó. Thầy ơi, con hôm bữa con tới cái chùa, tới cái chỗ cái khu tâm linh Đà Sơn, con chưa có máy. Giờ thầy nhắn cho con xin thầy cái máy hoặc cái bạn bè gì đó, là chúng tôi sẽ gửi bưu điện thẳng trực tiếp ra tới nhà quý vị. Hoặc sách kinh gì đó, ở trong cuốn sách này nó có địa chỉ, có điện thoại hết, chúng tôi sẽ gửi ra tận nơi, tặng quý vị miễn phí, được chưa? Rồi, xong rồi mình lấy cái máy này mình mở ra như hồi nãy nhớ. Cứ niệm Phật trong máy, Nam Mô A Di Đà Phật một câu. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật một câu, mình ngồi 15-20 phút gì đó. Chúng tôi hồi sáng tu là vậy đó, khỏe lắm. Rồi ngồi chập mỏi chân được không? Đi vòng vòng trong mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi sáng ở trong cái nhà nghỉ đó đó, mở ra niệm Phật, trời thích lắm ấy. Nhất là 3-4 giờ mình dậy mình tu là nó thanh tịnh, nó an vui. Trong người mình nó mát mẻ, nó dễ chịu. Ngày hôm đó nó không có câu có nhăn nhó, ai chọc cái gì, ai nói mình bực tức cái gì, tự nhiên mình cũng nhịn được. Mà bữa đó không tu dúng bà chằn cho coi. Cái chuyện nó không đáng gì hết, vậy mà cũng làm cho nó lớn chuyện lên, là do mình không có tu á, hiểu không? À, vậy mà mình có niệm Phật là tự nhiên người mình nó mát mẻ, rồi người mình nó an vui. Cứ trong máy niệm câu mình niệm câu, chập cái bắt đầu trong máy á, lại niệm một câu cái mình lại như nãy nhớ không? Đó, lại nửa tiếng, một tiếng hết cấp kỳ, niệm thêm Quan Âm Bồ Tát, rồi tụng thần chú đại bi 25 biến đó, tỏ ấn quang đó, là mỗi buổi tối là 25 biến đại bi. Có khi là 50 biến, mà thường là tối là 50 biến. Tỏ ra nó ngang hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát mà không dám bỏ đại bi. Thần chú đại bi của Bồ Tát Thiên Thủ đặc biệt, để ý đi, về tụng đi. Mà nếu mà mình đọc bằng miệng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi là nó sẽ bị tổn khí, nó mệt. Trong này có cái máy chúng tôi thâu, chúng tôi tụng liên tục không gián đoạn. Mà quý vị mệt là quý vị nghỉ một chút rồi bắt đầu quý vị hít thở niệm tiếp. Cứ sáng 25 biến, chiều 25 biến, công phu không bao giờ thối chuyện, để ý đi. Mấy năm nay là chúng tôi tập rồi, mà thần chú đại bi là duy diệu, bệnh gì cũng hết. Đây, thầy Thiện ngồi đây, lớn vậy mà bị cháy rạ, ngọ, cháy rạ đầy hết cung minh luôn. Nửa tháng không ai dám gần thầy, nó ngứa, suốt đêm ngủ không được, chúng tôi gọi là địa ngục kim châm. Thầy đau khổ cực kỳ mà niệm Phật lại không vô, nhớ nha. Cái sức công phu mình niệm Phật yếu, cái lúc mà mình bệnh hoạn niệm không vô, để ý đi, niệm không vô, cái đau nó chế ngự hoàn toàn. Cái giác nhàn mới nói là tổ ấn quang người nói thần chú đại bi linh nghiệm lắm, thầy tụng thử đi, thầy tụng thử đi. Cái ông nghe hết đường rồi, coi như hết đường binh rồi, hết đường nào chạy rồi, niệm Phật cũng không nổi luôn, suốt đêm niệm coi như là đau nửa tháng trời, giống như địa ngục vậy mà. Thì cuối cùng cái là thầy bắt đầu thầy phát tâm, thầy tụng thôi chết thì chết, tụng 200 biến một ngày, mệt, tụng nhiều quá nó mệt đi không nổi luôn. Cái thầy kêu thôi chia ra đi, sáng 54, chiều 54, 108. Hơn một năm nay thầy không dám bỏ chú đại bi đó, thầy ngồi đó trong một tuần khô rang hết liền. Công nhận thần chú đại bi nó linh diệu. Hồi xưa mà thầy theo hòa thượng Tịnh Không là ngài là bậc coi như thượng căn, chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật thôi, thì thầy không bao giờ tụng thần chú đại bi. Mà khi gặp tổ ấn quang là nói thần chú đại bi, ngài dẫn nhiều câu chuyện là thầy phải tin liền, không còn con đường nào mà không tin nữa hết. Thì cuối cùng là tin thần chú đại bi, tụng thần chú đại bi, nó giải nghiệp cấp kỳ nhanh, vẫn đem công đức thần chú đại bi đó hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Ở trong này ai tụng đại bi mỗi ngày giơ tay lên coi. Đó, thấy chưa? Le que mấy mạng đó, thấy không? Ít quá. Thử đi, nó không có chướng ngại gì niệm Phật đâu. Chắc chắn nó không có chướng ngại mà. Mỗi buổi sáng thầy là 25 biến, tối là 25 biến, không dám bỏ. Bỏ 25 biến hoặc bỏ 50 biến một cái là qua ngày mai bắt đầu tu y ạch liền, giải đãi luôn. Nghiệp bắt đầu nó chế ngự mình liền, vô không nổi. Để ý đi. Cho nên thành ra cái người mà họ công phu tốt rồi đó, mà họ có phước báu nữa đó ngang, là họ xuống, họ sung sướng không gì bằng. Họ có phước báu là họ có tiền của, họ muốn làm phước cũng được, họ giúp người nghèo cũng được, họ hốt giúp cho gia đình cũng được, rồi họ làm cái gì cũng được. Có tiền mà làm gì không được, đúng không? Mà nếu mà không có tu là họ làm ác cho coi. Họ làm ác, mở lò sắt xanh, rồi bắt đầu mở quán karaoke, bia ôm, rồi mở cái gì đó,
câu cá giải trí, toàn là tạo nghiệp xấu ác. Có tiền tạo nghiệp xấu ác. Để ý coi, để ý coi. Trời, hôm qua chúng tôi đi dọc 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 cái bờ biển đó, toàn là hải sản tươi không. Họ nghĩ ăn là bình thường đúng không? Nhưng mà chắc không nói ai, không nói tên cái quán nào, chắc họ không muốn chặn đường, không quýnh mình đâu, chắc không sao đâu ha. Để ý đi, cái người mà có tâm ác rồi, họ có tiền, bắt đầu là họ mở những cái chỗ mà họ để họ làm ác cho coi. Gia đình lụng bại hết cho coi. Không phải chúng tôi chì ẻo hoặc là nói xấu họ đâu, cái nhân quả cực kỳ nguy hiểm. Nhân quả mà xấu ác là cực kỳ nguy hiểm. Mà khi mà họ có phước báu rồi á nghe, họ có tu tập á, lắng nghe nè. Khi có phước báu mà có tu tập rồi, cái bắt đầu họ chiêu cảm cái nghề tốt cho coi. À, buôn bán vải nè, rồi họ buôn bán đất nè, rồi họ làm nhà máy xây đá nè, làm cái gì đó không có đụng đến sắc sanh, không có đụng đến cái chuyện tà dâm. Có cái cô đó tự nhiên có tiền khiến lên nên làm cái chỗ bia ôm, cuối cùng kêu mấy cô trẻ trẻ vô làm gái, cuối cùng nó bắt nó nhốt mất tiêu đó. Cái tâm không có tu tập, có tiền cho nên nó khiến ra cái nghề đó. Khi gặp chúng tôi khóc bù lu bù loa, ra trại xong rồi bắt đầu ra trại giam xong bắt đầu lên góc, hỏi giờ đang làm cái gì, kêu giờ không có bia ôm gì nữa mà karaoke thôi, karaoke cũng chết thôi, đừng có mở gì nữa thôi, giờ lo tu tập rồi đi bán cái quán tạp hóa đi. Mấy người họ đã lún vô cái chuyện ác rồi, họ kêu họ làm việc thiện cực kỳ khó, bởi vì không có tu, không có tu mà kêu họ làm việc thiện khó. Cái điều này chúng tôi nói chung chung thôi chứ không có nói chạm đến cái tên tuổi của ai, đúng không ạ? Cho nên mình cũng không mắc lỗi gì, nhưng mà hôm nay quý vị có mặt ở đây đó, mình coi lại coi, cái người mà không có tu tập, tức là không biết niệm Phật nè, không biết tụng kinh nè, không biết trì chú nè, không biết niệm Quan Âm nè, không biết lễ Phật nè, có tiền tạo nghiệp xấu ác như tinh bắn, nhanh cực kỳ. Mà khi mà họ có tu tập rồi, tự nhiên họ có tiền, cái họ khiến họ làm những cái việc thiện, cái nghề họ cũng thiện cho coi, để ý coi. Cho nên thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình rồi thôi, cái phước báu ngày quá lớn, cho nên thành ra nhất sanh bổ xứ, một đời thành Phật, con ông vua đúng không, con vua Tịnh Phạn phải không, thế mà bỏ hết, biết là của cải chết mang theo không được, cũng sẽ bị mất cho coi, cuối cùng ngài đi tu, đúng không, ngài đi tu. Cái tài sản của ngài là gì? Là trí tuệ, là từ bi, là hỷ xả, là vô ngã, là vị tha. Đó, cái tài sản của ngài đó. Mà nhờ có cái trí tuệ cho nên thành ra ngài nói pháp ra, mà cái giáo pháp từ gần 3.000 năm nay bây giờ vẫn còn đúng không? Nó còn đến 9.000 năm sau nữa, kinh khủng không? Rồi cái lòng từ bi của ngài mà khắp thế giới nhân loại đều kính ngưỡng ngài, trí tuệ từ bi của ngài, phước báu của ngài, công đức của ngài. Đó là những cái tài sản ở trong thể tánh của mình đó. Còn vật chất thực ra cõi dục giới này mình xài, cho lên cõi sắc giới là không có xài rồi. Bây giờ họ tưởng ăn là có ăn, tưởng mặc là có mặc, tưởng nhà là có nhà, thì họ xài vật chất để làm gì? Ở cõi Tây Phương Cực Lạc, họ tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất thì lấy tiền để làm gì? Vàng họ lót đường để cho mình đi thì vàng để tranh giành làm gì? Bước lên Cực Lạc, bước lên cõi trời sắc giới, vô sắc giới là tiền bạc là vứt đi, không xài. Không xài. Mà cái người mà đắm đuối về cái tiền bạc của cải vật chất ở đây á, thì họ cứ ở dục giới này hoài, sanh làm người hoài, chứ không lên trời sắc giới hoặc vô sắc giới, không lên cõi trời được. Cái tâm của họ nó nặng nề quá đi, nó chấp nhất quá, cho nên họ cứ làm người. Và làm người khoảng 2 đời là họ giỏi, chứ Ấn Tổ nó đời thứ 3 là họ phải làm súc sanh rồi. Đời thứ 3 là họ làm súc sanh rồi, không làm người nổi, bởi vì họ bị đắm chìm trong đó nặng quá. Cho nên là cái phước họ tổn, cho nên thành ra là họ phải làm loài súc sanh rồi, họ vô địa ngục rồi. Hiểu không? Cho nên hôm nay quý vị về đây tụng kinh với quý thầy, niệm Phật, gia đình hương linh của quý vị ở dưới địa ngục á, nghe tiếng niệm Phật quý vị họ siêu thoát. Cái mùa này là cái mùa cứu đảo quyền, là mở trói những người treo ngược mà. Vu Lao Bồn tức là cứu đảo quyền, là mở trói những người treo ngược. Mà quý vị về đây tụng câu giải Phật hiệu, tụng thời kinh Di Đà 7 biến đại bi không? Niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tưởng chừng đơn giản chứ không? Phật cùng Phật khen ngợi đó. Kinh A Di Đà là kinh nhất thiết chư Phật gia trì, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Trên Tổ Ấn Quang khi mà ngài gặp được bộ kinh A Di Đà, bắt đầu ngài tung vô đó một cái là y báo là cảnh giới Cực Lạc xuất hiện. Ghê chưa? Chánh báo là Đức Phật A Di Đà xuất hiện. Mình chê kinh A Di Đà là kinh để dành cho cầu siêu ha, kinh đó là hàng thấp kém đúng không? Kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Đại Bổ Tích mới là cao siêu đúng không? Không phải đâu. Tâm mình mà thanh tịnh nhập vào cảnh giới kinh A Di Đà là chánh báo là Phật A Di Đà xuất hiện. Ghê chưa? Y báo là cảnh giới Cực Lạc xuất hiện, là người này á hả? Họ thâm nhập vào cảnh giới rồi. Không phải dễ đâu.
Mình tụng lất lất chơi chơi, tâm không thành kính, cho nên thành ra tụng qua loa chả thấy cái gì xuất hiện, đúng không? Do nghiệp mình sâu dày, cho nên thành ra mình không có đạt được cảnh giới. Rồi mình chê kinh nó là thấp. Không thấp đâu. À, về tụng đi, tụng thời gian phổ môn rồi coi mình cảm được cái thần lực Bồ Tát Quan Âm như thế nào chứ. Tụng kinh Di Đà rồi mình cảm đến cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, gọi là vô tác nguyện lực bất khả tư nghì. Tụng đi, tụng thứ coi. Thế để cái đau khổ này nó cứ đau khổ hoài, nó dằn vặt rồi gia đình cứ lộn xộn, rồi cứ làm kẻ cùng tử, rồi suy nghĩ sằng bậy, rồi suy nghĩ gì đó, danh tị hơn thua phải trái đúng sai để làm cái gì hả? Rồi làm kẻ phàm phu chứ được cái gì đâu. Vậy mà tụng kinh một thời gian cái tự nhiên cái tư tưởng mình đã khác, muốn lợi ích chúng sanh, thương người, người ta chửi mình cũng thương họ, rồi từ từ nó trở thành một người siêu quần bạc tỷ cho coi, phước báu tới cho coi, một người hơn người cho coi. Làm được không? Nãy giờ nói nhiều quá không biết làm được hay không à. Nói ít vậy thôi, nói đơn giản vậy thôi, không có gì cao xa hết trơn á. Vậy mà tỏ qua ngày tu ngày thành tỏ á nha. Thành tỏ á, thành tỏ ngày tu làm sao? Chỉ tụng kinh A Di Đà, niệm Phật A Di Đà, mỗi buổi tối trì 25 biến đại bi, hoặc 50 hoặc 75, không bỏ nha, không bỏ. Còn mình là thay đổi hoài. Buổi tối cái mời đi chơi, đi ăn ghẹ ăn cua, cái đi chơi cái quên tụng kinh trì chú cũng quên luôn, kêu thôi để ngày mai, rồi ngày mai, ngày mai, ngày mai đến Tết dân tộc cũng chưa tụng luôn. Đó, thấy chưa? Mình là cái kiểu mình là phàm phu nó vậy, cho nên làm phàm phu hoài. Thay đổi hoài, thay đổi hoài. Thay đổi là cái tâm vọng tưởng nó thay đổi. Mới coi chiếc xe đó cái thích, cái vài bữa đã chán, mới cưới vợ về cái vài bữa chán. Con người mình là con người thay đổi, con người là con người thối chuyển. Có lại đi, mà cái người mà họ đi vào trong thể tánh họ rồi, họ cái làm cái việc gì nó cũng nhức như giờ giấc, rồi là ăn uống, rồi sinh hoạt, rồi thể dục, rồi họ tu tập, rồi cái tâm họ bắt đầu đi vô thể tánh là bắt đầu là nó từ từ nó đi vô trong đó, nó không thay đổi. Họ có người không thay đổi cái tánh mà diệu dụng của thể tánh nó là nhức như, còn là cái vọng tâm của cái thể tánh á, cái vọng tâm nó là sống của nước á, tức là cái bóng của cái hình á, là nó vọng tâm nó thay đổi hoài, hiểu không? Đó là con người phàm phu của mình. Còn cái người họ nhất như là họ rất gặp trường kiên định, mà cái người muốn nhất như đó là họ phải công phu từ từ nó mới thâm nhập vào trong thể tánh của họ, họ mới xuất hiện được cái tâm nhất như đó, chứ không là họ cứ phiền não rồi bị cái tâm sân hận, cái tâm ái dục, cái tâm tham ăn tham ngủ nó cứ hành họ hoài, họ ở trong đó họ khổ đau vô cùng, họ không có tu tập mà, hiểu không? À, nghe vậy đủ rồi chứ nói nhiều nó mệt quá. Con nhỏ bữa nay bắt đầu sức khỏe đã xuống rồi. Vừa lễ Vu Lan trong đó xong, hơn 3.000 người trong đó họ bu kính hết trơn, họ niệm Phật một đêm, giảng xong tổ chức cho họ xong là nó quá mệt luôn. Ra ngoài đây xong cái bữa ngồi chay tăng mà ngồi không muốn nổi, nó quá mệt. Đúng ra mà cái buổi lễ trong đó xong là phải nghỉ một tuần đến nửa tháng nó mới lại cái sức được, bởi vì tổ chức nó hao cái tinh thần dữ lắm. Đó. Thì hôm nay ra đó thì cái việc mà chúng tôi gặp quý vị là thấy quý vị ở xa xôi, cái đoàn của cô Nga, cô Phương từ Hà Nội, cô đi ra Huế xong cũng vô trong này gặp chúng tôi. Thì thực sự cái đây là một cái nhân duyên là bao nhiêu năm cũng nghe Pháp chúng tôi rồi. Mà hôm nay thì chúng tôi ra tổ chức cho quý vị tu là chính. Nhưng mà giờ đây đến tu không mà về, tức là mình có thực hành mà không hiểu cái đạo lý á. Có sự không mà không có lý, đôi khi về quý vị sẽ không hành trì được. Thì chúng tôi cũng có vài lời để mà chia sẻ, nhắc nhở, sách tấn cho quý vị tu tập được. Về nhà mình cố gắng mình tu tập cho cái gia đình mình nó yên vui. Lỡ mà ông chồng uống rượu, ông quậy phá vậy thôi, đừng đụng chạm, đừng có gây oán thù với ổng nữa. Lúc này giữa mình với ổng là có một cái oan gia để mà nó trả nợ với nhau, nó báo oán với nhau, thôi đừng có gây nợ nữa, cứ im lặng, làm kẻ ngu, kẻ khờ, xin lỗi họ đi. Thấy không? Rồi bắt đầu mình cố gắng cái mình niệm Phật, mình hồi hướng cho ổng 1 năm, 2 năm, 3 năm, cùng lắm ổng chết ổng cũng phải chuyển thôi. Chết thôi chứ làm gì nữa ông chuyển. Thôi nhịn đi. Nhịn này, nghe nè, nghe anh Tổ nói nè, cái câu này hay nè, đáng lẽ ngưng rồi mà nghe nè. Nghe nè. Nếu mình nhìn như vậy là người ta đánh mình, người ta chửi mình, người ta giết mình thì mình làm sao? Nghe nè, anh Tổ nói nè. Nếu là người đã Bồ Tát, họ thấy ngũ uẩn này dai không? Giết họ như ngày một kiền liên á, giết họ họ vẫn an vui, tâm họ an vui để cho giết. Cái sắc thân này họ đã chứng được thể tánh thanh tịnh, nó là giả. Họ chấp nhận hoan hỷ, muốn giết, muốn đánh, muốn chửi, muốn bầm chặt gì như ngày một kiền liên, hoan hỷ. Họ muốn làm gì làm.
đó là họ chứng nhất như pháp tánh thanh tịnh, thân tâm nhất như, cho nên thành ra không thấy đau khổ nữa, không sợ chết nữa. Thân này giống như giả, giống như cái áo cởi ra vứt đi bằng áo khác vô, bỏ cái xác này đi lấy cái xác khác, đó là Bồ Tát chứng nhập được thể tánh thanh tịnh, là Bồ Tát hiện thân để mà độ sanh, họ làm được. Còn phàm phu mình sao? Lắng nghe nè, phàm phu mình thì sao? Họ chửi mình, chưa giết mình còn nhịn được thì mình phải nhịn. Họ đánh mình để mà giết mình thì mình tìm cách gì đó để mình phải khéo léo, để mà mình phải khống chế. Không khống chế thì mình phải làm sao để nó giữ được cái mạng mình để tiếp tục mình tu, bởi vì mình chưa chứng thánh, mình chưa chứng Bồ Tát. Mà tâm mình phải như là Bồ Tát. Một cái chỗ này siêu xuất, chỗ này nó sâu sắc. Bây giờ về cái ông chồng ông chửi mình phải không? Chưa đến nỗi, vẫn chịu đựng. Ông đánh mình phải không? Nhẹ nhẹ mình còn chịu đựng được thì mình vẫn chịu đựng. Ông đánh mạnh để mà mình chết thì mình phải chạy, hoặc mình tìm cách gì mình tránh né đi. Đó là phương tiện của phàm phu để giữ cái thân này mình tu. Nhưng tâm phải như là Bồ Tát, phải thương họ. Bởi vì mình đời trước á, là mình gây cho họ khổ, bây giờ họ phải gây lại cho mình khổ. Không khởi một tâm oán thù, tâm như Bồ Tát. Hay phải không? Hay phải không? Còn thân mình đó, thân mình á phải tùy nghi uyển chuyển. Nếu họ đánh nhẹ chưa đến nổi á thì thôi cố gắng gục đó cho họ đánh đi, mà thấy đánh mạnh qua chạy đi. Sao nó chết làm sao? Mình chưa chứng thánh, mình chưa chứng quả, nó chết rồi sao mình đâu có thân nữa mình tu, đúng không? Thì tỏ quan nó phải khéo léo để uyển chuyển, một là tránh né, hai là mình dùng cái cách gì đó mình xin lỗi, nhờ người ngăn chặn. Nhưng tâm không được phép oán thù. Ghê không? Sâu sắc của tòa án quan trả lời cho một cái ông đó. À vậy bữa nay chồng về quýnh chửi mình biết cách rồi đúng không? Biết thì biết, cái nỗi khùng lên thì cũng chưa chắc gì tha ông đâu. Không có công phu, không có niệm Phật, không có tình thương, không có lòng từ bi, đúng không? Cho nên thành ra là lời qua tiếng lại, cái oan gia nữa, cái dây dưa hoài, đời sau chết làm con cháu gặp nhau tiếp. Ghê chưa? Cái nhân quả nó kinh lắm. Không à? À. Trời, 4:30 rồi ta, nhanh dữ hả? À, nãy giờ nghe 1 tiếng rồi đó ha. Bây giờ trong này có ai thắc mắc gì không? Hỏi vậy chứ nãy giờ nói nhiều quá, không biết có trúng ai không nữa. Có thắc mắc gì không? Đây có người viết câu hỏi nè. Có ai viết câu hỏi đưa lên thì trả lời nha. Nam Mô A Di Đà Phật, bạch sư phụ. Nay có cụ bà 94 tuổi. Năm ngoái có lên chùa sư phụ, bà ăn chay hơn 40 năm. Nay bà đang có mặt tại đây, xin sư phụ cho bà lên gặp sư phụ. Đâu bà đâu? 94 tuổi đâu? Biết lý do gì bà sống 94 tuổi không? Có lý do. Có lý do là ăn chay 40 năm. Hả mà? Ở trong này ai ăn chay trường nữa, giơ tay lên coi. Mấy người kia không giơ tay ăn gì? Biết rồi, khỏi hỏi, biết rồi. Không. ăn mặn đi rồi sẽ thấy. Cái thịt con cá, con gà, con vịt, con heo, con thú, bất cứ con gì nó có độc tố trong đó. Nó bệnh, nó chết, người ta giết nó, có độc tố trong đó. Tổ ông Quang nói có độc tố trong đó. Ăn vô rồi thân thể mình bệnh hoạn, rồi còn trả cái nghiệp báo nữa, đó là sát sanh đó. Hiểu không? À, sẵn cái cô bà cụ 94 tuổi, sẵn mời bà chủ lên nhìn bà chủ giám đốc công ty một chút nè nha. Rồi, trời ơi, hai vợ chồng vô tới ở trong Đà Lạt để thỉnh chúng tôi ra đây. Cho nên thành ra thôi, đợt này ra một lần thôi, không biết khi nào ra nữa nha. Rồi cụ lên đây. Cô Sương lên trên này luôn. Mấy người ngồi nắng á, chánh có cô mặc áo trắng, cô xích lên đây đi cô, nó nắng á cô. Ăn chay 40 năm, 94 tuổi, cho một chàng pháo tay lớn đi. Vỗ tay là về ăn chay không phải vỗ tay không đó, nghe chưa? Trời, hồi nãy có 3-4 người ngồi trước mặt nè, từ ở trong đó mình lội ra đây 100 cây số. Ở trong cái gì á? Tông Giang. Trời ơi, đây 100 cây số. Trời ơi. Rồi. Đây, rồi lắng nghe nè. Hôm qua chúng tôi ghé vô nhà thăm bà.
lúc nào cũng cười. Bà cười, bà hoan hỷ dữ lắm. Mà đâu có biết bà ăn chay 40 năm đâu. Hôm nay nghe cô Sương nói là bây giờ mới biết ăn chay 40 năm. Bà niệm Phật rất là tốt, cho nên cái người có duyên ăn chay, có duyên tưởng Phật là sống dai vô cùng, đúng không? Rõ ràng. Đó, thấy chưa? Hôm nay là bằng chứng không? Chứ không phải là chúng tôi nói ăn chay là sống thọ, đúng không? Bằng chứng rõ ràng. Ở trong chùa có một bậc cụ nữa đó, 108 tuổi. Dễ sợ không? Người nhỏ ốm tông không? Ốm teo vậy, ăn chay 50-60 năm nay rồi. Đầu óc tỉnh queo luôn. Đầu óc rất tỉnh táo, sáng suốt, không một chút mê lẫn. Hay hay không? Thấy ăn chay hay không? Đó. Cho nên Tổ Quang nói mình lấy tiền mà mình đi phóng sanh á, nhiều lúc mình không có thời gian, mình bỏ tiền mình tiếc. Thì khuyên họ ăn chay vẫn hay hơn là khuyên họ phóng sanh. Những người có căn lành sâu dày lắm, họ mới dám bỏ tiền ra phóng sanh. Những người này căn lành phải là thiện căn rất lắc là sâu dày, cho nên họ mới dám bỏ tiền túi mồ hôi nước mắt của họ ra để phát tâm phóng sanh. Vừa rồi chúng tôi đi xuống miền Tây, có cái cô đó ở Indonesia, bà có hiếu, mà thương mấy người có hiếu mà là họ thích phóng sanh là họ giàu. Họ đưa vô thí cô này cũng quá trời giàu, có ông chồng người Indo về phát tâm 350 triệu, 15 tấn cá, chúng tôi thả 4 tiếng đồng hồ. Trời ơi. Thì Tổ Ấn Quang nói là tìm cái người mà có căn lành họ dám bỏ tiền đây nè. Nếu mà họ bỏ tiền ra họ làm được điều này thì người này rất căn lành. Chứ không thì họ bỏ tiền tỷ họ mua đất chứ dễ gì mà không mua cá thả mà cho mất. Họ kêu mất tiền đi, mua đất là còn. Còn cái gì ạ? Còn cục đất á. Còn cục đất. Coi chừng mất. Của năm nhà mà, không sanh công đức không mất. Để ý coi. Cho nên chùa chúng tôi cứ mỗi chủ nhật là 20 triệu, một tháng là hội chết luôn là 80 triệu. Hồi xưa không có tiền là mỗi chủ nhật có 500 ngàn, bắt đầu mở pháp hội 2007 có 500 ngàn. Thế mà nhờ công đức phóng sanh từ từ mà bây giờ cái chùa nó hưng thịnh. Lễ lượt lúc nào cũng là ngàn, nghẹt. Bây giờ là hàng ngày đều là 500 người, họ ở xung quanh đó họ vô chùa, hôm nay 300 nè. Mà 500 người mỗi ngày đều đặn như vậy họ về họ tu. Có phải nhờ công đức phóng sanh mà con cái cháu chắc hiếu thảo đại nhà, chùa có phóng sanh là Phật tử ngoan, Phật tử tốt về đầy chùa. Mười công đức phóng sanh nói mà. Hiểu không? Nhưng mà cái căn lành cái người mà họ không phóng sanh nhưng họ ăn chay dễ khuyên hơn là bỏ tiền túi phóng sanh. Mà trong này mà khuyên ăn chay không được nữa thì thôi bỏ tay .com.vn luôn, biết làm gì nữa. Thua luôn rồi đó. Hiểu không? Căn lành mình quá kém. Đến bây giờ mà còn ăn thịt chúng sanh. Mà khi mà con thú đó người ta giết nó bị đổ máu á, thì Tổ Ấn Quang nói là bằng dễ làm cho Phật xuất hiện. Ghê chưa? Ghê chưa? Bây giờ con thú này hiện tại nó không phải là Phật, mà tương lai nó sẽ là Phật. Ghê chưa? Mà hiện tại làm cho nó xuất huyết mà mình không giết trực tiếp, mà mình gián tiếp đem tiền đi thuê cho người ta giết, thì đây là làm cho Phật tương lai là con thú đã xuất huyết á, là tội này lớn. Trong ngũ nghịch trọng tội chứ không phải đơn giản đâu nha. Mồi cho kỹ ra là như vậy, chứ không phải là ăn miếng thịt là bình thường đâu. Nghe như vậy mà dám còn về ăn là quý vị gan cùng mình. Gan cùng mình. Đó. Bà chủ nè, nhìn nó tướng vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đó, Đức Minh tay trái chúng tôi nhìn xuống nè, thấy bà chủ chưa? Đơn giản vậy thôi. Lo cho bản thân mình mà đơn giản lắm. Không có xe xua lè lẹt, không có phóng son, phóng xóm, à xóm phóng. Son phóng không phải phóng son. Cho nên đơn giản lắm. Vậy mà nội tâm phong phú, thích làm trai đàn, thích làm trai tăng. Mà chúng tôi nhiều lúc chúng tôi thật sự mà nói là cái phước báu mà làm như cổ, nhiều lúc mà thỉnh như tặng đông, như hôm qua có cúng cả tỷ mình cũng không đủ khả năng làm. Lâu lâu có Phật tử với mình phối hợp mình làm, cái phước báu họ có. Không phải hôm nay là chúng tôi nịnh đâu, chúng tôi khen đâu, mà cũng đáng khen lắm chứ. Đó. Cho nên thành ra thì thực sự là nhờ cô Sương. Và chúng tôi đi ra đây, cái cô Sương cô dắt đến cổ thăm cái cổ hai vợ chồng quý quá, vô Đà Lạt mời chúng tôi ra đây. Hôm bữa chúng tôi nói chơi chơi đâu mà đâu có nghĩ là ra một cái buổi niệm Phật như vậy. Chúng tôi kêu không biết khi nào đủ duyên ra cái chùa, nói cái chùa vậy chứ gọi rằng là khu tâm linh Đà Sơn, tổ chức cho Phật tử niệm Phật. Chứ cái chùa của mình mà không niệm Phật nó buồn lắm. Cậu nói thì có quý thầy đến thì con hoan hỷ thôi, chứ mà không có làm sao con làm được. Con chỉ say thôi chứ con quyến rũ các Phật tử về cũng không đủ khả năng.
nói chơi chơi vậy thôi mà bữa nay thành sự thật ông ơi. À, ngộ ha. Tâm tưởng là sự thành mà. Đó. Tâm tưởng muốn cho người ta niệm Phật ở đó, cái tự nhiên hôm nay nó hội tụ. Tâm tưởng ác, tự nhiên cái điều ác nó tới. Tâm tưởng phóng sanh nó tới. Tâm tưởng gì là nó thành cái đó, gọi là tâm tưởng sự thành. Tâm tưởng nhớ Phật niệm Phật là sẽ về cái Tây Phương Cực Lạc. Hiểu không? Đó. Hôm bữa mới nói chơi chơi. Mới nói chơi chơi, cuối cùng cái ra phát tâm pho cúng dường bộ luận tạng cho quý hòa thượng, cái tự nhiên sực ra nhớ cái ý niệm hôm trước muốn niệm Phật, cái tự nhiên cả gia đình vợ chồng phát tâm lên, đúng không? Rồi bữa nay có cái buổi niệm Phật ngồi nói chuyện, à, cái phước báu rất thù thắng. Hôm nay thì thực sự chúng tôi cũng không có nói nhiều, chỉ niệm Phật với quý vị là chính, nhưng mà thấy quý vị cũng mới về niệm Phật xong về nó quên, không ai nhắc nhở là nó quên, cho nên hôm nay nhắc nhở hơi nhiều một chút. Được không? Cộng lại với các vị ở Hà Nội, mỗi lần nghe chúng tôi đến đâu là họ đi đến đó để họ nghe, họ tu tập, họ về họ an vui quá chừng luôn. Họ an vui không? Rồi bây giờ đây thì có thầy Minh, thầy đọc một cái đoạn văn sao của Tổ sư Ấn Quang. Ngồi lắng nghe nha, lắng nghe nha. À, bây giờ mọi người xuống được rồi đó, đứng mỗi chân. Ở trong này Tổ sư Ấn Quang ngài có khuyên mình nên tu tại gia. À, Tổ Ấn Quang có cái hay chỗ này. Mình không đủ xuất gia, không đủ khả năng, coi chừng vô cái rồi mình khổ đau, mình làm ảnh hưởng đến đạo pháp. Cho nên thành ra ngài khuyên mình tu tại gia và tại gia hoằng pháp. Nha, lắng nghe. Cái thi kệ này nó cực kỳ hay luôn. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc thi kệ tốt yếu của Tổ sư Ấn Quang, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể hội chúng trong buổi chiều ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thi kệ tốt yếu của Tổ sư Ấn Quang khuyên nên tại gia hoằng pháp. Học Phật là để khôi phục bản tâm, không phân biệt còn tóc hay cạo tóc. Với cư sĩ, nhà chính là trường học, pháp quyến không ngoài cha mẹ vợ con. Tự tu hành, khuyên nhủ bạn đồng môn, cùng quy hướng trì danh cầu cực lạc. Khuyên cha mẹ tu hành là con đại hiếu, biết lạc về đâu khi cha mẹ mất thân. Xưa vua Đại Vũ là bậc thánh nhân, vẫn không thể cứu chi cha đầu thai làm thú. Với người chung quanh lòng hằng khuyên nhủ, một người cầu vãng sanh tức thêm một Phật viên thành. Đây mới chính là ý nghĩa độ sanh. Tâm hằng tư lự lo chúng sanh không tin nhận, bỏ mất cơ hội đời đời không thấy Phật. Đức từ bi thể hiện tại nơi đây, hằng nhắc nhở người hết dạ tu trì, nhớ nỗi khổ luân hồi trong sáu ngã. Người thế gian dễ theo đời xa đọa, khi biết tu hành lại cầu phước báo nhân thiên, cầu thần thông, cầu tuổi thọ thần tiên, không biết nguyện được sanh về lạc quốc. Chữ hiếu của thế gian thường theo cành bỏ gốc, dạy chăm lo cung cấp vật cần dùng, dạy quạt hè ấm lạnh lúc trời đông, dạy thành đạt làm rạng danh tiên tổ. Sợ mất giống nên gả chồng dựng vợ, sợ lúc qua đời không có kẻ khói hương, sợ mất bàn thờ mà chẳng sợ lỡ mất Tây Phương. Dù chu đáo nhưng vẫn là thế sự, đối với giải thoát không mảy may ít lời. Dù được xem là hiếu tử tiến lưu đời, cũng chỉ là câu khen ngợi nhất thời, sao sánh được với tấm lòng từ mẫn. Đạo hiếu xuất thế gian lìa tâm vương vấn, vượt thế tình lo sanh tử của mẹ cha. Khuyên cầu Tây Phương như dục mẹ về nhà, khuyên tìm bổn tánh như tìm gia tài chôn kính. Kinh Địa Tạng nói về kẻ ngu si hiếu kính, lúc cha mẹ lâm chung lại giết hại heo gà.
mang lên bàn thờ như kết chặt mối oan gia, khiến cha mẹ càng khó khăn siêu độ. Người đại hiếu vẹn hai đường lớn nhỏ, cả thế gian và cả xuất thế gian, thường chăm nom nhưng khéo léo khuyên can, dùng thân chính mình nếu gương đạo hành, khuyên niệm Phật ăn chay cầu sanh cõi tình, không tạo thêm tội thì đới nghiệp vãng sanh. Chính phẩm sen vàng an trú tánh linh, nơi đất Phật sẽ viên thành quả Phật. Nếu cha mẹ đã bỏ thân, ngày ngày truy tiến, luôn tu hành, mong hồi hướng Tây Thiên. Nếu chưa vãng sanh, thì sẽ được vãng sanh. Nếu đã vãng sanh, nâng cao phẩm vị. Được như vậy, tức làm bốn lời nguyện thề, cũng hoàn thành pháp tự lợi lợi tha. Không những là báo đáp hiếu mẹ cha, mà công đức chính mình thêm thù thắng. Đó là kẻ biết dùng thân thuyết pháp, lục đạo chúng sanh là quyến thuộc lâu xa. Độ chúng sanh tức trả hiếu mẹ cha, nên Phật dạy hiếu thuận là chí đạo. Nên phải biết một chữ hiếu trả cho tứ sanh lục đạo, trong luân hồi đã thay mặt đổi tên. Gặp lại nhau chẳng biết để đáp đền, việc nhỏ nhất là trường chay không giết hại. Với người không tin chẳng nên tranh cãi, làm hết phận mình theo thuyết chính danh. Không nên ép người niệm Phật vãng sanh, chẳng khác kẻ đè đầu bò cho gặm cỏ. Thời nay pháp nhược ma cường, người tại gia nên hỗ trợ, chuyên trì ngũ giới niệm Phật Di Đà, tự mình tu hành khuyên nhủ gần xa. Phải biết rằng đó là việc chung cửa tứ chúng, thần tâm đoan chánh người người vâng phục, không khiến sai mà người tự y theo. Như gió thổi qua cỏ nếp thuận chiều, giữa phố thị nói làm theo chánh kiến. Nên ấn quan tôi viết câu đối liễn, đường tắt Tây Phương nếu chẳng biết dùng, pháp Phật trong chính cõi đâu là chỗ viên dung. Bỏ pháp tịnh độ, Phật mười phương không độ khắp, khuyên nên ở nơi trần thế học đạo. Hàng cư sĩ có trăm điều lo tính, cha mẹ vợ con công sở cửa nhà, nên tùy phận mình mà tu tập tại gia. Chẳng thể bỏ tất cả ngồi yên mong nhập định, cho nên niệm Phật là pháp môn cứu cánh. Khẩu niệm hay tâm niệm cả mọi thời, lúc đến đi khi ngủ nghỉ đứng ngồi, tâm luôn giữ lấy một câu Phật hiệu. Muốn học pháp xuất thế, thân không cần xuất thế, sống giữa chợ đời nương pháp Phật chuyên cần. Đi đứng nằm ngồi, nói nín uống ăn, nhất cử nhất động đều thuận theo Phật trí. Được như vậy, một niệm gồm thu 3000 cảnh giới, huống chi là việc đoạn hoặc chứng chân. Liễu thoát tử sanh, ngự cõi liên bang, xưa cũng vậy mà ngày nay cũng vậy. Có khác chi Di Ma bàn cư sĩ, đệ tử Như Lai phải đâu tất cả phải vào chùa. Sống tại gia nhưng việc ác ngăn ngừa, giữ câu Phật hiệu thân tâm hằng kiểm thúc. Ngày cũng như đêm năm canh sáu khắc, giữ chân tâm như giữ tuệ mạng Như Lai. Đến một ngày phát hiện thực tướng không hai, sánh vai bậc xuất gia đâu thua kém, vẫn hơn kẻ cạo đầu nương cửa Phật. Chuông mỏ lơ là, kinh kệ qua loa, yên phận dần già mặc ngày tháng lại qua. Chưa ngộ được đạo huống chi là chứng đạo. Sống đời tại gia nhưng biết lấy khổ làm pháp bảo, bổn phận viên toàn đủ đức hiếu sinh. Có tiền tài thì cứu giúp kẻ lên đên, có trí tuệ thì khuyên người nên niệm Phật. Như thuyền xuôi dòng căng buồm trên sóng nước,
chẳng nhọc công lao, liền đến bờ kia. Nếu lãm thông thì thiền tịnh song tu, nhưng phải lấy tịnh môn làm rường cột. Nếu là kẻ trung căn thì không cần thông kinh luận, nhưng luôn ghi lòng việc ác không làm, luôn trì danh hiệu Phật, hướng liên bang, tuy nhàn hạ nhưng bên trong ngầm thông Phật trí, cẳng cần công phu nghiêng về người chánh tín, được lợi ích thâm sâu hơn kẻ đa văn. Bởi đa văn nên cứ mãi tính toan, dùng tri kiến thế gian mà luận nghị. Nếu biết buông xả trăm lo ngàn nghĩ, sẵn thông minh sẽ triệt ngộ không lầm. Tính hạnh nguyện song hành sẽ vào được bản tâm. Nếu chẳng vậy, tri thức kia chỉ để dành phỏng đoán. Kẻ tham thiền nếu không minh tâm kiến tánh, suy luận nọ kia thì chỉ là mở kiến thức tả tơi. Mang tiếng tham thiền nhưng chỉ là tham chữ chuộng lời, càng nghiêm ngẫm càng xa vào bế tắc. Người diệu ngộ là ngộ ra tánh Phật, nào phải đâu chỉ giải được nghĩa văn chương. Thấy tánh rồi thực chứng mới phi thường, nếu chẳng được vậy phải gia công quán chiếu. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị nghe thấy hay không ạ? Sâu sắc lắm. Nghe cái này phải vài chục lần. Chúng tôi soạn cho thầy Minh đọc, chúng tôi đọc vài chục lần mới thấy được cái áo diệu, vi diệu của cái lời thi kệ Tổ Ấn Quang. Quý vị mở vô trang web Vô Lượng Thọ hoặc lên cái kênh YouTube Thích Giác Nhàn á, thấy thầy nói chuyện xong quý vị niệm Phật cái kiểu như vậy nè, đi kinh hành rồi lễ, nhìn vô trong điện thoại á hoặc trong cái màn hình quý vị niệm Phật 8 giờ, 10 giờ, 12 giờ là hết ca. Còn ai muốn niệm thêm á thì 12 giờ đến 6 giờ sáng niệm hoài như vậy mỗi thứ bảy suốt đêm luôn, không mệt. Càng niệm càng khỏe. Hay đặc biệt cái câu Phật hiệu, ngồi nói chuyện hoặc kình lộn hoặc nói trời ơi đất khởi, chập cái nó mệt, nó khó chịu, nhưng mà niệm Phật hoài không mệt. Đúng là có Phật lực gia trì. Nghe Ấn Tổ nè, niệm Phật danh, niệm Phật hiệu như con thơ gọi mẹ. Câu thi kệ hay không? Niệm Phật hiệu như con thơ gọi mẹ, như con thơ gọi cha. Thì bây giờ quý vị, thời gian đến 5 giờ thì chương trình là từ 2 giờ tụng kinh đến 5 giờ là xong. Đó, thì hôm nay trong 3 tiếng đồng hồ, quý vị thấy an vui không ạ? An vui. Có số sách nè, có người có số máy nè, có người có số dây, thằng chú Đại Bi nè, đeo vô ha. Thằng chú Đại Bi đeo vô ngủ rất là yên tâm. Thằng chú này là hộ thân, hộ quốc, hộ tâm ha. Ai thiếu đó thì nhớ gọi điện thoại 0909747474 đó, thì mình sẽ gửi ra tặng cho quý vị. Hôm nay mang ra không có nhiều ha. Thôi hôm nay mình gặp nhau ở đây thì tụng thời kinh niệm Phật với nghe Phật Pháp, xong rồi chút nữa răng lấy cơm. Mỗi người ai ăn 2 hộp vẫn lấy 2 hộp làm 350 lận. Mà trong này 280, 290 gì đó. Cho nên ai ăn muốn 2 hộp thì ăn ha. Thôi giờ gặp nhau vậy thôi chứ giờ làm gì nữa vợ. Được chưa? Rồi. Còn quý vị có đường xa, một số người ở đường xa đó, cho nên thành ra chúng tôi cho nghỉ trong thời gian 3 tiếng đồng hồ là đủ rồi ha. Để ban tổ chức họ dọn dẹp. Thôi giờ quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng ha. 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 Chúng ta đứng dậy. Niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo. Phật là bậc đạo sư của ba cõi, cha lành trong bốn loài. Những người quy hướng tin theo diệt được tội như cát sông Hằng, những người xưng niệm được phước vô lượng. Lại nói về Tấn Truyền, người con trai thứ ba của sư tỷ Khoan Kim, từ khi nhận được sự hung đúc của mẹ thì tin sâu Phật Pháp, hiểu rõ những điều hay tốt của việc niệm Phật, niệm Bồ Tát. Cho nên sau khi nhập ngũ huấn luyện, nghiêm thủ quy luật của quân đội, thời gian rảnh liền niệm thánh hiệu A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, thường được nhờ Phật Bồ Tát từ bi gia hộ. Như có lúc đang bơi trong hư không trên đỉnh đầu, từng thấy Bạch Y Đại Sĩ tức Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện. Nói ra thật khiến người khó tin. Thời gian thật là nhanh,
Thời hạn Tấn Truyền phục dịch 3 năm trong quân đội đã mãn, được về quê. Người thanh niên chịu sự giáo dục huấn luyện tốt trong quân đội, trong lòng không lo nghĩ gì. Hơn nữa đã niệm được hơn 3 năm thánh hiệu, cho nên trở thành một thanh niên thông minh sáng suốt, phước tướng phẩm hạnh đoan chánh. Sau khi về nhà, liền đến nhà máy bột mì cảm ơn ông chủ tịch và hết thảy mọi người việc mẹ anh được mọi người giúp đỡ trong thời gian 3 năm anh phục dịch trong quân đội. Lúc đó, trong nhà máy có một nữ viên chức nhìn thấy Tấn Truyền đẹp trai, hiền lành chất phác, nên tình nguyện kết nghĩa tần tấn với anh. Sư tỷ khoan kim tiết kiệm tằn tiện trong 3 năm trời, thêm vào đó được tiền thưởng khi nghỉ việc, hết thảy giành được 1 vạn đồng làm tiền chi phí cưới vợ cho con. Thật là không ngờ lại cưới được một người con dâu hiền thục, con nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo. Không lâu sau đó, hai vợ chồng liền mua mấy căn nhà cũ ở khu Bắc, bắt đầu tự làm ăn. Với sự chăm chỉ chí thú làm ăn của Tấn Truyền, cơ sở ngày một phát triển. 5 năm trước đây đã dỡ bỏ căn nhà cũ, làm lại một căn nhà lầu mới bê tông cốt thép, trên lầu thờ Phật Bồ Tát. Sư tỷ sớm tối càng tu hành lễ bái tinh tấn, hưởng thọ cái vui đoàn viên trong đời. Cứ như thế, mọi người đều nói là nhờ sự che chở của Phật Bồ Tát. Đây cũng chính là phước báo có được sau khi chuyển nghiệp. Cho nên Tổ Ấn Quang nói nè, cái người niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú Đại Bi á, thì cái hoặc tức là tham sân si mạn nghi á, nó tiêu từ từ. Hôm bữa giờ, hồi trước giờ mình không có nghĩ là mình còn tham sân si phải không? Mình nghĩ mình không có tham sân si phải không? Mình nghĩ sai rồi. Mình lầm tưởng rồi. Mà tham sân si mà khi mà nó hết á, phải chứng A-la-hán, phải chứng quả A-la-hán nó mới tiêu. Bản thân chúng tôi cũng chưa có hết, nhưng mà mình làm mỏng nhẹ, mình khống chế được nó. Mình khống chế được nó là do cái gì? Mình do mình niệm Phật, niệm Quan Âm, coi sách thánh hiền, mình tu tập, thì tự nhiên cái lòng tham đó nó bị đè nén xuống, nó bị khống chế. Rồi cái lòng từ bi thương người, thương vật, không muốn ăn thịt chúng sanh nữa, rồi muốn giúp người nghèo, cái tự nhiên nó phát triển lên. Đúng không? Là bắt đầu mình sẽ làm phước được, rồi cái phước nó tới. Trên cái gốc vẫn là mình phải có tu tập. Sáng dậy 2-3 giờ, 3-4 giờ vậy đó, đừng có thức trễ lắm. Lắng nghe nè, tụng cái thời kinh Phổ Môn đó, sách vào đó. Chúng tôi y vậy à, sáng hôm nay cũng vậy à, đi đâu cũng vậy đó. À, sáng tụng cái phẩm Phổ Môn xong rồi cái bắt đầu niệm Phật, lễ Phật, hay lắm nha. Mỗi lần sáng mà mình niệm Phật, mình lễ Phật rồi, có Phật theo gia hộ cho mình, gia trì cho mình, cái ngày hôm đó mình an vui, mình làm cái gì cũng kiết lợi. Để ý đi. Còn bữa nào mà ngủ đến 5 giờ sáng dậy, nhìn cái mặt lừ đừ như con khỉ ăn ớt, nó ra cái gì hết trơn, rồi làm cái gì nó cứ trục trặc, rồi cái tâm bực bội, tức tối khởi lên, chiêu cảm toàn bộ những cái chuyện xấu xa tới không. Để ý đi. Lạ lắm ngang. Cái chuyện mình tu hành nó có những cái kết quả, mình nhìn mình thấy hay lắm. Đó. Bây giờ bao nhiêu người này nghe, cái đoàn ở Hà Nội vô tối nay hoặc ngày mai đi về trên xe không nói rồi, về ở nhà thử coi. Mà lạ lắm nha, khi mà ở nhà mình có tụng kinh, tự nhiên cái nhà mình ấm cúng lên. Rồi tất cả những oan gia trái chủ, những người mà xấu ác á, mà khúc mày khúc mặt á, họ bỏ họ đi hết. Có nhiều người người ta không biết, người ta kêu tụng rồi quỷ ma nó tới nó phá nhà. Không phải, nó bậy, nó không phải, không đúng. Lắng nghe nè. Năm 1993, 94 gì đó, chúng tôi ở một cái chùa đó. Cái chùa đó coi như quý vị biết sao, người ta bỏ không luôn. Bởi vì hoang tàn, không có nước trên chùa, không ai ở được, quý thầy bỏ không ở được. Có ông thầy đó, ông về tội nghiệp ông. Ngày ông tụng Pháp Hoa, ông tụng kinh này kinh nọ, xong bắt đầu mấy thầy về. Chúng tôi cũng ở cái chùa đó một thời gian luôn. Về tụng kinh một thời gian, sau có Phật tử xây một cái hồ thiệt to, bắt đường nước xuống cái hồ đó. Không biết tự nhiên ai họ tới họ thấy, mà những người đó họ làm cái phước đó rất là thù thắng. Họ biết xây cái hồ thiệt to, họ bắt nước gì trên núi xuống, bởi vì trên đó khoan nước, khoan giếng không có nước. Họ kéo xuống đó có cái hồ, có cái hồ nước, bắt đầu với thầy tụng kinh, từ từ cái chùa bắt đầu ấm cúng lên. Mà cái vùng trong đó là toàn bộ cái tự tử, tự giận chết, uống thuốc sâu không. Mà mấy thầy mà vô cái chùa đó bắt đầu những tháng đầu tiên á, mà mấy thầy mà sáng không tụng kinh á, hương linh kéo quăng xuống giường hết trơn. Vậy mà tụng kinh từ từ thời gian cái bắt đầu cái là các vị ác quỷ á, họ chuyển thành tốt hết. Hoặc giả là họ đi nơi khác, rồi cái nơi đó cái bắt đầu nó phồn thịnh lên, cái chùa cái bắt đầu hưng thịnh lên.
từ nơi tụng kinh niệm Phật để ý đi. Cái chùa á, tụng kinh niệm Phật, rồi những người mà giết heo ở gần chùa á, họ nghe tiếng kinh kệ họ cũng thay đổi nghề luôn. Cho nên thành ra cái bộ kinh A Di Đà, rồi kinh Vô Lượng Thọ, rồi kinh Địa Tạng, rồi kinh Kim Cang, cái kinh của Phật có cái sức để chuyển nghiệp. Nó chuyển không những cái nghiệp của mình mà nó chuyển gia đình của mình, rồi nó chuyển thêm những vị oan gia trái chủ trong gia đình mình á, nó chuyển hết. Để ý đi. Cho nên thành ra chùa chúng tôi sao cứ tụng kinh niệm Phật thôi. Vậy mà chủ nhật Phật tử về cúng tháng 500 triệu xài không hết. Lý do gì? Thâm tín A Di Đà Phật, thâm tín về Phật á, là không thiếu thốn. Không thiếu thốn mà không bao giờ chúng tôi xin ai. Thực sự ai cúng không cúng thôi à. Bây giờ mình biết trong mạng mình không có, mình đi xin mình kêu gọi cũng không có. Người hiểu đạo lý nhân quả này rồi họ sống an vui. Còn trong mạng không có là đi xin gì đi nữa rồi cũng không có. Người ta cho một lần là thôi người ta cũng bye bye mình luôn. Mà hèn lắm. Mấy người mà họ không nương vào cái sức của họ làm việc, họ không tin vào nhân quả, họ cứ đi xin đồ này xin đồ nọ, kêu đồ kia, cái người này họ làm cùng tử. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là viên ngọc quý, là kho tàng phước báu, là công đức mà của Đức Phật A Di Đà dồn chứa trong đó. Cứ niệm đi, niệm lâu ngày chạy tháng, coi thử coi cái tâm mình nó mở ra làm sao, cái phước báu nó tới làm sao, coi thử đi. Vậy mà không chịu làm, cứ đi xin đồ này xin đồ nọ. Nên Tổ Ấn Quang nói cái người mà đi xin kêu gọi, người này họ hèn tệ lắm, họ cứ nghèo mãi, làm kẻ cùng tử mãi. Còn cái người mà họ biết ăn nhín nhịn thèm để họ làm phước báu, họ tu tập, họ bố thí, họ phóng sanh, họ cúng dường, không bao lâu đâu, không bao lâu đâu, 3 năm đến 10 năm là bắt đầu là của cải, mặc chắc họ bắt đầu tới rồi. Không thực sự, để ý đi. Cho nên thành ra là thường chúng tôi nói chuyện nó không có cái gì cao xa, chỉ thực tế. Thực tế đó là mình biết bố thí, mình cúng dường, mình tin nhân quả, mình tụng kinh, mình niệm Phật. Dẫu cho mình nghèo, nghèo đi nha, nghèo, nhưng mà cuối cùng sao? Gia đình mình được an vui do có tu tập. Vừa rồi đây cái lá thư đất lẽ là Vu Lan, vừa rồi trong đó chúng tôi kêu thầy Nhật Minh đọc mà cuối cùng là quên đọc. Cái cô này có nghèo mà gia đình rắc rối lộn xộn, có buồn phiền, bắt đầu có nghe đĩa chúng tôi. Cô nghe đĩa xong bắt đầu bà sửa lại, bà ăn, từ ăn bặn bà chuyển sang ăn chay. Ăn chay kỳ quá, ăn chay trường. Mà ông chồng uống rượu về, ông chửi, ông la, ông làm lộn xộn gia đình. Con cái thì nó coi như là nó ngổ nghịch. Bây giờ nói không được nữa. Chẳng lẽ lý gì? Thôi bắt đầu tu. Bắt đầu bà ăn chay. Ăn chay ông không cho ăn, ông chửi. Lén ăn chay tụng kinh niệm Phật, tội nghiệp lắm. 3 năm nha quý vị, kiên trì 3 năm. Bắt đầu gia đình thay đổi, ông không có đi uống rượu nữa, bắt đầu ông ăn chay, ông đi thu hồ, ông làm thợ hồ á, ông kiếm tiền về, cái gia đình từ từ ổn định lại. Cái là đáng lẽ ngày Vu Lan vừa rồi, đêm mùng 10 á, tháng 7 này có linh quy y nè, và có chuẩn bị không kịp, có kêu để cổ sẽ quy y, nghe đĩa thôi mà họ thực hành, cho nên gia đình họ yên ổn, nhớ đó. Cho nên cái sự tu tập nó có những cái sự mầu nhiệm, nó có sự kết quả như vậy, cho nên đạo Phật mình mới tồn tại đến ngày hôm nay chứ. Nếu mà đạo Phật của mình không chỉ cho người ta tu tập an vui được thì nó đã hủy diệt rồi. Nó có cái hay trong đó đó, nó có cái hay trong đó. Không, quý vị thấy nha, một ngày hôm nay vậy thôi, hai vợ chồng chủ nhà lấy không biết bao nhiêu công đức bỏ vô két. Mà cái két này là không ăn trộm nào, ăn cướp nào lấy được hết trơn. Công đức mà, lo cho người niệm Phật, lo cho người tụng kinh, có một cái mái che ở đây cho người ta về tu tập, đây gọi là công đức. Đây là một cái loại công đức. Mà cái công đức này trộm cướp lấy không được, mình chết mang theo được. Thế gì bữa nay cổ không dám phát tâm, rồi cổ sợ tốn kém, rồi chút nữa nấu cơm nó cũng tốn kém, rồi họ vô ngồi đây họ không thích, họ chỉ cất cái chùa họ để chơi vậy thôi à, không muốn người ta tới tu tập. Thì cái phước này không có bằng. Không có bằng là họ khởi niệm lên để họ cho người khác tu tập. Mà không hiểu làm sao khi chúng tôi ra đây là cúng dường bộ Luận Tạng, là hôm qua chúng tôi về rồi, tự nhiên cổ nói sư phụ à, con muốn sư phụ ở lại ngày nữa, mà con biết chúng tôi không có đi giảng cho nên con không dám mời giảng nữa. Cái mời thỉnh sư phụ lại ở lại một ngày 14 nữa đi, chứ ngày 13 đang chẳng tế, rồi gia đình chúng con muốn thăm sư phụ một chút. Cô chỉ mời vậy thôi. Chúng tôi nói ở lại một ngày không làm gì thì nó cũng buồn quá, thôi để chiều 14 đó mình tổ chức người ta tu đi. Hai vợ chồng hoan hỷ liền. Ngộ ha. Và chúng tôi mới sắp xếp chương trình kéo bao nhiêu người về đây, là cũng là phải nhờ cô Sương, nhờ một số Phật tử kéo về ở đây. Bây giờ mới ngồi nóng, trời ơi nó nóng gì mà nóng. Ở coi Đà Nẵng hôm nay mà mát mát như vậy mà chúng tôi coi như mồ hôi la mấy lít rồi đó. Ở trong Đà Lạt nó đâu nóng như vậy đâu, nhưng mà mình nóng một chút là nó hết đúng không?
mình khổ, mình cực chút nó hết đúng không? Mình mệt chút là nó hết đúng không? Nhưng mà công đức nó còn đó đúng không? Hồi nãy vô cái gì đang ngồi nóng không? Nghe pháp cũng có công đức đúng không? Tụng kinh cũng có công đức đúng không? Niệm Phật cũng có công đức. Công đức này có hết không? Có mất không? Không. Mệt chút nữa hết phải không? Đấy, nó hay là hay chỗ này nè. Nói vậy để ngồi khỏi đi về chứ sợ chạy về hết trơn, nóng quá. Không. Rồi. Giờ lắng nghe nè, giờ lắng nghe nè. Nói tới nói lui, nói xuôi, nói ngược gì cũng không bằng niệm Phật đâu. Giờ niệm Phật giùm đi, coi thử nó làm sao. Giờ niệm Phật làm sao? Đó. Cái máy đây, ai chưa có thì ở trong cuốn sách nó có cái điện thoại 0909747474 đó, nhắn tin thôi. Thầy Nhuận Minh giữ cái số đó. Thầy ơi, con hôm bữa con tới cái chùa, tới cái chỗ cái khu tâm linh Đà Sơn, con chưa có máy. Giờ thầy nhắn cho con xin thầy cái máy hoặc cái bạn bè gì đó, là chúng tôi sẽ gửi bưu điện thẳng trực tiếp ra tới nhà quý vị, hoặc sách kinh gì đó. Ở trong cuốn sách này nó có địa chỉ, có điện thoại hết. Chúng tôi sẽ gửi ra tận nơi, tặng quý vị miễn phí, được chưa? Rồi. Xong rồi mình lấy cái máy này mình mở ra như hồi nãy nhớ. Cứ niệm Phật trong máy, Nam Mô A Di Đà Phật một câu. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật một câu, mình ngồi 15-20 phút gì đó. Chúng tôi hồi sáng tu là vậy đó, khỏe lắm. Rồi ngồi chập mỏi chân được không? Đi vòng vòng trong mấy câu Nam Mô Di Đà Phật sáng ở trong cái nhà nghỉ đó đó, mở ra niệm Phật, trời thích lắm ấy. Nhất là 3-4 giờ mình dậy mình tu là nó thanh tịnh, nó an vui trong người mình, nó mát mẻ, nó dễ chịu. Ngày hôm đó nó không có câu có nhăn nhó, ai chọc cái gì, ai nói mình bực tức cái gì, tự nhiên mình cũng nhịn được. Mà bữa đó không tu dúng bà chằn cho coi, cái chuyện nó không đáng gì hết, vậy mà cũng làm cho nó lớn chuyện lên, là do mình không có tu á, hiểu không? À, vậy mà mình có niệm Phật là tự nhiên người mình nó mát mẻ, rồi người mình nó an vui. Cứ trong máy niệm câu mình niệm câu, chập cái bắt đầu trong máy á, lại niệm một câu cái mình lại như nãy nhớ không? Đó, lại nửa tiếng, một tiếng hết cấp kỳ, niệm thêm Quan Âm Bồ Tát, rồi tụng thần chú Đại Bi 25 biến đó, tổ Ấn Quang đó, là mỗi buổi tối là 25 biến Đại Bi. Có khi là 50 biến, mà thường là tối là 50 biến. Tỏ ra nó ngang hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát mà không dám bỏ Đại Bi. Thần chú Đại Bi của Bồ Tát Thiên Thủ đặc biệt, để ý đi, về tụng đi. Mà nếu mà đọc bằng miệng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi là nó sẽ bị tổn khí, nó mệt. Trong này có cái máy chúng tôi thâu, chúng tôi tụng liên tục không gián đoạn. Mà quý vị mệt là quý vị nghỉ một chút rồi bắt đầu quý vị hít thở niệm tiếp. Cứ sáng 25 biến, chiều 25 biến, công phu không bao giờ thối chuyện, để ý đi. Mấy năm nay là chúng tôi tập rồi, mà thần chú Đại Bi là duy diệu, bệnh gì cũng hết. Đây, thầy Thiện ngồi đây, lớn vậy mà bị cháy rạ, ngọ cháy rạ đầy hết cung minh luôn. Nửa tháng không ai dám gần thầy, nó ngứa suốt đêm ngủ không được, chúng tôi gọi là địa ngục kim châm. Thầy đau khổ cực kỳ mà niệm Phật lại không vô. Nhớ nha, cái sức công phu mình niệm Phật yếu, cái lúc mà mình bệnh hoạn niệm không vô, để ý đây, niệm không vô, cái đau nó chế ngự hoàn toàn. Cái Giác Nhàn mới nói là tổ Ấn Quang ngài nói thần chú Đại Bi linh nghiệm lắm, thầy tụng thử đi, thầy tụng thử đi. Cái ông nghe hết đường rồi, coi như hết đường binh rồi, hết đường nào chạy rồi, niệm Phật cũng không nổi luôn, suốt đêm niệm coi như là đau nửa tháng trời, giống như địa ngục vậy. Mà thì cuối cùng cái là thầy bắt đầu thầy phát tâm thầy tụng, thôi chết thì chết, tụng 200 biến một ngày, mệt, tụng nhiều quá nó mệt đi không nổi luôn. Cái thầy kêu thôi chia ra đi, sáng 54, chiều 54, 108. Hơn một năm nay thầy không dám bỏ chú Đại Bi đó, thầy ngồi đó trong một tuần khô rang hết liền. Công nhận thần chú Đại Bi nó linh diệu. Hồi xưa mà thầy theo hòa thượng Tịnh Không là ngài là bậc coi như thượng căn, chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật thôi, thì thầy không bao giờ tụng thần chú Đại Bi. Mà khi gặp tổ Ấn Quang là nói thần chú Đại Bi, ngài dẫn nhiều câu chuyện là thầy phải tin liền, không còn con đường nào mà không tin nữa hết. Thì cuối cùng là tin thần chú Đại Bi, tụng thần chú Đại Bi, nó giải nghiệp cực kỳ nhanh, vẫn đem công đức thần chú Đại Bi đó hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Ở trong này ai tụng Đại Bi mỗi ngày giơ tay lên coi. Đó, thấy chưa? Le que mấy mạng đó, thấy không? Ít quá. Thử đi, nó không có chướng ngại gì niệm Phật đâu. Chắc chắn nó không có chướng ngại mà. Mỗi buổi sáng thầy là 25 biến, tối là 25 biến, không dám bỏ. Bỏ 25 biến hoặc bỏ 50 biến một cái là qua ngày mai bắt đầu tu y ạch liền, giải đãi luôn. Nghiệp bắt đầu nó chế ngự mình liền, vô không nổi. Để ý đi.
Cho nên thành ra cái người mà họ công phu tốt rồi đó, mà họ có phước báu nữa đó nghe, là họ sung sướng không gì bằng. Họ có phước báu là họ có tiền của, họ muốn làm phước cũng được, họ giúp người nghèo cũng được, họ giúp cho gia đình cũng được, rồi họ làm cái gì cũng được. Có tiền mà làm gì không được, đúng không? Mà nếu mà không có tu là họ làm ác cho coi. Họ làm ác, mở lò sát sanh, rồi bắt đầu mở quán karaoke, bia ôm, rồi mở cái gì đó, câu cá giải trí, toàn là tạo nghiệp xấu ác. Có tiền tạo nghiệp xấu ác. Để ý coi, để ý coi. Trời, hôm qua chúng tôi đi dọc 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 cái bờ biển đó, toàn là hải sản tươi không. Họ nghĩ ăn là bình thường đúng không? Nhưng mà chắc không nói ai, không nói tên cái quán nào, chắc họ không muốn chặn đường, không quýnh mình đâu, chắc không sao đâu ha. Để ý đi, cái người mà có tâm ác rồi họ có tiền, bắt đầu là họ mở những cái chỗ mà họ để họ làm ác cho coi. Gia đình lụng bại hết cho coi. Không phải chúng tôi chì ẻo hoặc là nói xấu họ đâu. Cái nhân quả cực kỳ nguy hiểm. Nhân quả mà xấu ác là cực kỳ nguy hiểm. Mà khi mà họ có phước báu rồi á nghe, họ có tu tập á, lắng nghe nè. Khi có phước báu mà có tu tập rồi, cái bắt đầu họ chiêu cảm cái nghề tốt cho coi. Buôn bán vải nè, rồi họ buôn bán đất nè, rồi họ làm nhà máy xây đá nè, làm cái gì đó không có đụng đến sắc sanh, không có đụng đến cái chuyện tà dâm. Có cái cô đó tự nhiên có tiền khiến lên nên làm cái chỗ bia ôm, cuối cùng kêu mấy cô trẻ trẻ vô làm gái, cuối cùng nó bắt nó nhốt bắt tiều đó. Cái tâm không có tu tập, có tiền cho nên nó khiến ra cái nghề đó đó. Khi gặp chúng tôi khóc bù lu bù loa, ra trại xong rồi bắt đầu ra trại giam xong bắt đầu lên góc hỏi giờ đang làm cái gì, kêu giờ không có bia ôm gì nữa mà karaoke thôi, karaoke cũng chết thôi, đừng có mở gì nữa thôi, giờ lo tu tập rồi đi bán cái quán tạp hóa đi. Mấy người họ đã lún vô cái chuyện ác rồi, họ kêu họ làm việc thiện cực kỳ khó, bởi vì không có tu, không có tu mà kêu họ làm việc thiện khó. Cái điều này chúng tôi nói chung chung thôi chứ không có nói chạm đến cái tên tuổi của ai, đúng không ạ? Cho nên mình cũng không mắc lỗi gì, nhưng mà hôm nay quý vị có mặt ở đây đó, mình coi lại coi, cái người mà không có tu tập, tức là không biết niệm Phật nè, không biết tụng kinh nè, không biết trì chú nè, không biết niệm Quan Âm nè, không biết lễ Phật nè, có tiền tạo nghiệp xấu ác như tin bắn, nhanh cực kỳ. Mà khi mà họ có tu tập rồi, tự nhiên họ có tiền, cái họ khiến họ làm những cái việc thiện, cái nghề họ cũng thiện cho coi, để ý coi. Cho nên thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình này thôi, cái phước báu ngày quá lớn, cho nên thành ra nhất sanh bổ xứ, một đời thành Phật, con ông vua đúng không, con vua Tịnh Phạn phải không? Thế mà bỏ hết, bỏ hết, biết là của cải chết mang theo không được, cũng sẽ bị mất cho coi. Cuối cùng ngài đi tu, đúng không? Ngài đi tu. Cái tài sản của ngài là gì? Là trí tuệ, là từ bi, là hỷ xả, là vô ngã, là vị tha. Đó, cái tài sản của ngài đó. Mà nhờ có cái trí tuệ cho nên thành ra ngài nói pháp ra, mà cái giáo pháp từ gần 3.000 năm nay bây giờ vẫn còn, đúng không? Nó còn đến 9.000 năm sau nữa, kinh khủng không? Rồi cái lòng từ bi của ngài mà khắp thế giới nhân loại đều kính ngưỡng ngài, trí tuệ từ bi của ngài, phước báu của ngài, công đức của ngài, đó là những cái tài sản ở trong thể tánh của mình đó. Còn vật chất thực ra cõi dục giới này mình xài, cho lên cõi sắc giới là không có xài rồi. Bởi vì họ tưởng ăn là có ăn, tưởng mặc là có mặc, tưởng nhà là có nhà, thì họ xài vật chất để làm gì? Ở cõi Tây Phương Cực Lạc, họ tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất thì lấy tiền để làm gì? Vàng họ lót đường để cho mình đi thì vàng để tranh giành làm gì? Bước lên cực lạc, bước lên cõi trời sắc giới vô sắc giới là tiền bạc là vứt đi, không xài, không xài. Mà cái người mà đắm đuối về cái tiền bạc của cải vật chất ở đây á, thì họ cứ ở dục giới này hoài, sanh làm người, làm người, làm người hoài, chứ không lên trời sắc giới, học vô sắc giới, không lên cõi trời được. Cái tâm của họ nó nặng nề quá đi, nó chấp nhất quá, cho nên họ cứ làm người, làm người. Và làm người khoảng hai đời là họ giỏi, cho Ấn Tổ nó đời thứ ba là họ phải làm súc sanh rồi. Đời thứ ba là họ làm súc sanh rồi, không làm người nổi, bởi vì họ bị đắm chìm trong đó nặng quá. Cho nên thành cái phước họ tổn, cho nên thành ra là họ phải làm loài súc sanh rồi, họ vô địa ngục rồi, hiểu không? Cho nên hôm nay quý vị về đây tụng kinh với quý thầy, niệm Phật, gia đình hương linh của quý vị ở dưới địa ngục á, nghe tiếng niệm Phật quý vị họ siêu thoát. Cái mùa này là cái mùa cứu đảo quyền, là mở trói những người treo ngược mà. Vô lao bồn tức là cứu đảo quyền, là mở trói những người treo ngược. Mà quý vị về đây tụng câu giải Phật hiệu, tụng thời kinh Di Đà, bảy biến đại bi không? Niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tưởng chừng đơn giản vậy không? Phật cùng Phật khen ngợi đó. Kinh A Di Đà là kinh nhất thiết chư Phật gia trì, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Cho nên Tổ Ấn Quang khi mà ngài gặp được bộ kinh A Di Đà, bắt đầu ngài tung vô đó một cái là y báo là cảnh giới cực lạc xuất hiện. Ghê chưa?
chánh báo là Đức Phật A Di Đà xuất hiện. Mình chê kinh A Di Đà là kinh để dành cho cầu siêu ha, kinh đó là hàng thấp kém đúng không? Kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Đại Bổ Tích mới là cao siêu đúng không? Không phải đâu. Tâm mình mà thanh tịnh nhập vào cảnh giới kinh A Di Đà là chánh báo là Phật A Di Đà xuất hiện. Ghê chưa? Y báo là cảnh giới cực lạc xuất hiện, là người này hả? Họ thâm nhập vào cảnh giới rồi. Không phải dễ đâu. Mình tụng lất lất chơi chơi, tâm không thành kính, cho nên mình ra tụng qua loa chả thấy cái gì xuất hiện đúng không? Do nghiệp mình sâu dày, cho nên ra mình không có đạt được cảnh giới. Rồi mình chê kinh nó là thấp. Không thấp đâu. À, về tụng đi, tụng thời gian phổ môn rồi coi mình cảm được cái thần lực Bồ Tát Quan Âm như thế nào chứ. Tụng kinh Di Đà rồi mình cảm đến cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, gọi là vô tác nguyện lực bất khả tư nghì. Tụng đi, tụng thứ khó. Chứ để cái đau khổ này nó cứ đau khổ hoài, nó dằn vặt rồi gia đình cứ lộn xộn, rồi cứ làm kẻ cùng tử, rồi suy nghĩ sằng bậy, rồi suy nghĩ gì đó, danh tị hơn thua phải trái đúng sai để làm cái gì hả? Rồi làm kẻ phàm phu chứ được cái gì đâu. Vậy mà tụng kinh một thời gian cái tự nhiên cái tư tưởng mình đã khác, muốn lợi ích chúng sanh, thương người, người ta chửi mình cũng thương họ, rồi từ từ nó trở thành một người siêu quần bạc tỷ cho coi, phước báu tới cho coi, một người hơn người cho coi. Làm được không? Nãy giờ nói nhiều quá không biết làm được hay không à. Nói ít vậy thôi, nói đơn giản vậy thôi, không có gì cao xa hết trơn á. Vậy mà tỏ qua ngày tu ngày thành tỏ á nha. Thành tỏ á, thành tỏ ngày tu thì sao? Chỉ tụng kinh A Di Đà, niệm Phật A Di Đà, mỗi buổi tối trì 25 biến đại bi, hoặc 50 hoặc 75, không bỏ nha, không bỏ. Còn mình là thay đổi hoài. Buổi tối cái mời đi chơi, đi ăn ghẹ ăn cua, cái đi chơi cái quên tụng kinh trì chú cũng quên luôn, kêu thôi để ngày mai, rồi ngày mai đến Tết dân tộc cũng chưa tụng luôn. Đó, thấy chưa? Mình là cái kiểu mình là phàm phu nó vậy, cho nên làm phàm phu hoài. Thay đổi hoài. Thay đổi là cái tâm vọng tưởng nó thay đổi. Mới coi chiếc xe đó cái thích, cái vài bữa đã chán. Mới cưới vợ về cái vài bữa chán. Con người mình là con người thay đổi, con người là con người thối chuyển. Có lại đi. Mà cái người mà họ đi vào trong thể tánh họ rồi là họ cái làm cái việc gì nó cũng nhức như hết trơn. Giờ giấc rồi là ăn uống rồi sinh hoạt rồi thể dục, rồi họ tu tập rồi. Cái tâm họ bắt đầu đi vô thể tánh là bắt đầu là nó từ từ nó đi vô trong đó, nó không thay đổi. Họ có người không thay đổi cái tánh mà diệu dụng của thể tánh nó là nhất như. Còn là cái vọng tâm của cái thể tánh á, cái vọng tâm nó là sống của nước á, tức là cái bóng của cái hình á, là nó vọng tâm nó thay đổi hoài. Hiểu không? Đó là con người phàm phu của mình. Còn cái người họ nhất như là họ rất độc trường kiên định. Mà cái người muốn nhất như đó là họ phải công phu từ từ nó mới thâm nhập vào trong thể tánh của họ, họ mới xuất hiện được cái tâm nhất như đó. Chứ không là họ cứ phiền não rồi bị cái tâm sân hận, cái tâm ái dục, cái tâm tham ăn, tham ngủ nó cứ hành họ hoài. Họ ở trong đó họ khổ đau vô cùng. Họ không có tu tập mà. Hiểu không? À, nghe vậy đủ rồi chứ nói nhiều nó mệt quá. Con nhỏ bữa nay bắt đầu sức khỏe đã xuống rồi. Vừa lễ Vu Lan trong đó xong, hơn 3.000 người trong đó họ bu kính hết trơn, họ niệm Phật một đêm. Giảng xong tổ chức cho họ xong là nó quá mệt luôn. Ra ngoài đây xong cái bữa ngồi chay tăng mà ngồi không muốn nổi, nó quá mệt. Đúng ra mà cái buổi lễ trong đó xong là phải nghỉ một tuần đến nửa tháng nó mới lại cái sức được. Bởi vì tổ chức nó hao cái tinh thần dữ lắm. Đó. Thì hôm nay ra đó thì cái việc mà chúng tôi gặp quý vị là thấy quý vị ở xa xôi. Cái đoàn của cô Nga, cô Phương từ Hà Nội, cô đi ra Huế xong cũng vô trong này gặp chúng tôi. Thì thực sự cái đây là một cái nhân duyên là bao nhiêu năm cũng nghe Pháp chúng tôi rồi. Mà hôm nay thì chúng tôi ra tổ chức cho quý vị tu là chính. Nhưng mà giờ đây đến tu không mà về, tức là mình có thực hành mà không hiểu cái đạo lý á, có sự không mà không có lý, đôi khi về quý vị sẽ không hành trì được. Thì chúng tôi cũng có vài lời để mà chia sẻ, nhắc nhở, sách tấn cho quý vị tu tập được. Về nhà mình cố gắng mình tu tập cho cái gia đình mình nó yên vui. Lỡ mà ông chồng uống rượu, ông quậy phá vậy thôi, đừng đụng chạm, đừng có gây oán thù với ổng nữa. Lúc này giữa mình với ổng là có một cái oan gia để mà nó trả nợ với nhau, nó báo oán với nhau. Thôi đừng có gây nợ nữa, cứ im lặng, làm kẻ ngu, kẻ khờ, xin lỗi họ đi. Thấy không? Rồi bắt đầu mình cố gắng cái mình niệm Phật, mình hồi hướng cho ổng 1 năm, 2 năm, 3 năm. Cùng lắm ổng chết ổng cũng phải chuyển thôi. Chết thôi chứ làm gì nữa không chuyển. Thôi nhịn đi. Nhịn này, nghe nè, nghe anh Tổ nói nè. Cái câu này hay nè, đáng lẽ ngưng rồi mà nghe nè. Nghe nè.
Nếu mình nhìn như vậy là người ta đánh mình, người ta chửi mình, người ta giết mình thì mình làm sao? Nghe nè, ông Tổ nói nè, nếu là người đó Bồ Tát, họ thấy ngũ uẩn này dai không, giết họ như ngày một kiền liên á, giết họ họ vẫn an vui, tâm họ an vui, để cho giết cái xác thân này họ đã chứng được thể tánh thanh tịnh, nó là giả, họ chấp nhận hoan hỷ, muốn giết, muốn đánh, muốn chửi, muốn bầm chặt gì như ngày một kiền liên hoan hỷ, họ muốn làm gì làm. Đó là họ chứng nhất như pháp tánh thanh tịnh, thân tâm nhất như, cho nên thành ra không thấy đau khổ nữa, không sợ chết nữa. Thân này giống như giả, giống như cái áo cởi ra vứt đi bằng áo khác vô, bỏ cái xác này đi lấy cái xác khác. Đó là Bồ Tát chứng, chứng nhập được thể tánh thanh tịnh là Bồ Tát hiện thân để mà độ sanh, họ làm được. Còn phàm phu mình sao? Lắng nghe nè, phàm phu mình thì sao? Họ chửi mình, chưa giết mình, mình còn nhịn được thì mình phải nhịn. Họ đánh mình để mà giết mình thì mình tìm cách gì đó để mình phải khéo léo, để mà mình phải khống chế, không khống chế thì mình phải làm sao để nó giữ được cái mạng mình, để tiếp tục mình tu, bởi vì mình chưa chứng thánh, mình chưa chứng Bồ Tát, mà tâm mình phải như là Bồ Tát. Ô, cái chỗ này siêu xuất, chỗ này nó sâu sắc. Bây giờ về cái ông chồng ông chửi mình phải không, chưa đến nỗi vẫn chịu đựng. Ông đánh mình phải không, nhẹ nhẹ mình còn chịu đựng được thì mình vẫn chịu đựng. Ông đánh mạnh để mà mình chết thì mình phải chạy, hoặc mình tìm cách gì mình tránh né đi. Đó là phương tiện của phàm phu để giữ cái thân này mình tu. Nhưng tâm phải như là Bồ Tát, phải thương họ. Bởi vì mình đời trước á, là mình gây cho họ khổ, bây giờ họ phải gây lại cho mình khổ. Không khởi một tâm oán thù, tâm như Bồ Tát. Hay phải không? Hay phải không? Còn thân mình đó, thân mình á, phải tùy nghi uyển chuyển. Nếu họ đánh nhẹ chưa đến nổi á thì thôi cố gắng gục đó cho họ đánh đi, mà thấy đánh mạnh qua chạy đi, sao nó chết làm sao? Mình chưa chứng thánh, mình chưa chứng quả, nó chết rồi sao mình đâu có thân nữa mình tu, đúng không? Thì tỏ quan nó phải khéo léo để uyển chuyển, một là tránh né, hai là mình dùng cái cách gì đó mình xin lỗi, nhờ người ngăn chặn, nhưng tâm không được phép oán thù. Ghê không? Sâu sắc của tỏ quan trả lời cho một cái ông đó. À vậy bữa nay chồng về quýnh chửi mình biết cách rồi đúng không? Biết thì biết, cái nỗi khùng lên thì cũng chưa chắc gì tha ông đâu. Không có công phu, không có niệm Phật, không có tình thương, không có lòng từ bi, đúng không? Cho nên thành ra là lời qua tiếng lại, cái oan gia, cái dây dưa hoài, đời sau chết làm con cháu gặp nhau tiếp. Ghê chưa? Cái nhân quả nó kinh lắm. Không à? À. Trời, 4:30 rồi ta, nhanh dữ hả? À, nãy giờ nghe 1 tiếng rồi đó ha. Bây giờ trong này có ai thắc mắc gì không, hỏi vậy chứ nãy giờ nói nhiều quá không biết có trúng ai không nữa. Có thắc mắc gì không? Đây có người viết câu hỏi nè, có ai viết câu hỏi đưa lên thì trả lời nha. Nam Mô A Di Đà Phật, bạch sư phụ. Nay có cụ bà 94 tuổi, năm ngoái có lên chùa sư phụ, bà ăn chay hơn 40 năm. Nay bà đang có mặt tại đây, xin sư phụ cho bà lên gặp sư phụ. Đâu bà đâu? 94 tuổi đâu? Biết lý do gì bà sống 94 tuổi không? Có lý do. Có lý do là ăn chay 40 năm. Hả mà? Ở trong này ai ăn chay trường nữa giơ tay lên coi. Mấy người kia không giơ tay ăn gì? Biết rồi. Khỏi hỏi, biết rồi. Biết rồi. Không? Ăn mặn đi, ăn mặn đi rồi sẽ thấy. Cái thịt con cá, con gà, con vịt, con heo, con thú, bất cứ con gì nó có độc tố trong đó. Nó bệnh, nó chết, người ta giết nó, có độc tố trong đó. Tổ ông Quang nói có độc tố trong đó. Ăn vô rồi thân thể mình bệnh hoạn, rồi còn trả cái nghiệp báo nữa, đó là sát sanh đó. Hiểu không? À, sẵn cái cô bà cụ 94 tuổi, sẵn mời bà chủ lên nhìn bà chủ giám đốc công ty một chút nè nha. Rồi, trời ơi, hai vợ chồng vô tới ở trong Đà Lạt để thỉnh chúng tôi ra đây. Cho nên thành ra thôi, đợt này ra một lần thôi, không biết khi nào ra nữa nha. Rồi, cụ lên đây. Cô Sương lên trên này luôn. Mấy người ngồi nắng á, chánh có cô mặc áo trắng, cô xích lên đây đi cô, nó nắng á cô. Ăn chay 40 năm, 94 tuổi, cho một chàng pháo tay lớn đi. Vỗ tay rồi về ăn chay không phải vỗ tay không đó, nghe chưa?
Trời, hồi nãy có 3-4 người ngồi trước mặt nè, từ ở trong đó mình lội ra đây 100 cây số. Ở trong cái gì á? Tông Giang. Trời ơi, đây 100 cây số. Trời ơi. Rồi. Đây, rồi lắng nghe nè. Hôm qua chúng tôi ghé vô nhà thăm bà. Lúc nào cũng cười. Bà cười, bà hoan hỷ dữ lắm. Mà đâu có biết bà ăn chay 40 năm đâu. Hôm nay nghe cô Sương nói là bây giờ mới biết ăn chay 40 năm. Bà niệm Phật rất là tốt, cho nên cái người có duyên ăn chay, có duyên tưởng Phật là sống dai vô cùng, đúng không? Rõ ràng. Đó, thấy chưa? Hôm nay là bằng chứng không? Chứ không phải là chúng tôi nói ăn chay là sống thọ, đúng không? Bằng chứng rõ ràng. Ở trong chùa có một bà cụ nữa đó, 108 tuổi. Dễ sợ. Người nhỏ ốm tông không? Ốm teo vậy. Ăn chay 50-60 năm nay rồi. Đầu óc tỉnh queo luôn. Đầu óc rất tỉnh táo, sáng suốt, không một chút mê lẫn. Thấy hay không? Thấy ăn chay hay không? Đó. Cho nên tổ ông Quang nói mình lấy tiền mà mình đi phóng sanh á, nhiều lúc mình không có thời gian, mình bỏ tiền mình tiếc, thì khuyên họ ăn chay vẫn hay hơn là khuyên họ phóng sanh. Những người có căn lành sâu dày lắm họ mới dám bỏ tiền ra phóng sanh. Những người này căn lành phải là thiện căn rất lắc là sâu dày, cho nên họ mới dám bỏ tiền túi mồ hôi nước mắt của họ ra để phát tâm phóng sanh. Vừa rồi chúng tôi đi xuống miền Tây, có cái cô đó ở Indonesia, bà có hiếu, mà thương mấy người có hiếu mà là họ thích phóng sanh, là họ giàu, họ đưa vô thí. Cô này cũng quá trời giàu, có ông chồng người Indo, về phát tâm 350 triệu, 15 tấn cá, chúng tôi thả 4 tiếng đồng hồ. Trời ơi. Thì tổ quan nói là tìm cái người mà có căn lành họ dám bỏ tiền đây nè. Nếu mà họ bỏ tiền ra họ làm được điều này thì người này rất căn lành. Chứ không thì họ bỏ tiền tỷ không mua đất chứ dễ gì mà không mua cá thả mà cho mất. Họ kêu mất tiền đi, mua đất là còn. Còn cái gì ạ? Còn cục đất á. Còn cục đất. Coi chừng mất. Của năm nhà mà, không sanh công đức không mất. Để ý coi. Cho nên chùa chúng tôi cứ mỗi chủ nhật là 20 triệu. Một tháng là hội chết luôn là 80 triệu. Hồi xưa không có tiền là mỗi chủ nhật có 500 ngàn. Bắt đầu mở pháp hội 2007 có 500 ngàn. Thế mà nhờ công đức phóng sanh từ từ mà bây giờ cái chùa nó hưng thịnh. Lẽ lượt lúc nào cũng là ngàn nghẹt. Bây giờ là hàng ngày đều là 500 người. Họ ở xung quanh đó họ vô chùa. Hôm nay 300 nè. Mà 500 người mỗi ngày đều đặn như vậy họ về họ tu. Có phải nhờ công đức phóng sanh mà con cái cháu chắc hiếu thảo đại nhà. Chùa có phóng sanh là Phật tử ngoan, Phật tử tốt về đầy chùa. 10 công đức phóng sanh nói mà. Hiểu không? Nhưng mà cái căn lành cái người mà họ không phóng sanh nhưng họ ăn chay dễ khuyên hơn là bỏ tiền túi phóng sanh. Mà trong này mà khuyên ăn chay không được nữa thì thôi bỏ tay .com.vn luôn, biết làm gì nữa. Thua luôn rồi đó. Hiểu không? Căn lành mình quá kém. Đến bây giờ mà còn ăn thịt chúng sanh. Mà khi mà con thú đó người ta giết nó bị đổ máu á, thì tổ quan nói là bằng với làm cho Phật xuất hiện. Ghê chưa? Ghê chưa? Bây giờ con thú này hiện tại nó không phải là Phật, mà tương lai nó sẽ là Phật. Ghê chưa? Mà hiện tại làm cho nó xuất huyết mà mình không giết trực tiếp, mà mình gián tiếp đem tiền đi thuê cho người ta giết, thì đây là làm cho Phật tương lai là con thú đã xuất huyết á, là tội này lớn. Trong ngũ nghịch trọng tội chứ không phải đơn giản đâu nha. Mồi cho kỹ ra là như vậy, chứ không phải là ăn miếng thịt là bình thường đâu. Nghe như vậy mà dám còn về ăn là quý vị gan cùng mình. Gan cùng mình. Đó. Bà chủ nè, nhìn nó tướng vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Đó, Đức Minh tay trái chúng tôi nhìn xuống nè, thấy bà chủ chưa? Đơn giản vậy thôi. Lo cho bản thân mình mà đơn giản lắm. Không có xe xua lè lẹt, không có phóng son, phóng xón, à xón phóng. Son phóng chứ không phải phóng son. Cho nên đơn giản lắm. Vậy mà nội tâm phong phú, thích làm trai đàn, thích làm trai tăng. Mà chúng tôi nhiều đó, nhiều lúc chúng tôi thật sự mà nói là cái phước báu mà làm như cổ, nhiều lúc có thỉnh như tặng đông, như hôm qua có cúng cả tỷ mình cũng không đủ khả năng làm. Lâu lâu có Phật tử với mình phối hợp mình làm, cái phước báu họ có. Không phải hôm nay là chúng tôi nịnh đâu, chúng tôi khen đâu, mà cũng đáng khen lắm chứ. Cho nên thành ra thì thật sự là nhờ cô Sương.
Và chúng tôi đi ra đây, cái cô Sương cô dắt đến cổ thăm cái cô hai vợ chồng quý quá, vô Đà Lạt mời chúng tôi ra đây. Hôm bữa chúng tôi nói chơi chơi đâu mà đâu có nghĩ là ra một cái buổi niệm Phật như vậy. Chúng tôi kêu không biết khi nào đủ duyên ra cái chùa, nói cái chùa vậy chứ gọi rằng là khu tâm linh Đà Sơn, tổ chức cho Phật tử niệm Phật, chứ cái chùa của mình mà không niệm Phật nó buồn lắm. Cậu nói thì có quý thầy đến thì con hoan hỷ thôi, chứ mà không có làm sao con làm được, con chỉ say thôi chứ con quyến rũ các Phật tử về cũng không đủ khả năng. Nói chơi chơi vậy thôi mà bữa nay thành sự thật ông ơi. Ngộ ha. Tâm tưởng là sự thành mà. Đó. Tâm tưởng muốn cho người ta niệm Phật ở đó, cái tự nhiên hôm nay nó hội tụ. Tâm tưởng ác thì tự nhiên cái điều ác nó tới. Tâm tưởng phóng sanh, phóng sanh nó tới. Tâm tưởng gì là nó thành cái đó, gọi là tâm tưởng sự thành. Tâm tưởng nhớ Phật niệm Phật là sẽ về cái Tây Phương Cực Lạc. Hiểu không? Đó. Hôm bữa mới nói chơi chơi, cuối cùng cái ra phát tâm phó cúng dường bộ luận tạng cho quý hòa thượng, cái tự nhiên sực ra nhớ cái ý niệm hôm trước muốn niệm Phật, cái tự nhiên cả gia đình vợ chồng phát tâm lên, đúng không? Rồi bữa nay có cái buổi niệm Phật ngồi nói chuyện, cái phước báu rất thù thắng. Hôm nay thì thực sự chúng tôi cũng không có nói nhiều, chỉ niệm Phật với quý vị là chính, nhưng mà thấy quý vị cũng mới về niệm Phật xong về nó quên, không ai nhắc nhở là nó quên, cho nên hôm nay nhắc nhở hơi nhiều một chút, được không? Cộng lại với các vị ở Hà Nội, mỗi lần nghe chúng tôi đến đâu là họ đi đến đó để họ nghe, họ tu tập, họ về họ an vui quá chừng luôn, họ an vui không? Rồi bây giờ đây thì có thầy Minh, thầy đọc một cái đoạn văn sao của tổ sư Ấn Quang, ngồi lắng nghe nha, lắng nghe nha. Bây giờ mọi người xuống được rồi đó, đứng mỗi chân. Ở trong này tổ sư Ấn Quang ngài có khuyên mình nên tu tại gia. Tổ Ấn Quang có cái hay chỗ này: mình không đủ xuất gia, không đủ khả năng, coi chừng vô cái rồi mình khổ đau, mình làm ảnh hưởng đến đạo pháp. Cho nên thành ra ngài khuyên mình tu tại gia và tại gia hoằng pháp. Nha, lắng nghe. Cái thi kệ này nó cực kỳ hay luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc thi kệ tốt yếu của tổ sư Ấn Quang, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể hội chúng trong buổi chiều ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thi kệ tốt yếu của tổ sư Ấn Quang khuyên nên tại gia hoằng pháp. Học Phật là để khôi phục bản tâm, không phân biệt còn tóc hay cạo tóc. Với cư sĩ, nhà chính là trường học, pháp quyến không ngoài cha mẹ vợ con. Tự tu hành, khuyên nhủ bạn đồng môn, cùng quy hướng trì danh cầu cực lạc. Khuyên cha mẹ tu hành là con đại hiếu, biết lạc về đâu khi cha mẹ mất thân. Xưa vua Đại Vũ là bậc thánh nhân, vẫn không thể cứu chi cha đầu thai làm thú. Với người chung quanh lòng hằng khuyên nhủ, một người cầu vãng sanh tức thêm một Phật viên thành. Đây mới chính là ý nghĩa độ sanh. Tâm hằng tư lự lo chúng sanh không tin nhận, bỏ mất cơ hội đời đời không thấy Phật. Đức từ bi thể hiện tại nơi đây, hằng nhắc nhở người hết dạ tu trì, nhớ nỗi khổ luân hồi trong sáu ngã. Người thế gian dễ theo đời xa đọa, khi biết tu hành lại cầu phước báo nhân thiên, cầu thần thông, cầu tuổi thọ thần tiên, không biết nguyện được sanh về lạc quốc. Chữ hiếu của thế gian thường theo cành bỏ gốc, dạy chăm lo cung cấp vật cần dùng, dạy quạt hè ấm lạnh lúc trời đông, dạy thành đạt làm rạng danh tiên tổ. Sợ mất giống nên gả chồng dựng vợ, sợ lúc qua đời không có kẻ khói hương, sợ mất bàn thờ mà chẳng sợ lỡ mất Tây Phương. Dù chu đáo nhưng vẫn là thế sự, đối với giải thoát không mảy may ít lời. Dù được xem là hiếu tử tiến lưu đời, cũng chỉ là câu khen ngợi nhất thời,
sao sánh được với tấm lòng từ mẫn. Đạo hiếu xuất thế gian lìa tâm vương vấn, vượt thế tình lo sanh tử của mẹ cha. Khuyên cầu Tây Phương như dục mẹ về nhà, khuyên tìm bổn tánh như tìm gia tài chôn kính. Kinh Địa Tạng nói về kẻ ngu si hiếu kính, lúc cha mẹ lâm chung lại giết hại heo gà, mang lên bàn thờ như kết chặt mối oan gia, khiến cha mẹ càng khó khăn siêu độ. Người đại hiếu vẹn hai đường lớn nhỏ, cả thế gian và cả xuất thế gian, thường chăm nom nhưng khéo léo khuyên can, dùng thân chính mình nếu gương đạo hành, khuyên niệm Phật ăn chay cầu sanh cõi tình, không tạo thêm tội thì đới nghiệp vãng sanh. Chính phẩm sen vàng an trú tánh linh, nơi đất Phật sẽ viên thành quả Phật. Nếu cha mẹ đã bỏ thân ngày ngày truy tiến, luôn tu hành mong hồi hướng Tây Thiên. Nếu chưa vãng sanh thì sẽ được vãng sanh, nếu đã vãng sanh nâng cao phẩm vị. Được như vậy tức làm bốn lời nguyện thề, cũng hoàn thành pháp tự lợi lợi tha. Không những là báo đáp hiếu mẹ cha, mà công đức chính mình thêm thù thắng. Đó là kẻ biết dùng thân thuyết pháp, lục đạo chúng sanh là quyến thuộc lâu xa. Độ chúng sanh tức trả hiếu mẹ cha, nên Phật dạy hiếu thuận là chí đạo. Nên phải biết một chữ hiếu trả cho tứ sanh lục đạo, trong luân hồi đã thay mặt đổi tên. Gặp lại nhau chẳng biết để đáp bền, việc nhỏ nhất là trường chay không giết hại. Với người không tin chẳng nên tranh cãi, làm hết phận mình theo thuyết chính danh. Không nên ép người niệm Phật vãng sanh, chẳng khác kẻ đè đầu bò cho gặm cỏ. Thời nay pháp nhược ma cường, người tại gia nên hỗ trợ, chuyên trì ngũ giới niệm Phật Di Đà, tự mình tu hành khuyên nhủ gần xa. Phải biết rằng đó là việc chung của tứ chúng, thân tâm đoan chánh người người vâng phục, không khiến sai mà người tự y theo. Như gió thổi qua cỏ nếp thuận chiều, giữa phố thị nói làm theo chánh kiến. Nên ấn quan tôi viết câu đối liễn, đường tắt Tây Phương nếu chẳng biết dùng, pháp Phật trong chính cõi đâu là chỗ viên dung. Bỏ pháp tịnh độ, Phật mười phương không độ khắp, khuyên nên ở nơi trần thế học đạo. Hàng cư sĩ có trăm điều lo tính, cha mẹ vợ con công sở cửa nhà, nên tùy phận mình mà tu tập tại gia. Chẳng thể bỏ tất cả ngồi yên mong nhập định, cho nên niệm Phật là pháp môn cứu cánh. Khẩu niệm hay tâm niệm cả mọi thời, lúc đến đi khi ngủ nghỉ đứng ngồi, tâm luôn giữ lấy một câu Phật hiệu. Muốn học pháp xuất thế, thân không cần xuất thế, sống giữa chợ đời nương pháp Phật chuyên cần. Đi đứng nằm ngồi, nói nín uống ăn, nhất cử nhất động đều thuận theo Phật trí. Được như vậy một niệm gồm thu 3000 cảnh giới, huống chi là việc đoạn hoặc chứng chân. Liễu thoát tử sanh ngự cõi liên bang, xưa cũng vậy mà ngày nay cũng vậy. Có khác chi di ma bàn cư sĩ, đệ tử Như Lai phải đâu tất cả phải vào chùa. Sống tại gia nhưng việc ác ngăn ngừa, giữ câu Phật hiệu thân tâm hằng kiểm thúc. Ngày cũng như đêm năm canh sáu khắc, giữ chân tâm như giữ tuệ mạng Như Lai. Đến một ngày phát hiện thực tướng không hai, sánh vai bậc xuất gia đâu thua kém, vẫn hơn kẻ cạo đầu nương cửa Phật, chuông mỏ lơ là, kinh kệ qua loa.
yên phận dần già, mặc ngày tháng lại qua, chưa ngộ được đạo, huống chi là chứng đạo. Sống đời tại gia, nhưng biết lấy khổ làm pháp bảo, bổn phận viên toàn, đủ đức hiếu sinh, có tiền tài thì cứu giúp kẻ lên đên, có trí tuệ thì khuyên người nên niệm Phật. Như thuyền xuôi dòng, căng buồm trên sóng nước, chẳng nhọc công lao, liền đến bờ kia. Nếu lạm thông thì thiền tịnh song tu, nhưng phải lấy tịnh môn làm rường cột. Nếu là kẻ trung căn thì không cần thông kinh luận, nhưng luôn ghi lòng việc ác không làm, luôn trì danh hiệu Phật, hướng liên bang, tuy nhàn hạ, nhưng bên trong ngầm thông Phật trí, cẳng cần công phu nghiêng về người chánh tín, được lợi ích thâm sâu hơn kẻ đa văn. Bởi đa văn nên cứ mãi tính toan, dùng tri kiến thế gian mà luận nghị. Nếu biết buông xả trăm lo ngàn nghĩ, sẵn thông minh sẽ triệt ngộ không lầm. Tính hạnh nguyện song hành sẽ vào được bản tâm. Nếu chẳng vậy, tri thức kia chỉ để dành phỏng đoán. Kẻ tham thiền nếu không minh tâm kiến tánh, suy luận nọ kia thì chỉ là mở kiến thức tả tơi. Mang tiếng tham thiền nhưng chỉ là tham chữ chuộng lời, càng nghiêm ngẫm càng xa vào bế tắc. Người diệu ngộ là ngộ ra tánh Phật, nào phải đâu chỉ giải được nghĩa văn chương. Thấy tánh rồi thực chứng mới phi thường, nếu chẳng được vậy phải gia công quán chiếu. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị nghe thấy hay không ạ? Sâu sắc lắm. Nghe cái này phải vài chục lần. Chúng tôi soạn cho thầy Minh đọc, chúng tôi đọc vài chục lần mới thấy được cái áo diệu, vi diệu của cái lời thi kệ Tổ Ấn Quang. Quý vị mở vô trang web Vô Lượng Thọ hoặc lên cái kênh YouTube Thích Giác Nhàn á, thấy thầy nói chuyện xong quý vị niệm Phật cái kiểu như vậy nè, đi kinh hành rồi lễ, nhìn vô trong điện thoại á hoặc trong cái màn hình quý vị niệm Phật 8 giờ, 10 giờ, 12 giờ là hết ca. Còn ai muốn niệm thêm á thì 12 giờ đến 6 giờ sáng niệm hoài như vậy mỗi thứ bảy suốt đêm luôn, không mệt. Càng niệm càng khỏe. Hay đặc biệt cái câu Phật hiệu, ngồi nói chuyện hoặc kình lộn hoặc nói trời ơi đất khởi chập cái nó mệt, nó khó chịu, nhưng mà niệm Phật hoài không mệt. Đúng là có Phật lực gia trì. Nghe Ấn Tổ nè, niệm Phật danh, niệm Phật hiệu như con thơ gọi mẹ. Câu thi kệ hay không? Niệm Phật hiệu như con thơ gọi mẹ, như con thơ gọi cha. Thì bây giờ quý vị, thời gian đến 5 giờ thì chương trình là từ 2 giờ tụng kinh đến 5 giờ là xong. Đó, thì hôm nay trong 3 tiếng đồng hồ, quý vị thấy an vui không ạ? An vui. Có số sách nè, có người có số máy nè, có người có số dây, thằng chú Đại Bi nè, đeo vô ha. Thằng chú Đại Bi đeo vô ngủ rất là yên tâm. Thằng chú này là hộ thân, hộ quốc, hộ tâm ha. Ai thiếu đó thì nhớ gọi điện thoại 0909747474 đó, thì mình sẽ gửi ra tặng cho quý vị. Hôm nay mang ra không có nhiều ha. Thôi hôm nay mình gặp nhau ở đây thì tụng thời kinh niệm Phật với nghe Phật Pháp, xong rồi chút nữa răng rấy cơm. Mỗi người ai ăn 2 hộp vẫn lấy 2 hộp làm 350 lận. Mà trong này 280, 290 gì đó. Cho nên ai ăn muốn 2 hộp thì ăn ha. Thôi giờ gặp nhau vậy thôi chứ giờ làm gì nữa giờ. Được chưa? Rồi. Còn quý vị có đường xa, một số người ở đường xa đó, cho nên thành ra chúng tôi cho nghỉ trong thời gian 3 tiếng đồng hồ là đủ rồi ha. Để ban tổ chức họ dọn dẹp. Thôi giờ quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng ha. 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 Chúng ta đứng dậy. Niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo. Phật là bậc đạo sư của ba cõi, cha lành trong bốn loài. Những người quy hướng tin theo, diệt được tội như cát sông Hằng. Những người xưng niệm được phước vô lượng. Lại nói về Tấn Truyền, người con trai thứ ba của sư tỷ Khoan Kim. Từ khi nhận được sự hung đúc của mẹ, thì tin sâu Phật Pháp, hiểu rõ những điều hay tốt của việc niệm Phật, niệm Bồ Tát.
Cho nên sau khi nhập ngũ huấn luyện, nghiêm thủ quy luật của quân đội, thời gian rảnh liền niệm thánh hiệu A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, thường được nhờ Phật Bồ Tát từ bi gia hộ. Như có lúc đang bơi trong hư không, trên đỉnh đầu từng thấy Bạch Y Đại Sĩ tức Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện, nói ra thật khiến người khó tin. Thời gian thật là nhanh, thời hạn tấn truyền phục dịch 3 năm trong quân đội đã mãn, được về quê. Người thanh niên chịu sự giáo dục huấn luyện tốt trong quân đội, trong lòng không lo nghĩ gì. Hơn nữa đã niệm được hơn 3 năm thánh hiệu, cho nên trở thành một thanh niên thông minh sáng suốt, phước tướng phẩm hạnh đoan chánh. Sau khi về nhà, liền đến nhà máy bột mì cảm ơn ông chủ tịch và hết thảy mọi người, việc mẹ anh được mọi người giúp đỡ trong thời gian 3 năm anh phục dịch trong quân đội. Lúc đó, trong nhà máy, có một nữ viên chức nhìn thấy Tấn Truyền đẹp trai, hiền lành chất phác, nên tình nguyện kết nghĩa tần tấn với anh. Sư tỷ Khoan Kim tiết kiệm tằn tiện trong 3 năm trời, thêm vào đó được tiền thưởng khi nghỉ việc, hết thảy giành được 1 vạn đồng, làm tiền chi phí cưới vợ cho con. Thật là không ngờ lại cưới được một người con dâu hiền thục, con nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo. Không lâu sau đó, hai vợ chồng liền mua mấy căn nhà cũ ở khu Bắc, bắt đầu tự làm ăn. Với sự chăm chỉ chí thú làm ăn của Tấn Truyền, cơ sở ngày một phát triển. 5 năm trước đây đã dỡ bỏ căn nhà cũ, làm lại một căn nhà lầu mới bê tông cốt thép, trên lầu thờ Phật Bồ Tát. Sư tỷ sớm tối càng tu hành lễ bái tinh tấn, hưởng thọ cái vui đoàn viên trong đời. Cứ như thế, mọi người đều nói là nhờ sự che chở của Phật Bồ Tát. Đây cũng chính là phước báo có được sau khi chuyển nghiệp. Cho nên Tổ Quan nói nè, cái người niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú đại bi á, thì cái hoạt tức là tham sân si mạn nghi á, nó tiêu từ từ. Hôm bữa giờ, hồi trước giờ mình không có nghĩ là mình còn tham sân si phải không? Mình nghĩ mình không có tham sân si phải không? Mình nghĩ sai rồi. Mình lầm tưởng rồi. Mà tham sân si mà khi mà nó hết á, phải chứng A-la-hán, phải chứng quả A-la-hán nó mới tiêu. Bản thân chúng tôi cũng chưa có hết, nhưng mà mình lầm bỏng nhẹ, mình khống chế được nó. Mình khống chế được nó là do cái gì? Mình do mình niệm Phật, niệm Quan Âm, coi sách thánh hiền, mình tu tập, thì tự nhiên cái lòng tham đó nó bị đè nén xuống, nó bị khống chế. Rồi cái lòng từ bi thương người thương vật, không muốn ăn thịt chúng sanh nữa, rồi muốn giúp người nghèo, cái tự nhiên nó phát triển lên, đúng không? Là bắt đầu mình sẽ làm phước được, rồi cái phước nó tới. Trên cái gốc vẫn là mình phải có tu tập. Sáng dậy 2-3 giờ, 3-4 giờ vậy đó, đừng có thức trễ lắm. Lắng nghe nè, tụng cái thời kinh Phổ Môn đó, sách vào đó. Chúng tôi y vậy à, sáng hôm nay cũng vậy à, đi đâu cũng vậy đó. À, sáng tụng cái phẩm Phổ Môn xong rồi cái bắt đầu niệm Phật, lễ Phật. Hay lắm nha. Mỗi lần sáng mà mình niệm Phật, mình lễ Phật rồi, có Phật theo gia hộ cho mình, gia trì cho mình, cái ngày hôm đó mình an vui, mình làm cái gì cũng kiết lợi. Để ý đi. Còn bữa nào mà ngủ đến 5 giờ sáng dậy, nhìn cái mặt lừ đừ như con khỉ ăn ớt, nó ra cái gì hết trơn, rồi làm cái gì nó cứ trục trặc, rồi cái tâm bực bội tức tối khởi lên, chiêu cảm toàn bộ những cái chuyện xấu xa tới không. Để ý đi, để ý đi. Lạ lắm ngăn. Cái chuyện mình tu hành nó có những cái kết quả, mình nhìn mình thấy hay lắm. Đó. Bây giờ bao nhiêu người này nghe, cái đoàn ở Hà Nội vô tối nay hoặc ngày mai đi về trên xe không nói rồi, về ở nhà thử coi. Mà lạ lắm ngang, khi mà ở nhà mình có tụng kinh, tự nhiên cái nhà mình ấm cúng lên. Rồi tất cả những oan gia trái chủ, những người mà xấu ác á, mà khúc mặt á, họ bỏ họ đi hết. Có nhiều người người ta không biết, người ta kêu tụng rồi quỷ ma nó tới nó phá nhà. Không phải, nói bậy, nó không phải, không đúng. Lắng nghe nè. Năm 1993, 94 gì đó, chúng tôi ở một cái chùa đó. Cái chùa đó coi như quý vị biết sao, người ta bỏ không luôn, bởi vì hoang tàn, không có nước trên chùa, không ai ở được, quý thầy bỏ không ở được. Có ông thầy đó, ông về tội nghiệp ông, ngày ông tụng pháp hoa, ông tụng kinh này kinh nọ, xong bắt đầu mấy thầy về. Chúng tôi cũng ở cái chùa đăng thời gian luôn, về tụng kinh một thời gian, sau có Phật tử xây một cái hồ thiệt to, bắt đường nước xuống cái hồ đó. Không biết tự nhiên ai họ tới họ thấy, mà những người đó họ làm cái phước đó rất là thù thắng. Họ biết xây cái hồ thiệt to, họ bắt nước từ trên núi xuống, bởi vì trên đó khoan giếng không có nước, họ kéo xuống đó có cái hồ.
có cái hồ nước bắt đầu với thầy tụng kinh, từ từ cái chùa bắt đầu ấm cúng lên, mà cái vùng trong đó là toàn bộ cái tự tử, tự giận chết, uống thuốc sâu không. Mà mấy thầy mà vô cái chùa đó bắt đầu những tháng đầu tiên á, mà mấy thầy mà sáng không tụng kinh á, hương linh kéo quăng xuống giường hết trơn. Vậy mà tụng kinh từ từ thời gian cái bắt đầu cái là các vị ác quỷ á, họ chuyển thành tốt hết, hoặc giả là họ đi nơi khác, rồi cái nơi đó cái bắt đầu nó phồn thịnh lên, cái chùa cái bắt đầu hưng thịnh lên. Từ nơi tụng kinh niệm Phật, để ý đi, cái chùa á, tụng kinh niệm Phật, rồi những người mà giết heo ở gần chùa á, họ nghe tiếng kinh kệ họ cũng thay đổi nghề luôn. Cho nên thành ra cái bộ kinh A Di Đà, rồi kinh Vô Lượng Thọ, rồi kinh Địa Tạng, rồi kinh Kim Cang, cái kinh của Phật có cái sức để chuyển nghiệp. Nó chuyển không những cái nghiệp của mình mà nó chuyển gia đình của mình, rồi nó chuyển thêm những vị oan gia trái chủ trong gia đình mình á, nó chuyển hết. Để ý đi. Cho nên thành ra chùa chúng tôi làm sao, cứ tụng kinh niệm Phật thôi. Vậy mà chủ nhật Phật tử về cúng tháng 500 triệu xài không hết. Lý do gì? Thâm tín A Di Đà Phật, thâm tín về Phật á, là không thiếu thốn. Không thiếu thốn mà không bao giờ chúng tôi xin ai. Thực sự ai cúng không cúng thôi à. Bây giờ mình biết trong mạng mình không có, mình đi xin mình kêu gọi cũng không có. Người hiểu đạo lý nhân quả này rồi họ sống an vui. Còn trong mạng không có là đi xin gì đi nữa rồi cũng không có. Người ta cho một lần là thôi người ta cũng bye bye mình luôn. Mà hèn lắm. Mấy người mà họ không nương vào cái sức của họ làm việc, họ không tin vào nhân quả, họ cứ đi xin đồ này xin đồ nọ, kêu đồ kia, cái người này họ làm cùng tử. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là viên ngọc quý, là kho tàng phước báu, là công đức mà của Đức Phật A Di Đà dồn chứa trong đó. Cứ niệm đi, niệm lâu ngày chài tháng, coi thử coi cái tâm mình nó mở ra làm sao, cái phước báu nó tới làm sao, coi thử đi. Vậy mà không chịu làm, cứ đi xin đồ này xin đồ nọ. Tổ Ấn Quang nói cái người mà đi xin kêu gọi, người này họ hèn tệ lắm, họ cứ nghèo mãi, làm kẻ cùng tử mãi. Còn cái người mà họ biết ăn nhín nhịn thèm để họ làm phước báu, họ tu tập, họ bố thí, họ phóng sanh, họ cúng dường, không bao lâu đâu, không bao lâu đâu, 3 năm đến 10 năm là bắt đầu là của cải vật chất họ bắt đầu đến rồi. Không thực sự, để ý đi. Cho nên thành ra là thường chúng tôi nói chuyện nó không có cái gì cao xa, chỉ thực tế. Thực tế đó là mình biết bố thí, mình cúng dường, mình tin nhân quả, mình tụng kinh, mình niệm Phật. Dẫu cho mình nghèo, nghèo đi nha, nghèo, nhưng mà cuối cùng sao? Gia đình mình được an vui do có tu tập. Vừa rồi đây cái lá thư, đáng lẽ là Vu Lan, vừa rồi trong đó chúng tôi kêu thầy Nhật Minh đọc mà cuối cùng là quên đọc. Cái cô này có nghèo mà gia đình rắc rối lộn xộn, có buồn phiền, bắt đầu có nghe đĩa chúng tôi. Cô nghe đĩa xong bắt đầu bà sửa lại, bà ăn, từ ăn bằng bà chuyển sang ăn chay. Ăn chay kỳ quá, ăn chay trường. Mà ông chồng uống rượu về, ông chửi, ông la, ông làm lộn xộn gia đình. Con cái thì nó coi như là nó ngổ nghịch. Bây giờ nói không được nữa. Chẳng lẽ lý gì? Thôi bắt đầu tu. Bắt đầu bà ăn chay. Ăn chay ông cũng không cho ăn, ông chửi. Lén ăn chay tụng kinh niệm Phật, tội nghiệp lắm. 3 năm không quý vị, kiên trì 3 năm. Bắt đầu gia đình thay đổi, ông không có đi uống rượu nữa, bắt đầu ông ăn chay, ông đi thu hồ, ông làm thợ hồ á, ông kiếm tiền về, cái gia đình từ từ ổn định lại. Cái là đáng lẽ ngày Vu Lan vừa rồi đây mùng 10 á, tháng 7 này có linh quy y nè, và có chuẩn bị không kịp, có kêu để cổ sẽ quy y, nghe đĩa thôi mà họ thực hành, cho nên gia đình họ yên ổn, nhớ đó. Cho nên cái sự tu tập nó có những cái sự mầu nhiệm, nó có sự kết quả như vậy, cho nên đạo Phật mình mới tồn tại đến ngày hôm nay chứ. Nếu mà đạo Phật của mình không chỉ cho người ta tu tập an vui được thì nó đã hủy diệt rồi. Nó có cái hay trong đó đó, nó có cái hay trong đó. Không, quý vị thấy rằng một ngày hôm nay vậy thôi, hai vợ chồng chủ nhà lấy không biết bao nhiêu công đức bỏ vô két. Mà cái két này là không ăn trộm nào, ăn cướp nào lấy được hết trơn. Công đức mà, lo cho người niệm Phật, lo cho người tụng kinh, có một cái mái che ở đây cho người ta về tu tập, đây gọi là công đức. Đây là một cái loại công đức. Mà cái công đức này trộm cướp lấy không được, mình chết mang theo được. Thế gì bữa nay cổ không dám phát tâm, rồi cổ sợ tốn kém, rồi chút nữa nấu cơm nó cũng tốn kém, rồi họ vô ngồi đây họ không thích, họ chỉ có cái chùa họ để chơi vậy thôi à, không muốn người ta tới tu tập. Thì cái phước này không có bằng, không có bằng là họ khởi niệm lên để họ cho người khác tu tập. Mà không hiểu làm sao khi chúng tôi ra đây là cúng dường bộ Luận Tạng là hôm qua chúng tôi về rồi, tự nhiên cổ nói sư phụ à, con muốn sư phụ ở lại ngày nữa, mà con biết chúng tôi không có đi giảng cho nên cũng không dám mời giảng nữa. Tôi mời thỉnh sư phụ lại ở lại một ngày 14 nữa đi, chứ ngày 13 đang chẳng tế, thì gia đình chúng con muốn thăm sư phụ một chút. Cô chỉ mời vậy thôi. Chúng tôi nói ở lại một ngày không làm gì thì nó cũng buồn quá,
thôi để chiều 14 đó mình tổ chức người ta tu đi, hai vợ chồng quan hỷ liền. Ngộ ha. Và chúng tôi mới sắp xếp chương trình kéo bao nhiêu người người về đây là cũng là phải nhờ cô Sương, nhờ một số Phật tử kéo về ở đây. Bây giờ mới ngồi nóng, trời ơi nó nóng gì mà nóng. Ở ngoài Đà Nẵng hôm nay mà mát mát như vậy mà chúng tôi coi như mồ hôi làm mấy lít rồi đó. Ở trong Đà Lạt nó đâu nóng như vậy đâu. Nhưng mà mình nóng một chút là nó hết đúng không? Mình khổ mình cực chút nó hết đúng không? Mình mệt chút là nó hết đúng không? Nhưng mà công đức nó còn đó đúng không? Hồi nãy vô cái gì đang ngồi nóng không? Nghe pháp cũng có công đức đúng không? Tụng kinh cũng có công đức đúng không? Niệm Phật cũng có công đức. Công đức này có hết không? Có mất không? Không. Mệt chút nữa hết phải không? Đấy, nó hay là hay chỗ này nè. Nói vậy để ngồi khỏi đi về chứ sợ chạy về hết trơn nóng quá. Không. Rồi. Giờ lắng nghe nè, giờ lắng nghe nè. Nói tới nói lui nói xuôi nói ngược gì cũng không bằng niệm Phật đâu. Về niệm Phật giùm đi coi thử nó làm sao. Giờ niệm Phật làm sao? Đó. Cái máy đây ai chưa có thì ở trong cuốn sách nó có cái điện thoại 0909747474 đó, nhắn tin thôi. Thầy Nhuận Minh giữ cái số đó. Thầy ơi, con hôm bữa con tới cái chùa tới cái chỗ cái khu tâm linh Đà Sơn, con chưa có máy, giờ thầy nhắn cho con xin thầy cái máy hoặc là bạn bè gì đó, là chúng tôi sẽ gửi bưu điện thẳng trực tiếp ra tới nhà quý vị, hoặc sách kinh gì đó. Ở trong cuốn sách này nó có địa chỉ, có điện thoại hết. Chúng tôi sẽ gửi ra tận nơi, tặng quý vị miễn phí, được chưa? Rồi. Xong rồi mình lấy cái máy này mình mở ra như hồi nãy nhớ. Cứ niệm Phật trong máy, Nam Mô A Di Đà Phật một câu. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật một câu, mình ngồi 15-20 phút gì đó. Chúng tôi hồi sáng tu là vậy đó, khỏe lắm. Rồi ngồi chập mỏi chân được không? Đi vòng vòng trong mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật. Sáng ở trong cái nhà nghỉ đó đó, mở ra niệm Phật. Trời thích lắm ấy. Nhất là 3-4 giờ mình dậy mình tu là nó thanh tịnh, nó an vui. Trong người mình nó mát mẻ, nó dễ chịu. Ngày hôm đó nó không có câu có nhăn nhó. Ai chọc cái gì, ai nói mình bực tức cái gì, tự nhiên mình cũng nhịn được. Mà bữa đó không tu dúng bà chằn cho coi. Cái chuyện nó không đáng gì hết, vậy mà cũng làm cho nó lớn chuyện lên. Là do mình không có tu á, hiểu không? À, vậy mà mình có niệm Phật là tự nhiên người mình nó mát mẻ. Rồi người mình nó an vui. Cứ trong máy niệm câu mình niệm câu. Chập cái bắt đầu trong máy á, lại niệm một câu cái mình lại như nãy nhớ không? Đó, lại nửa tiếng, một tiếng hết cấp kỳ. Niệm thêm Quan Âm Bồ Tát. Rồi tụng thần chú Đại Bi 25 biến đó, tỏ ấn quang đó. Là mỗi buổi tối là 25 biến Đại Bi. Có khi là 50 biến mà thường là tối là 50 biến. Tỏ ra nó ngang hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát mà không dám bỏ Đại Bi. Thần chú Đại Bi của Bồ Tát Thiên Thủ đặc biệt. Để ý đi, về tụng đi. Mà nếu mà mình đọc bằng miệng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi là nó sẽ bị tổn khí, nó mệt. Trong này có cái máy chúng tôi thâu. Chúng tôi tụng liên tục không gián đoạn. Mà quý vị mệt là quý vị nghỉ một chút rồi bắt đầu quý vị hít thở niệm tiếp. Cứ sáng 25 biến, chiều 25 biến, công phu không bao giờ thối chuyện. Để ý đi. Mấy năm nay là chúng tôi tập rồi mà thần chú Đại Bi là duy diệu. Bệnh gì cũng hết. Đây, thầy Thiện ngồi đây. Lớn vậy mà bị cháy rạ. Ngộ, cháy rạ đầy hết cung minh luôn. Nửa tháng không ai dám gần thầy. Nó ngứa, suốt đêm ngủ không được. Chúng tôi gọi là địa ngục kim châm. Thầy đau khổ cực kỳ mà niệm Phật lại không vô. Nhớ nha, cái sức công phu mình niệm Phật yếu. Cái lúc mà mình bệnh hoạn niệm không vô. Để ý đi, niệm không vô. Cái đau nó chế ngự hoàn toàn. Cái Giác Nhàn mới nói là tổ ấn quang người nói thần chú Đại Bi linh nghiệm lắm. Thầy tụng thử đi. Thầy tụng thử đi. Cái ông nghe hết đường rồi, coi như hết đường binh rồi. Hết đường nào chạy rồi, niệm Phật cũng không nổi luôn. Suốt đêm niệm coi như là đau. Nửa tháng trời giống như địa ngục vậy mà. Thì cuối cùng cái là thầy bắt đầu thầy phát tâm thầy tụng. Thôi chết thì chết tung. Tụng 200 biến một ngày mệt. Tụng nhiều quá nó mệt đi không nổi luôn. Cái thầy kêu thôi chia ra đi. Sáng 54, chiều 54, 108. Hơn một năm nay thầy không dám bỏ chú Đại Bi. Đó thầy ngồi đó. Trong một tuần khô rang hết liền. Công nhận thần chú Đại Bi nó linh diệu. Hồi xưa mà thầy theo Hòa Thượng Tịnh Không là ngài là bậc coi như thượng căn, chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật thôi, thì thầy không bao giờ tụng thần chú Đại Bi. Mà khi gặp tổ ấn quang là nói thần chú Đại Bi, ngài dẫn nhiều câu chuyện là thầy phải tin liền. Không còn con đường nào mà không tin nữa hết. Thì cuối cùng là tin thần chú Đại Bi, tụng thần chú Đại Bi, nó giải nghiệp cấp kỳ nhanh. Vẫn đem công đức thần chú Đại Bi đó hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Ở trong này ai tụng Đại Bi mỗi ngày giơ tay lên coi.
Đó thấy chưa, le que mấy mạng đó thấy không? Ít quá. Thử đi, nó không có chướng ngại gì niệm Phật đâu. Chắc chắn nó không có chướng ngại mà. Mỗi buổi sáng thầy là 25 biến, tối là 25 biến, không dám bỏ. Bỏ 25 biến hoặc bỏ 50 biến một cái là qua ngày mai bắt đầu tu y ạch liền, giải đãi luôn. Nghiệp bắt đầu nó chế ngự mình liền, vô không nổi. Để ý đi, để ý đi. Cho nên thành ra cái người mà họ công phu tốt rồi đó, mà họ có phước báu nữa đó ngang, là họ xuống, họ sung sướng không gì bằng. Họ có phước báu là họ có tiền của, họ muốn làm phước cũng được, họ giúp người nghèo cũng được, họ giúp cho gia đình cũng được, rồi họ làm cái gì cũng được. Có tiền mà làm gì không được, đúng không? Mà nếu mà không có tu là họ làm ác cho coi. Họ làm ác, mở lò sắt xanh, rồi bắt đầu mở quán karaoke, bia ôm, rồi mở cái gì đó, câu cá giải trí, toàn là tạo nghiệp xấu ác. Có tiền tạo nghiệp xấu ác. Để ý coi, để ý coi. Trời, hôm qua chúng tôi đi dọc 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 cái bờ biển đó, toàn là hải sản tươi không. Họ nghĩ ăn là bình thường đúng không? Nhưng mà chắc không nói ai, không không nói tên tên cái quán nào, chắc họ không muốn chặn đường, không quýnh mình đâu, chắc không sao đâu ha. Để ý đi. Cái người mà có tâm ác rồi, họ có tiền, bắt đầu là họ mở những cái chỗ mà họ để họ làm ác cho coi. Gia đình lụng bại hết cho coi. Không phải chúng tôi chì ẻo hoặc là nói xấu họ đâu. Cái nhân quả cực kỳ nguy hiểm. Nhân quả mà xấu ác là cực kỳ nguy hiểm. Mà khi mà họ có phước báu rồi á nghe, họ có tu tập á, lắng nghe nè. Khi có phước báu mà có tu tập rồi, cái bắt đầu họ chiêu cảm cái nghề tốt cho coi. À, buôn bán vải nè, rồi họ buôn bán đất nè, rồi họ làm nhà máy xây đá nè, làm cái gì đó không có đụng đến sắc xanh, không có đụng đến cái chuyện tà dâm. Có cái cô đó tự nhiên có tiền khiến lên nên làm cái chỗ bia ôm, cuối cùng kêu mấy cô trẻ trẻ vô làm gái, cuối cùng nó bắt nó nhốt bắt tiều đó. Cái tâm không có tu tập, có tiền cho nên nó khiến ra cái nghề đó đó. Khi gặp chúng tôi khóc bù lu bù loa, ra trại xong rồi bắt đầu ra trại giam xong bắt đầu lên góc hỏi giờ đang làm cái gì, kêu giờ không có bia ôm gì nữa mà karaoke thôi, karaoke cũng chết thôi, đừng có mở gì nữa thôi, giờ lo tu tập rồi đi bán cái quán tạp hóa đi. Mấy người họ đã lún vô cái chuyện ác rồi, họ kêu họ làm việc thiện cực kỳ khó, bởi vì không có tu, không có tu mà kêu họ làm việc thiện khó. Cái điều này chúng tôi nói chung chung thôi chứ không có nói chạm đến cái tên tuổi của ai, đúng không ạ? Cho nên mình cũng không mắc lỗi gì, nhưng mà hôm nay quý vị có mặt ở đây đó, mình coi lại coi cái người mà không có tu tập, tức là không biết niệm Phật nè, không biết tụng kinh nè, không biết trì chú nè, không biết niệm Quan Âm nè, không biết lễ Phật nè, có tiền tạo nghiệp xấu ác như tinh bắn, nhanh cực kỳ. Mà khi mà họ có tu tập rồi, tự nhiên họ có tiền, cái họ khiến họ làm những cái việc thiện, cái nghề họ cũng thiện cho coi. Để ý coi. Cho nên thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình này thôi, cái phước báu ngày quá lớn, cho nên thành ra nhất sanh bổ xứ, một đời thành Phật, con ông vua đúng không, con vua Tịnh Phạn phải không? Thế mà bỏ hết, bỏ hết, biết là của cải chết mang theo không được, cũng sẽ bị mất cho coi. Cuối cùng ngài đi tu, đúng không? Ngài đi tu. Cái tài sản của ngài là gì? Là trí tuệ, là từ bi, là hỷ xả, là vô ngã, là vị tha. Đó, cái tài sản của ngài đó. Mà nhờ có cái trí tuệ cho nên thành ra ngài nói pháp ra, mà cái giáo pháp từ gần 3.000 năm nay bây giờ vẫn còn, đúng không? Nó còn đến 9.000 năm sau nữa, kinh khủng không? Rồi cái lòng từ bi của ngài mà khắp thế giới nhân loại đều kính ngưỡng ngài, trí tuệ từ bi của ngài, phước báu của ngài, công đức của ngài. Đó là những cái tài sản ở trong thể tánh của mình đó. Còn vật chất thực ra cõi dục giới này mình xài, cho lên cõi sắc giới là không có xài rồi. Bởi vì họ tưởng ăn là có ăn, tưởng mặc là có mặc, tưởng nhà là có nhà, thì họ xài vật chất để làm gì? Ở cõi Tây Phương Cực Lạc, họ tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất thì lấy tiền để làm gì? Vàng họ lót đường để cho mình đi thì vàng để tranh giành làm gì? Bước lên Cực Lạc, bước lên cõi trời sắc giới, vô sắc giới là tiền bạc là vứt đi, không xài. Không xài. Mà cái người mà đắm đuối về cái tiền bạc của cải vật chất ở đây á, thì họ cứ ở dục giới này hoài, sanh làm người hoài, chứ không lên trời sắc giới, học vô sắc giới, không lên cõi trời được. Cái tâm của họ nó nặng nề quá đi, nó chấp nhất quá, cho nên họ cứ làm người. Và làm người khoảng hai đời là họ giỏi, chứ Ấn Tổ nó đời thứ ba là họ phải làm súc sanh rồi. Đời thứ ba là họ làm súc sanh rồi, không làm người nổi, bởi vì họ bị đắm chìm trong nó nặng quá. Cho nên là cái phước họ tổn, cho nên thành ra là họ phải làm loài súc sanh rồi, họ vô địa ngục rồi. Hiểu không? Cho nên hôm nay quý vị về đây tụng kinh với quý thầy, niệm Phật, gia đình hương linh của quý vị ở dưới địa ngục á, nghe tiếng niệm Phật quý vị họ siêu thoát. Cái mùa này là cái mùa cứu đảo quyền, là mở trói những người treo ngược mà. Vu La Bồn tức là cứu đảo quyền, là mở trói những người treo ngược.
mà quý vị về đây tụng câu giải Phật hiệu, tụng thời kinh Di Đà bảy biến đại bi không, niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tưởng chừng đơn giản vậy không, Phật cùng Phật khen ngợi đó. Kinh A Di Đà là kinh nhất thiết chư Phật gia trì, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Trên Tổ Ấn Quang, khi mà ngài gặp được bộ kinh A Di Đà, bắt đầu ngài tung vô đó một cái là y báo là cảnh giới Cực Lạc xuất hiện. Ghê chưa? Chánh báo là Đức Phật A Di Đà xuất hiện. Mình chê kinh A Di Đà là kinh để dành cho cầu siêu ha, kinh đó là hàng thấp kém đúng không, kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Đại Bổ Tích mới là cao siêu đúng không? Không phải đâu. Tâm mình mà thanh tịnh nhập vào cảnh giới kinh A Di Đà là chánh báo là Phật A Di Đà xuất hiện. Ghê chưa? Y báo là cảnh giới Cực Lạc xuất hiện, là người này á hả, họ thâm nhập vào cảnh giới rồi. Không phải dễ đâu. Mình tụng lất lất chơi chơi, tâm không thành kính, cho nên thành ra tụng qua loa chả thấy cái gì xuất hiện đúng không? Do nghiệp mình sâu dày, cho nên thành ra mình không có đạt được cảnh giới. Rồi mình chê kinh nó là thấp. Không thấp đâu. À, về tụng đi, tụng thời gian phổ môn rồi coi mình cảm được cái thần lực Bồ Tát Quan Âm như thế nào chứ. Tụng kinh Di Đà rồi mình cảm đến cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, gọi là vô tác nguyện lực bất khả tư nghì. Tụng đi, tụng thứ coi. Chứ để cái đau khổ này nó cứ đau khổ hoài, nó dằn vặt rồi gia đình cứ lộn xộn, rồi cứ làm kẻ cùng tử, rồi suy nghĩ sằng bậy, rồi suy nghĩ gì đó, danh tị hơn thua phải trái đúng sai để làm cái gì hả? Rồi làm kẻ phàm phu chứ được cái gì đâu. Vậy mà tụng kinh một thời gian cái tự nhiên cái tư tưởng mình đã khác, muốn lợi ích chúng sanh, thương người, người ta chửi mình cũng thương họ. Rồi từ từ nó trở thành một người siêu quần bạc tỷ cho coi, phước báu tới cho coi, một người hơn người cho coi. Làm được không? Nãy giờ nói nhiều quá không biết làm được hay không à. Nói ít vậy thôi, nói đơn giản vậy thôi, không có gì cao xa hết trơn á. Vậy mà Tổ Ấn Quang ngày tu ngày thành tổ á nha. Thành tổ á. Thành tổ ngày tu làm sao? Đi tụng kinh A Di Đà, niệm Phật A Di Đà, mỗi buổi tối trì 25 biến đại bi, hoặc 50 hoặc 75, không bỏ nha, không bỏ. Còn mình là thay đổi hoài. Buổi tối cái mời đi chơi, đi ăn ghẹ ăn cua, cái đi chơi cái quên tụng kinh trì chú cũng quên luôn, kêu thôi để ngày mai, rồi ngày mai đến Tết dân tộc cũng chưa tụng luôn. Đó, thấy chưa? Mình là cái kiểu mình là phàm phu nó vậy, cho nên làm phàm phu hoài. Thay đổi hoài. Thay đổi là cái tâm vọng tưởng nó thay đổi. Mới coi chiếc xe đó cái thích, cái vài bữa nó chán, mới cưới vợ về cái vài bữa chán. Con người mình là con người thay đổi, con người là con người thối chuyển. Có lại đi. Mà cái người mà họ đi vào trong thể tánh họ rồi, họ cái làm cái việc gì nó cũng nhức nhừ hết trơn. Giờ giấc rồi là ăn uống, rồi sinh hoạt, rồi thể dục, rồi họ tu tập, rồi cái tâm họ bắt đầu đi vô thể tánh là bắt đầu là nó từ từ nó đi vô trong đó, nó không thay đổi. Họ có người không thay đổi cái tánh mà diệu dụng của thể tánh nó là nhất như. Còn là cái vọng tâm của cái thể tánh á, cái vọng tâm nó là sống của nước á, tức là cái bóng của cái hình á, là nó vọng tâm nó thay đổi hoài. Hiểu không? Đó là con người phàm phu của mình. Còn cái người họ nhất như là họ rất gặp trường kiên định. Mà cái người muốn nhất như đó là họ phải công phu từ từ nó mới thâm nhập vào trong thể tánh của họ. Họ mới xuất hiện được cái tâm nhất như đó. Chứ không là họ cứ phiền não rồi bị cái tâm sân hận, cái tâm ái dục, cái tâm tham ăn, tham ngủ nó cứ hành họ hoài. Họ ở trong đó họ khổ đau vô cùng. Họ không có tu tập mà. Hiểu không? À, thôi nghe vậy đủ rồi chứ nói nhiều nó mệt quá. Con nhỏ bữa nay bắt đầu sức khỏe đã xuống rồi. Vừa lễ Vu Lan trong đó xong, hơn 3.000 người trong đó họ bu kính hết trơn, họ niệm Phật một đêm. Giảng xong tổ chức cho họ xong là nó quá mệt luôn. Ra ngoài đây xong cái bữa ngồi chay tăng mà ngồi không muốn nổi, nó quá mệt. Đúng ra mà cái buổi lễ trong đó xong là phải nghỉ một tuần đến nửa tháng nó mới lại cái sức được. Bởi vì tổ chức nó hao cái tinh thần dữ lắm. Đó. Thì hôm nay ra đó thì cái việc mà chúng tôi gặp quý vị là thấy quý vị ở xa xôi, cái đoàn của cô Nga, cô Phương từ Hà Nội, cô đi ra Huế xong cũng vô trong này gặp chúng tôi. Thì thực sự cái đây là một cái nhân duyên là bao nhiêu năm cũng nghe Pháp chúng tôi rồi. Mà hôm nay thì chúng tôi ra tổ chức cho quý vị tu là chính. Nhưng mà giờ đây đến tu không mà về, tức là mình có thực hành mà không hiểu cái đạo lý á. Có sự không mà không có lý, đôi khi về quý vị sẽ không hành trì được. Thì chúng tôi cũng có vài lời để mà chia sẻ, nhắc nhở, sách tấn cho quý vị tu tập được. Về nhà mình cố gắng mình tu tập cho cái gia đình mình nó yên vui. Lỡ mà ông chồng uống rượu, ông quậy phá vậy thôi, đừng đụng chạm, đừng có gây oán thù với ổng nữa. Lúc này giữa mình với ổng là có một cái oan gia để mà nó trả nợ với nhau.
nó báo oán với nhau, thôi đừng có gây nợ nữa, cái im lặng, làm kẻ ngu kẻ khờ, xin lỗi họ đi, thấy không? Rồi bắt đầu mình cố gắng cái mình niệm Phật, mình hồi hướng cho ổng 1 năm 2 năm 3 năm, cùng lắm ổng chết ổng cũng phải chuyển thôi, chết thôi chứ làm gì nữa ông chuyển. Thôi nhịn đi, nhịn này, nghe nè, nghe anh tổ nói nè, cái câu này hay nè, đáng lẽ ngưng rồi mà nghe nè, nghe nè. Nếu mình nhìn như vậy là người ta đánh mình, người ta chửi mình, người ta giết mình thì mình làm sao? Nghe nè, anh tổ nói nè, nếu là người đã Bồ Tát, họ thấy ngũ uẩn này dai không, giết họ như ngày một kiền liên á, giết họ họ vẫn an vui, tâm họ an vui để cho giết. Cái sắc thân này họ đã chứng được thể tánh thanh tịnh, nó là giả, họ chấp nhận hoan hỷ, muốn giết, muốn đánh, muốn chửi, muốn bầm chặt gì như ngày một kiền liên, hoan hỷ, họ muốn làm gì làm. Đó là họ chứng nhất như pháp tánh thanh tịnh, thân tâm nhất như, cho nên thành ra không thấy đau khổ nữa, không sợ chết nữa. Thân này giống như giả, giống như cái áo cởi ra vứt đi bằng áo khác vô, bỏ cái xác này đi lấy cái xác khác, đó là Bồ Tát chứng nhập được thể tánh thanh tịnh, là Bồ Tát hiện thân để mà độ sanh, họ làm được. Còn phàm phu mình sao? Lắng nghe nè, phàm phu mình thì sao? Họ chửi mình, chưa giết mình, mình còn nhịn được thì mình phải nhịn. Họ đánh mình để mà giết mình thì mình tìm cách gì đó để mình phải khéo léo, để mà mình phải khống chế, không khống chế thì mình phải làm sao để nó giữ được cái mạng mình để tiếp tục mình tu, bởi vì mình chưa chứng thánh, mình chưa chứng Bồ Tát, mà tâm mình phải như là Bồ Tát. Một cái chỗ này siêu xuất, chỗ này nó sâu sắc. Bây giờ về cái ông chồng ông chửi mình phải không, chưa đến nỗi vẫn chịu đựng, ông đánh mình phải không, nhẹ nhẹ mình còn chịu đựng được thì mình vẫn chịu đựng. Ông đánh mạnh để mà mình chết thì mình phải chạy, hoặc mình tìm cách gì mình tránh né đi. Đó là phương tiện của phàm phu để giữ cái thân này mình tu. Nhưng tâm phải như là Bồ Tát, phải thương họ. Bởi vì mình đời trước á, là mình gây cho họ khổ, bây giờ họ phải gây lại cho mình khổ. Không khởi một tâm oán thù, tâm như Bồ Tát. Hay phải không? Hay phải không? Còn thân mình đó, thân mình á, phải tùy nghi uyển chuyển. Nếu họ đánh nhẹ chưa đến nổi á thì thôi cố gắng gục đó cho họ đánh đi, mà thấy đánh mạnh qua chạy đi, sao nó chết làm sao? Mình chưa chứng thánh, mình chưa chứng quả, nó chết rồi sao mình đâu có thân nữa mình tu, đúng không? Thì tổ quan nó phải khéo léo để uyển chuyển, một là tránh né, hai là mình dùng cái cách gì đó mình xin lỗi, nhờ người ngăn chặn, nhưng tâm không được phép oán thù. Ghê không? Sâu sắc của tổ quan trả lời cho một cái ông đó. À vậy bữa nay chồng về quýnh chửi mình biết cách rồi đúng không? Biết thì biết, cái nỗi khùng lên thì cũng chưa chắc gì tha ông đâu. Không có công phu, không có niệm Phật, không có tình thương, không có lòng từ bi, đúng không? Cho nên thành ra là lời qua tiếng lại, cái oan gia nữa, cái dây dưa hoài, đời sau chết làm con cháu gặp nhau tiếp. Ghê chưa? Cái nhân quả nó kinh lắm. Không à? À. Trời, 4:30 rồi ta, nhanh dữ hả? À, nãy giờ nghe 1 tiếng rồi đó ha. Bây giờ trong này có ai thắc mắc gì không, hỏi vậy chứ nãy giờ nói nhiều quá không biết có trúng ai không nữa. Có thắc mắc gì không? Đây có người viết câu hỏi nè, có ai viết câu hỏi đưa lên thì trả lời nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch sư phụ, nay có cụ bà 94 tuổi, năm ngoái có lên chùa sư phụ, bà ăn chay hơn 40 năm, nay bà đang có mặt tại đây, xin sư phụ cho bà lên gặp sư phụ. Đâu bà đâu? 94 tuổi đâu? Biết lý do gì bà sống 94 tuổi không? Có lý do. Có lý do là ăn chay 40 năm. Hả mà? Ở trong này ai ăn chay trường nữa, giơ tay lên coi. Mấy người kia không giơ tay ăn gì? Biết rồi. Khỏi hỏi, biết rồi. Biết rồi. Không? ăn mặn đi rồi sẽ thấy cái thịt con cá, con gà, con vịt, con heo, con thú, bất cứ con gì nó có độc tố trong đó. Nó bệnh nó chết, người ta giết nó, có độc tố trong đó. Tổ ông quan nói có độc tố trong đó. Ăn vô rồi thân thể mình bệnh hoạn, rồi còn trả cái nghiệp báo nữa, đó là sát sanh đó. Hiểu không? À, sẵn cái cô bà cụ 94 tuổi, sẵn mời bà chủ lên nhìn bà chủ giám đốc công ty một chút nè nha. Rồi, trời ơi, hai vợ chồng vô tới ở trong Đà Lạt để thỉnh chúng tôi ra đây.
Cho nên thành ra thôi, đợt này ra một lần thôi, không biết khi nào ra nữa nha. Rồi cụ lên đây, cô Sương lên trên này luôn. Mấy người ngồi nắng nắng á, chánh chánh, có cô mặc áo trắng, cô xích lên đây đi cô, nó nắng á cô. Ăn chay 40 năm, 94 tuổi, cho một chàng pháo tay lớn đi. Vỗ tay là về ăn tay, ăn chay không phải vỗ tay không đó, nghe chưa? Trời, hồi nãy có 3-4 người ngồi trước mặt nè, từ ở trong đó mà lội ra đây 100 cây số. Ở trong cái gì á? Tông Giang. Trời ơi, đây 100 cây số. Trời ơi. Rồi. Đây, rồi lắng nghe nè. Hôm qua chúng tôi ghé vô nhà thăm bà, lúc nào cũng cười. Bà cười, bà hoan hỷ dữ lắm. Mà đâu có biết bà ăn chay 40 năm đâu. Hôm nay nghe cô Sương nói là bây giờ mới biết ăn chay 40 năm. Bà niệm Phật rất là tốt, cho nên cái người có duyên ăn chay, có duyên tưởng Phật là sống dai vô cùng, đúng không? Rõ ràng. Đó, thấy chưa? Hôm nay là bằng chứng không? Chứ không phải là chúng tôi nói ăn chay là sống thọ, đúng không? Bằng chứng rõ ràng. Ở trong chùa có một bậc cụ nữa đó, 108 tuổi. Dễ sợ không? Người nhỏ ốm tông không? Ốm teo vậy, ăn chay 50-60 năm nay rồi. Đầu óc tỉnh queo luôn. Đầu óc rất tỉnh táo, sáng suốt, không một chút mê lẫn. Thấy hay không? Thấy ăn chay hay không? Đó. Cho nên Tổ Quan nói mình lấy tiền mà mình đi phóng sanh á, nhiều lúc mình không có thời gian, mình bỏ tiền mình tiếc. Thì khuyên họ ăn chay vẫn hay hơn là khuyên họ phóng sanh. Những người có căn lành sâu dày lắm, họ mới dám bỏ tiền ra phóng sanh. Những người này căn lành phải là thiện căn rất lắc là sâu dày, cho nên họ mới dám bỏ tiền túi mồ hôi nước mắt của họ ra để phát tâm phóng sanh. Vừa rồi chúng tôi đi xuống miền Tây, có cái cô đó ở Indonesia, bà có hiếu, mà thương mấy người có hiếu mà là họ thích phóng sanh, là họ giàu, họ đưa vô thí, cô này cũng quá trời giàu, có ông chồng người Indo về phát tâm 350 triệu, 15 tấn cá, chúng tôi thả 4 tiếng đồng hồ. Trời ơi. Thì Tổ Ấn Quang nói là tìm cái người mà có căn lành, họ dám bỏ tiền đây nè. Nếu mà họ bỏ tiền ra, họ làm được điều này thì người này rất căn lành. Chứ không thể họ bỏ tiền tỷ không mua đất, chứ dễ gì mà không mua cá thả mà cho mất. Họ kêu mất tiền đi, mua đất là còn. Còn cái gì ạ? Còn cục đất á. Còn cục đất. Coi chừng mất. Của năm nhà mà, không sanh công đức, không mất. Để ý coi. Cho nên chùa chúng tôi cứ mỗi chủ nhật là 20 triệu, một tháng là hội chết luôn là 80 triệu. Hồi xưa không có tiền là mỗi chủ nhật có 500 ngàn, bắt đầu mở pháp hội 2007 có 500 ngàn. Thế mà nhờ công đức phóng sanh từ từ mà bây giờ cái chùa nó hưng thịnh. Lễ lượt lúc nào cũng là ngàn nghẹt, bây giờ là hàng ngày đều là 500 người, họ ở xung quanh đó họ vô chùa, hôm nay 300 nè. Mà 500 người mỗi ngày đều đặn như vậy họ về họ tu. Có phải nhờ công đức phóng sanh mà con cái cháu chắc hiếu thảo đầy nhà? Chùa có phóng sanh là Phật tử ngoan, Phật tử tốt về đầy chùa. 10 công đức phóng sanh nói mà. Hiểu không? Nhưng mà cái căn lành, cái người mà họ không phóng sanh nhưng họ ăn chay, dễ khuyên hơn là bỏ tiền túi phóng sanh. Mà trong này mà khuyên ăn chay không được nữa thì thôi bỏ tay .com.vn luôn, biết làm gì, thua luôn rồi đó. Hiểu không? Căn lành mình quá kém. Đến bây giờ mà còn ăn thịt chúng sanh. Mà khi mà con thú đó người ta giết nó bị đổ máu á, thì Tổ Ấn Quang nói là bằng dễ làm cho Phật xuất hiện. Ghê chưa? Ghê chưa? Bây giờ con thú này hiện tại nó không phải là Phật, mà tương lai nó sẽ là Phật. Ghê chưa? Mà hiện tại làm cho nó xuất huyết mà mình không giết trực tiếp, mà mình gián tiếp đem tiền đi thuê cho người ta giết, thì đây là làm cho Phật tương lai là con thú đã xuất huyết á, là tội này lớn. Trong ngũ nghịch trọng tội chứ không phải đơn giản đâu nha. Mồi cho kỹ ra là như vậy, chứ không phải là ăn miếng thịt là bình thường đâu. Nghe như vậy mà dám còn về ăn là quý vị gan cùng mình. Gan cùng mình. Đó. Bà chủ nè, nhìn nó tướng vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đó, đứng bên tay trái chúng tôi nhìn xuống nè, thấy bà chủ chưa? Đơn giản vậy thôi. Lo cho bản thân mình mà đơn giản lắm, không có xe xua lè lẹt, không có phóng son phóng xóm à, xóm phân son phân không phải phóng son. Cho nên đơn giản lắm,
vậy mà nội tâm phong phú, thích làm trai đàn, thích làm trai tăng. Mà chúng tôi nhiều đó, nhiều lúc chúng tôi thật sự mà nói là cái phước báu mà làm như cỏ, nhiều lúc là thỉnh chư tăng đông như hôm qua có cúng cả tỷ mình cũng không đủ khả năng làm. Lâu lâu có Phật tử với mình phối hợp mình làm, cái phước báu họ có. Không phải hôm nay là chúng tôi nịnh đâu, chúng tôi khen đâu, mà cũng đáng khen lắm chứ. Đó. Cho nên thành ra thì